Chào quý vị, trong phần vừa rồi, sau khi ông Tông Khải Phong qua đời, người em trai họ của ông ấy chính là Tông Vân Càn bắt cóc Tiểu Bảo, con trai của Tông Cảnh Hạo, để hầu tống tiền ép buộc Tông Cảnh Hạo phải giao ra quyền sử dụng thừa kế cổ phần của tập đoàn Vạn Việt. Và câu chuyện này được diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị cùng nghe tiếp câu chuyện dài Mê Vợ Quên Lối Về với giọng đọc của Kim Linh. Người tài xế sau khi bị Tông Vân Càn bắt cóc vợ và con mình để làm con tin, anh ta biết rằng Tông Cảnh Hào đã đối xử quá tốt với anh ta, cho nên người tài xế quay về là chuẩn bị hết phải chịu trừng phạt như thế nào. Anh ấy ngẩng đầu: "Tôi phát hiện ông ấy làm như vậy là bị người phụ nữ bên cạnh ông ấy đầu độc. Làm sao anh biết được chuyện đó?" Thẩm Bội Xuyên hỏi. Người tài xế nhớ lại khi vợ của anh ấy vừa bị bắt và khi anh ấy nhìn thấy Tông Vân Càn lần đầu tiên vẫn luôn là người phụ nữ ấy nói chuyện. "Tôi không có nói dối đâu," người tài xế thề thốt. Thẩm Bội Xuyên đi đến. "Tôi có thể tin anh được không? Anh ấy có không hiểu cái người Tông Vân Càn ấy lắm. Nếu như ông ấy bị người phụ nữ đó đầu độc thì vẫn có thể xử lý được. Nếu như ông ấy vẫn luôn im lặng thì suy nghĩ tâm tư của ông ấy càng lớn hơn." Tông Cảnh Hạo khẽ nhắm mắt, che giấu suy nghĩ của mình. Tông Vân Càn rất kiên định. Nếu như ông ấy vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để giành lại gia sản thì lần ngủ đông này đã quá dài rồi. Ông ấy già rồi, cho dù có giành lại gia sản thì có tác dụng gì? Ông ấy không có con cái thì cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Hơn nữa ông ấy cũng có rất nhiều tiền. Mấy năm nay, ông ấy ung dung sống ngày này qua ngày khác. Điều đó không giống như đang giả vờ cho lắm. Lần chuyển biến này của ông ấy giống như có nguyên nhân bên ngoài hơn là đã vạch ra kế hoạch lâu dài. Nếu như ông ấy đã ẩn giật mười mấy năm rồi, lập ra kế hoạch này cũng thật ngốc nghếch và ngu xuẩn. "Bây giờ chúng ta còn thời gian không?" Thẩm Bội Xuyên hỏi. Tông Cảnh Hạo nhìn người tài xế hỏi: "Anh đến chỗ ở của ông ta bao giờ chưa?" "Anh nghe nói Tông Vân Càn có rất nhiều nơi ở, vì anh không thích qua lại với bên Tông Vân Càn nên không để ý gì nhiều, cho nên bây giờ anh đi điều tra sẽ tốn rất nhiều thời gian." Người tài xế vội vàng gật đầu, muốn lấy công chuộc tội. Tôi biết, tôi có thể đưa mọi người đến đó được." Thẩm Bội Suy nghi ngờ: "Anh biết nơi đó à? Tông Vân Càn còn có thể ngây ngốc ở đó sao? Trong mắt của họ tôi chỉ là người phản bội Tổng Giám Đốc Hạo, nên họ sẽ không ngờ tôi còn dám quay lại. Có lẽ họ nghĩ tôi đã sớm chạy trốn rồi. Không nghĩ tôi sẽ đưa anh đến tìm họ đâu," người tài xế nói. Thẩm Bội Xuyên cảm thấy cũng đúng nên nói với Tông Cảnh Hạo: "Đợi đến đêm tối tôi sẽ đưa người đến tìm đứa bé trở về. Bội Xuyên, anh sắp xếp hai người giỏi nhất đến biệt thự trước đi. Lâm Tâm Ngôn và hai đứa trẻ đang ở đó." Tông Cảnh Hạo không yên tâm lắm, nhưng nếu anh để Lâm Tâm Ngôn về đây thì cô sẽ biết con của mình mất tích, nhất định cô sẽ chịu đả kích. Anh cố tình nhốt cô ở trong biệt thự là muốn giấu cô. "Đứa bé thì làm sao?" Bà Trang Tử Khâm đột nhiên xông vào. Bà vẫn luôn ở bên cạnh Trình Dục Ôn, sau khi trở về thì ở bên cạnh con gái mình. Nghe nói Lâm Tâm Ngôn và hai đứa trẻ trở về biệt thự, họ phân công một người trở về biệt thự chăm sóc, một người rời khỏi nhà. Bà không ở nhà một ngày, vừa về đến nhà thì đi thăm đứa bé, nhưng kết quả không thấy đứa bé đâu. Tàn Du cắn môi, giọt lệ tràn mi: Đứa bé, con bảo người ôm đứa bé trở về biệt thự rồi." Tông Cảnh Hạo đứng lên nói: "Lát nữa con cũng sẽ qua đó." Tông Cảnh Hạo cố tình giấu giếm. Trong giờ phút quan trọng này, anh sợ mọi người không chấp nhận nổi. Bây giờ thứ Tông Vân Càn muốn là gia sản. Gia sản chưa nằm trong tay ông ấy thì ông ấy sẽ không làm hại đứa bé được. Ít ra đứa bé tạm thời không gặp nguy hiểm. Bà Trang Tử Khâm không nghĩ gì nhiều mà quay người rời đi. Thẩm Bội Xuyên nói đi sắp xếp, tiện thể đưa Tang Du về nhà. Sắp xếp xong, đợi đến khuya người tài xế đưa đoàn người đến nhà riêng của Tông Vân Càn. Kiến trúc nơi này rất bí mật, nhưng vị trí địa lý rất tốt. Khoa học kỹ thuật kiến thức càng ngày càng hiện đại nên kỹ thuật bảo vệ cũng tốt. Thẩm Bội Xuyên bất đắc dĩ có thể đưa mọi người lui ra ngoài trước. Muốn lén lút đi vào trong mà không để ai biết thì có lẽ không thể được. Hơn nữa làm như vậy còn rút dây động rừng.
Trong này có hệ thống bảo vệ, nhưng cũng không có mấy người, chúng ta có thể xông vào được. Người tài xế nói, anh vẫn có tự tin với bản lĩnh của mình. Thẩm Bội Xuyên bình tĩnh nói, chúng ta không biết đứa bé ở đây hay không. Nếu như cứ xông vào mà không thấy đứa bé thì nó sẽ gặp nguy hiểm thì sao? Nhưng nếu như rời đi thì chúng ta không còn cách nào khác tìm được đứa bé. Tông Cảnh Hạo cân nhắc điểm lợi và điểm bất lợi trong lòng nói, nếu chúng ta rút dây động rừng thì tương kế tụ kế. Nếu như đứa bé thật sự không ở đây, vừa nãy nhất định sẽ thu hút sự chú ý của họ. Nếu như đứa trẻ ở đây thì bọn họ sợ đứa trẻ sẽ được tìm thấy nên chắc chắn sẽ đổi vị trí. Như vậy, đám người Tông Cảnh Hạo chỉ cần để người ở lại đây là để tìm thấy manh mối của đứa bé. Nếu như đứa bé không ở đây, e rằng chỉ khiến cho họ nâng cao cảnh giác. Tôi ở lại đây, Thẩm Bội Xuyên nói. Bây giờ cũng có chỉ có Thẩm Bội Xuyên đích thân ở lại đây thì anh ấy mới yên tâm. Tôi cũng ở lại. Người tài xế rất muốn lấy công chuộc tội. Tông Cảnh Hạo không nói gì, chính là ngầm đồng ý. Anh quay người đi về phía xe mình. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô đã tiều tụy đi rất nhiều. Nếu như cô biết đứa bé bị mất tích thì chắc chắn sẽ càng tiều tụy và khóc khát hơn. Anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thẩm Bội Xuyên, bảo anh ấy sắp xếp người theo dõi người phụ nữ bên cạnh Tông Vân Càng. Cho dù trước tối mai có tìm thấy được hay không, anh vẫn phải cố hết sức. Lâm Tử Ngôn đang nằm trên giường đột nhiên mớ. Giọng nói của cô rất nhỏ nên Tông Cảnh Hạo không nghe rõ. Anh ghé sát tai mình bên môi cô. Nghe được rất nhiều lần cô đang gọi tên mình. Tông Cảnh Hạo cầm tay cô khẽ nói, anh ở đây. Lâm Tử Ngôn không nghe rõ, lại gọi, Cảnh Hạo, Cảnh Hạo. Tông Cảnh Hạo nằm trên giường ôm cô vào lòng. Anh ôm cô đã thành thói quen. Hai người ôm ấp kề vai đầu sớm đã trở thành thói quen không thể bỏ. Cô biết đây là mùi hương và hơi thở của anh, mơ mơ màng màng thiếp đi trong lồng ngực anh. Cảnh Hạo, anh đừng đau buồn quá, em sẽ ở bên cạnh anh. Cô không mở mắt mà như đang nói trong giấc mơ. Tông Cảnh Hạo trợn tròn mắt, lông mi rậm chớp chớp vài cái. Cuối cùng anh lại nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ. Mất mấy ngày nay đã mệt mỏi và đuối sức quá rồi. Nếu như không phải đứa bé mất tích thì anh e rằng sẽ không ngủ nổi. Bầu trời bên ngoài vẫn tối, anh đắp chăn cho Lâm Tâm Ngôn. Anh sờ trán cô, hình như cô đã hạ sốt rồi nên không còn nóng nữa. Lúc này anh cũng không thể ở lại chỗ cô nữa, anh phải đi tìm con. Anh nhìn cô rất lâu rồi đứng lên, khẽ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đi xuống tầng, anh đi đến phòng của Tô Trạm và dặn dò anh ấy hôm nay không được để Lâm Tâm Ngôn trở về nhà. Tô Trạm cảm thấy không đúng lắm. Cảnh Hạo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói cho tôi biết đi. Anh ấy từ trên giường đứng dậy. Trong phòng không bật đèn, Tông Cảnh Hạo đứng ở cửa. Đứa bé bị mất tích rồi. Cái gì? Tô Trạm dường như hét lên trong vô thức. Nhỏ tiếng thôi. Tông Cảnh Hạo không giải thích nhiều. Anh trông coi ở đây giúp tôi là được rồi. Tô Trạm gật đầu, anh cứ yên tâm. Tông Cảnh Hạo ừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Hơn 9 giờ sáng, ở bên phía Thẩm Bội Xuyên đã có tin tức. Anh ấy nhìn thấy Tông Vân Càng và người phụ nữ đó đi ra từ trong nhà và lên xe. Anh ấy hỏi Tông Cảnh Hạo có muốn bắt họ không? Tông Cảnh Hạo nói cứ tiếp tục theo dõi, đừng để bị phát hiện. Đối với anh, bây giờ tìm thấy đứa bé mới là chuyện quan trọng nhất. Thẩm Bội Xuyên luôn bận rộn chứ không hề nhàn rỗi gì. Anh ấy đang điều tra lai lịch của người phụ nữ bên cạnh Tông Vân Càng. Nếu như có chân tướng rõ ràng thì có thể tìm thấy chân tơ kẻ tóc. Huống hồ người này còn là người phụ nữ thích kiêu ngạo phách lối. Không mất quá nhiều thời gian, Tông Cảnh Hào đã điều tra ra được đến người phụ nữ ở bên cạnh Tông Vân Càng. Cô ta xuất hiện thân là gái trong các hộp đêm. Trước kia được Tông Vân Càng bao, ông ấy là người bao thứ mười mấy của cô ta. Người phụ nữ này rất có thủ đoạn để đối phó với đàn ông và lấy được rất nhiều tiền qua những lần tiếp người bao của mình. Cô ta rất có tiếng tăm trong giới gái hộp đêm. Và đương nhiên tiếng tăm của cô ta là chính là thủ đoạn đối phó với đàn ông và bòn rút tiền tay của từ đàn ông. Lần này cô ta leo lên Tông Vân Càng cũng khiến cho đàn em mọi người ngưỡng mộ. Tông Vân Càng có thể hơi già, nhưng ông ấy có tiền và giàu có. Lỡ như ngày nào đó ông ấy chết, nói không chừng cô ta còn thừa kế số tiền lớn. Tông Vân Càng không sinh con cũng không phải bí mật gì, chỉ cần không ai bàn luận về chuyện đó trước mặt là được rồi. Theo suy nghĩ của các chị em, chịu đựng đến khi ông ấy chết là có thể được có được tiền. Có tiền rồi, họ còn không thể tìm thấy đàn ông trẻ tuổi hơn được sao? Lão già đáng chết này, ông ấy bị ma quỷ ám rồi.
Quan Kình khinh thường, ông ta như vậy rồi trong lòng còn muốn cô gái quá nhiều người, lại còn bị cô ta suối bẫy gây chuyện. Ông ta làm chuyện ngu xuẩn như vậy chẳng phải tìm đến cái chết sao? Ông ta vốn có thể an hưởng tuổi già, nhưng lần này lại tự gây họa cho mình. Quả nhiên người phụ nữ đó không phải là thứ tốt đẹp gì. Nếu như Cố Tuệ Nguyên gây họa thì ông ấy sẽ biến mất. Có cần bắt cô ta không? Quan Kình hỏi. Chẳng phải Thẩm Bồi Xuyên đang theo dõi ông ta à? Bắt cô ta lại thì chỉ bằng bắt luôn Tông Vân Càn. Nhưng nếu bắt họ, Tông Vân Càn sống chết không nói thì phải làm sao? Đến khi đó phải thả người ra. Dù sao đứa bé đang ở trong tay họ, họ đang uy hiếp anh nên anh không thể mạo hiểm. Người phụ nữ này rất thích tiền, chỉ bằng chúng ta thử dùng tiền để mua chuộc cô ta xem. Quan Kình lại đưa ra ý kiến. Không, ta không có nhiều thời gian đâu. Lúc này bên phía Thẩm Bồi Xuyên gửi tin nhắn đến. Hai người Tông Vân Càn đi đến một hội quán rồi biến mất. Xem ra theo dõi bọn họ sẽ không được tung tích của đứa bé. Quan Kình cũng nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Bồi Xuyên nói. Đứa bé là điểm yếu của họ. Chắc chắn họ sợ chúng ta tìm thấy nên mới che giấu kỹ đây. Bây giờ chúng ta có thể bắt người để hỏi. Mềm dẻo không được thì phải cứng rắn. Dụ dỗ uy hiếp thì người đó còn có thể không cậy được miệng người đó sao? Tông Cảnh Hạo cân nhắc nhưng vẫn không tìm được cách nào tốt nhất để Thẩm Bồi Xuyên bắt người. Không biết anh ấy có bắt được người này hay không. Đồng thời anh cũng phải chuẩn bị thật tốt cho người làm giả giấy cổ phần. Tờ giấy cổ phiếu thật sự thì để ở chỗ Lâm Tâm Ngôn. Nếu như tờ anh đi hỏi Lâm Tâm Ngôn thì cô sẽ phát hiện ra mất. Sau khi Thẩm Bồi Xuyên nhận được mệnh lệnh, anh ấy thay quần áo đóng giả làm người mua, chuẩn bị tìm cơ hội bắt người. Người phụ nữ đó luôn ở bên cạnh Tông Vân Càn. Cô ta chơi góp một lúc rồi ngồi lên đùi Tông Vân Càn, xiên miếng hoa quả đưa cho ông ấy. Anh nói xem, chúng ta có thể thành công không? Tông Vân Càn biết mình không biết kinh doanh, nhưng trong thâm tâm ông ấy cũng có lời. Cho dù ông ấy không biết kinh doanh, nhưng khi đó ông ấy cũng phải được chia bình quân cổ phần chứ. Nhưng ông ấy không hề có. Em nghe nói nước ngoài có hồ sơ chưa được bệnh của anh. Đến khi bệnh của anh được chữa lành rồi thì chúng ta sẽ sinh con, kế thừa gia sản. Truyền nhiều thế hệ, như vậy không phải rất tốt sao? Người phụ nữ đó tựa lên vai Tông Vân Càn. Em rất muốn sinh cho anh một đứa con. Nếu như cả đời này không sinh cho anh được thì anh sẽ đoạn tử tuyệt tôn đó. Nói không chừng còn có người cười nhạo anh, cảm thấy anh còn không nên có 20% cổ phần trong công ty. Lời nói của người phụ nữ như từng bước khiêu khích từ trong ra ngoài, cố tình còn đụng chạm đến điểm yếu của Tông Vân Càn. Cũng là vô sinh, phụ nữ sẽ cảm thấy cơ thể mình không hoàn thiện, còn đàn ông thì lại cảm thấy xấu hổ, như thể họ bị bất lực vậy. Về một khía cạnh nào đó thì quả thật là rất khác nhau. Sắc mặt Tông Vân Càn như tối sầm lại. Em nhà vào nhà vệ sinh chút nha. Người phụ nữ vừa mỉm cười vừa đứng lên, uyển chuyển bước đi trên đôi giày cao gót, đi về phía nhà vệ sinh. Giày cao gót dẫm lên sàn đá cẩm thạch tạo nên tiếng động cộc cộc. Thẩm Bồi Xuyên cùng người của mình theo sau mai phục ngoài nhà vệ sinh, đợi cho đến khi người phụ nữ kia đi ra, bịt miệng lại rồi lôi người đó đi. Hành động của bọn họ đã nhanh chóng tránh được sự chú ý của người khác mà kéo người phụ nữ lên khỏi xe. Các ngươi là ai? Là anh. Người phụ nữ trầm giọng quát lớn. Chưa kịp nói xong đã nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên. Cô ta đã từng gặp Thẩm Bồi Xuyên và biết anh ấy là người của Tông Cảnh Hạo. Cô ta rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, cười nói. Các anh bắt cóc tôi cũng không có tác dụng gì đâu. Tôi cũng không biết Tông Vân Càn giấu đứa trẻ đó ở chỗ nào mà. Cô ta vừa mở miệng đã đẩy hết mọi trách nhiệm lên người của Tông Vân Càn. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi. Tôi không biết gì cả. Tốt nhất các anh thả tôi ra. Biết được mục đích của bọn họ, người phụ nữ cũng không hề hoảng sợ. Dù sao thì Tiểu Bảo cũng đang nằm trong tay bọn cô ta. Đây chính điểm yếu của bọn họ, sẽ không một ai dám làm gì cô ta cả. Thẩm Bồi Xuyên phớt lờ hết những lời cô ta nói, yêu cầu lái xe nhanh hơn. Ngay sau đó, chiếc xe đã dừng lại tại một tòa nhà đang xây dở, đem người phụ nữ trong xe lôi ra ngoài đường. Ở đây không hề bằng phẳng, mặt đất toàn là rác thải xây dựng. Cô ta vội vàng đứng lại trên đôi giày cao gót, ngẩng đầu trừng mắt nhìn người đàn ông đang lôi kéo mình. Anh muốn chết sao? Tính cách nghĩ gì nói ra nấy như này có vẻ hơi nguy hiểm. Thẩm Bồi Xuyên đứng chặn tầm mắt của người phụ nữ trầm giọng nói. Nếu cô nói ra tung tích của Tiểu Bảo thì tôi sẽ để cho cô rời đi một cách an toàn. Nếu không, tôi đã nói rồi tôi không biết gì cả. Người phụ nữ gằn từng chữ một. Được rồi, nếu cô đã không biết gì thì lại chẳng còn giá trị nữa rồi. Thẩm Bồi Xuyên ra hiệu với người của mình. Đưa cô ta vào trong đi. Một người vặn cánh tay người phụ nữ kia ra sau.
kéo vào trong. Anh mau thả tôi ra, tự ý bắt người là phạm pháp. Người phụ nữ hét lên chói tai. Thẩm Bồi Xuyên bóp lấy hàm dưới cô ta không thể phát ra âm thanh nào nữa. Tôi muốn gọi điện thoại. Chờ một lát. Người phụ nữ nhanh chóng bị đưa tầng lầu cao nhất, cả người bị trói chặt trên mặt đất. Tông Cảnh Hạo và Quan Kình đứng ở một bên, nghe thấy giọng nói liền chậm rãi quay đầu lại. Thẩm Bồi Xuyên đi đến Tông Cảnh Hạo, nói ra những gì mà anh ấy đã nghe ngóng được. Người phụ nữ này đang là cố đổ thêm dầu vào lửa đấy. Nghĩ mà xem, đã yên ổn mấy chục năm, giờ già rồi lại đi gây chuyện, không phải là muốn tự mình tìm chết thì là gì? Chắc chắn là bị hại rồi. Quan Kình hừ lạnh một tiếng, cô ta không hề che giấu đi ánh mắt đánh giá anh từ đầu đến chân. Tông Cảnh Hạo ghét nhất là bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt như thế này. Thực ra tôi cũng không cần hỏi câu này nữa. Nói xong, người phụ nữ đặt tay lên vai Tông Cảnh Hạo, thổi vào tai anh. Hay anh ngủ với tôi một đêm, tôi chắc chắn sẽ nói cho anh biết Tiểu Bảo ở đâu. Thẩm Bồi Xuyên cùng Quan Kình gần như hạ mắt cùng xuống, giả vờ chưa nghe thấy cái gì cả. Người phụ nữ càng trở nên tự phụ hơn, duỗi tay ôm lấy thắt lưng của anh, cả người như dán chặt vào. Thỏa thuận này anh không thiệt đâu mà. Người phụ nữ tự tin rằng chỉ cần bất cứ người đàn ông nào được trải nghiệm qua kỹ thuật trên giường của cô ta thì sẽ đều không thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta, chắc chắn sẽ không rời khỏi cô ta được. Một đêm mà đổi lại được đứa con mình, anh được lời rồi con gì? Tôi cho anh ngủ, con của anh cũng tìm được luôn, tại sao lại không làm nhỉ? Theo như tôi biết, vợ anh rất khô khan, không nữ tính chút nào cả, chỉ bằng cùng tôi... À, cô ta còn chưa kịp dứt lời thì cả người đột nhiên bay ra ngoài, đập mạnh vào đống gạch chất đóng trên mặt đất. Người phụ nữ cuộn tròn lại ôm lấy bụng, vẻ mặt đầy đau đớn, hung ác nói, anh là kẻ không biết phân biệt tốt xấu. Bồi Xuyên, cậy miệng cô ta cho bằng được. Vẻ mặt Tông Cảnh Hạo lạnh lùng, người phụ nữ như biến sắc. Anh dám sao? Chẳng lẽ anh không muốn biết con mình đang ở đâu ư? Loại phụ nữ như cô có phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Cho cô một thái độ tốt rồi mà còn thích hết mũi lên tận trời à? Không hiểu là loại người gì? Quan Kình cảm thấy cô ta thật ghê tởm. Mẹ nó, phụ nữ kiểu gì mà lại vừa thể có kiểu nhìn thấy đàn ông là muốn lên giường rồi? Coi mình là một động vật hay sao mà có kiểu động dục đấy vậy? Thẩm Bồi Xuyên ra lệnh trói cô ta lại lần nữa. Người phụ nữ giãy giụa. Các người thử động vào tôi xem, tôi thề là sẽ không bao giờ tìm được con mình nữa. Không biết từ khi nào mà Thẩm Bồi Xuyên lấy ra một con dao, nhỏ hơn dao gọt hoa quả một chút nhưng trông khá sắc bén. Lưỡi dao ánh lên tia lạnh lẽo, anh ấy đặt lưỡi dao kề vào một phụ nữ. Lưỡi dao lạnh lẽo dán vào da thịt khiến cho người phụ nữ sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Anh dám à? Cô nghĩ xem tôi có dám không? Thẩm Bồi Xuyên hơi dùng sức khiến cho lưỡi dao trên mặt cô ta hằn xuống một chút. Người phụ nữ sợ đến tròn mắt, khiến hai tròng mắt như sắp rớt ra ngoài. Đừng! Nhưng đã quá muộn rồi, Thẩm Bồi Xuyên lướt một đường dao xuống. Trên khuôn mặt trắng nõn của người phụ nữ lập tức xuất hiện một vệt máu. Đối với loại người này, nếu không tỏ cho cô ta chút thái độ thì cô ta lại tưởng bọn họ không dám động vào cô ta. À! Người phụ nữ như rú lên từ trong cổ họng. Quan Kình tìm được trên mặt đất có chiếc găng tay của một công nhân làm rơ liền nhặt lên, nhét vào miệng của người phụ nữ. Cô ta có cái gì để quyến rũ đàn ông? Hôm nay chúng ta sẽ hủy hết. Tôi thật muốn nhìn xem Tông Vân còn có thích cô nữa hay không. Quan Kình lấy con dao trên tay Thẩm Bồi Xuyên, lưỡi dao lần theo cổ áo của cô ta mà đi vào trong. Cô ta quyến rũ đàn ông ngoại trừ khuôn mặt ra thì còn có thân thể. Hủy đi cả khuôn mặt lẫn thân thể xem cô ta còn cái gì để quyến rũ người ta nữa. À... Sắc mặt của người phụ nữ trắng bệch, cô ta trăm triệu lần nữa cũng không ngờ được những người này lại ra tay độc ác đến như vậy. Trên mặt vẫn luôn cảm nhận được từng cơn đau xót. Nếu cô ta bị hủy, cô ta sẽ không còn gì cả. Cô ta muốn nói gì đó, nhưng trong miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh ư a không có nghĩa. Cô ta liền lắc đầu ngoài ngoài, cố gắng ra hiệu để mình được mở miệng nói chuyện. Quan Kình và Thẩm Bồi Xuyên đều giả vờ như không nhìn thấy gì. Loại người này nếu không dọa tử tế thêm chút nữa, cô ta sẽ không nói ra đâu. Cô nói xem, nếu tôi khoét đi một miếng thịt của cô rồi để lại một cái lỗ ở đây này, thì Tông Vân Càng có còn thích cô nữa không nhỉ? Quan Kình cố tình cắm mũi dao vào da cô. Người phụ nữ bị dọa đến choáng váng, cả người run rẩy liên tục. Có nói hay không? Quan Kình lạnh lùng hỏi. Người phụ nữ gật đầu. Anh ta cùng Thẩm Bồi Xuyên liếc nhìn nhau một cái rồi rút thứ trong miệng ra cô ta nói. Nói đi. Người phụ nữ nhìn quanh Quan Kình, trừng mắt nhìn anh ta với vẻ mặt đầy trơ trẽn.
Có chết tôi cũng không nói đâu. Đôi mắt đỏ như máu của cô ta nhìn chằm chằm vào Tống Cảnh Hạo. Anh sẽ không bao giờ tìm được con trai của mình đâu. Hành động của cô ta nằm ngoài dự kiến của Quang Kình và Thẩm Bồi Xuyên. Miệng thật là cứng quá mà. Thời gian chúng ta không còn nhiều đâu. Thẩm Bồi Xuyên đi tới, người phụ nữ này thà chết cũng không khai ra bất cứ cái gì. Bọn họ đánh giá quá thấp người phụ nữ này rồi. Anh sẽ gọi cho em sau nhé. Nói xong Tông Cảnh Hạo liền cúp điện thoại. Trong lòng Lâm Tâm Ngôn giờ nóng như lửa đốt. Tại sao lại không nói cho cô biết? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Thẩm Bồi Xuyên biết không phải làm gì nữa. Chúng ta đã bắt cô ta đi lâu như vậy rồi. Tông Vân Càng có lẽ đã phát hiện ra. Liệu có làm hại đến Tiểu Bảo hay không? Tông Cảnh Hạo liếc nhìn người phụ nữ, trong mắt lóe lên một tia sáng. Trong lòng anh đã có kế hoạch. Anh nói, tìm một nơi nào đó để nhốt người lại. Thẩm Bồi Xuyên cũng không biết Tông Cảnh Hạo nghĩ như thế nào. Chúng ta không có thời gian. Làm theo lời tôi nói đi. Nói xong, anh liền cất bước rời đi. Thẩm Bồi Xuyên đứng đó, trong lòng nghĩ rằng bắt được người phụ nữ này có thực sự là vô giá trị hay không. Anh không cam tâm. Ừ, điện thoại của Quang Kình đột nhiên vang lên. Anh ta lấy điện thoại ra, thấy đó là một đoạn tin nhắn, lại còn là Tông Cảnh Hạo gửi đến. Anh ta lập tức mở ra, xem xong nội dung, anh ta liền cong môi lên. Trong lòng anh ta cũng vậy, anh ta biết ý đồ của Tông Cảnh Hạo là gì. Anh ta cất điện thoại vào, nhìn vào người phụ nữ trên mặt đất, cau mày nói, người phụ nữ này thật sự cứng miệng mà. Cho dù muốn, nếu không có lấy một chút dũng khí, cũng không dám xúi dục Tông Vân Càng cướp đi Tiểu Bảo, uy hiếp Tông Cảnh Hạo lấy đi cổ phần. Nếu không phải nằm trên đống xương cốt của Tông Khải Phong, anh ta cũng không có cơ hội này. Thật là đáng tiếc. Quang Kình cố ý ở trước mặt người phụ nữ nói, không lấy được tin tức trong miệng cô. Người ta không phải mất công rồi sao? Nhốt cô ta ở đâu? Nhà tù à? Anh ta nhìn Thẩm Bồi Xuyên hỏi. Thẩm Bồi Xuyên nói, không phải lúc này, Tiểu Bảo vẫn nằm trong tay Tông Vân Càng, đưa người vào đó không phải nói rõ với Tông Vân Càng bọn chúng đã công khai đi rồi, lỡ như... Nói đi nói lại tất cả đều lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Bảo, tại sao tôi lại cảm thấy xấu hổ đến như vậy? Quang Kình lộ ra dáng vẻ không cam lòng, tôi vẫn không hề tin cô ấy thực sự không cần mạng đến như vậy. Quang Kình rõ ràng là muốn ra tay, Thẩm Bồi Xuyên đứng sang cạnh bên nói, giữ cái miệng lại. Anh ta không biết phải luật mà vẫn phạm luật để Quang Kình cho người đến lấy mạng. Quang Kình hừ lạnh một tiếng, đối phó với loại nữ nhân này chỉ có thể tàn độc, nếu không cô ta sẽ cảm thấy chúng ta không dám có kiêng dè. Hôm nay bất cứ giá nào tôi cũng không màng. Mọi người đều đi, ở đây giao lại cho tôi. Quang Kình ngồi xổm xuống trước mặt người phụ nữ, nếu thực sự giết người cũng không liên quan đến tất cả mọi người. Người phụ nữ nghe đến đây thì rùng mình, anh dám? Tôi cho cô xem tôi có dám hay không. Quang Kình ngẫu hứng nhặt lên một viên gạch trên sàn, cầm ngón tay của người phụ nữ lên. Nghe nói 10 ngón tay đều không với trái tim. Tôi muốn xem cô có thể không sợ đau tới mức nào. Đừng mà, đừng mà. Người phụ nữ vùng vẫy. Quang Kình bị cô ta làm cho khó chịu, dứt khoát dẫm lên cổ tay cô ta, lôi một đầu ngón tay cô ta rồi đập một viên gạch xuống. À! Người phụ nữ đau đớn hét lên. Thẩm Bồi Xuyên và đám thuộc hạ liền rời khỏi đỉnh tòa nhà. Anh cũng không phải người không thể ra tay tàn nhẫn, chỉ là vì Tiểu Bảo vẫn nằm trong tay bọn chúng. Anh không dám xuống tay quá tàn nhẫn, còn người một khi yếu đuối thì làm việc gì cũng có thể tàn nhẫn. Trên lầu, Quang Kình lại nhét vào miệng người phụ nữ. Từng cái năm đầu ngón tay tất cả đều bị đập bật máu của anh ta. Hôm nay tôi muốn xem miệng của cô cứng hay là cục gạch của tôi cứng đây. Quang Kình ném cục gạch đã vỡ sang một bên, rồi lại đổi một cục khác, nhấn tay còn lại của cô xuống đất. Bất quá thì ta có thời gian, cô muốn chơi, hôm nay tôi sẽ cho cô chơi đủ. Người phụ nữ giãy giụa, dường như muốn nói điều gì. Quang Kình nhìn thấy vậy cũng làm lơ, người phụ nữ này chưa thấy quan tài như chưa đổ lệ. Luôn cảm thấy có Tiểu Bảo trong tay cô ta, bọn này không dám làm gì. Lúc này anh không dừng lại theo sự hướng dẫn của Tông Cảnh Hạo, mà còn thật sự muốn giáo huấn người phụ nữ này. Đột nhiên Thẩm Bồi Xuyên chạy tới, dáng vẻ rất hoảng hốt như tắt liệm. Quang Kình, Quang Kình, sao thế hả? Quang Kình quay đầu lại, chúng ta đi mau thôi, ở đây bị người ta phát hiện rồi. Anh kéo Quang Kình. Quang Kình liền đá cho một người phụ nữ một cú. Chúng ta không đưa cô ta đi theo sao? Nhanh lên, không kịp nữa rồi. Thân phận của tôi nếu bị chúng phát hiện, tôi coi như xong đời. Nhanh lên. Thẩm Bồi Xuyên dùng lực kéo mạnh Quang Kình. Quang Kình giả vờ làm dáng vẻ không cam tâm. Đồ rẻ tiền con chó cái này. Nói xong liền cùng với Thẩm Bồi Xuyên. Chuồn thôi.
Tiếng bước chân xa dần, rất nhanh sau đó lại có tiếng bước chân tới gần. Người phụ nữ mơ mơ màng màng nhìn thấy có người đi tới, khuôn mặt mơ hồ quen thuộc. Đợi tới khi cô nhìn rõ được, cô lập tức mở to mắt. Tông Vân Càng lấy được thứ trong miệng cô ra. Cô nói mình không đi vệ sinh, kết quả không thấy quay lại nữa. Anh đã tìm rất lâu cũng không tìm được người. Sau cùng anh nhận được tin tức nói cô ta đang ở đây. Anh lập tức tìm tới đây. Là Tông Cảnh Hạo. Người phụ nữ đỏ mắt ôm lấy Tông Vân Càng. Anh nhất định phải trả thù cho em. Tông Vân Càng nói. Được rồi, được rồi. Ông ta đáp ứng nhanh như vậy, phần lớn là vì cảm thấy mình như bị đánh vào mặt. Người phụ nữ này sao có thể nói ra tất cả đều là người của ông ta. Tông Cảnh Hào đã bắt người, lại khiến người của ông ta trở thành dáng vẻ như thế này. Đây chính là không để ông ta vào mắt. Mau đưa người đi. Tông Vân Càng ra lệnh, nhanh chóng dẫn người anh đưa lên tới, đón lấy người phụ nữ, rồi đi xuống cầu thang. Phía dưới vài chiếc xe hơi đã đậu sẵn, bọn họ lên xe lập tức rời đi. Ở góc đường không xa, bên ngoài cũng có vài chiếc xe hơi đang đậu. Nhìn thấy bọn họ rời đi, cũng không chậm rãi lên đường, giữ khoảng cách theo ở phía sau. Rất nhanh Tông Vân Càng đã dẫn người phụ nữ vào trong nhà, còn gọi bác sĩ đến làm sạch miệng vết thương cho cô. Tuy có rất nhiều chỗ bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương trên mặt này sợ rằng có thể để lại sẹo đó. Bác sĩ nói, tôi muốn ông chữa khỏi cho tôi. Người phụ nữ gào to lên. Tông Vân Càng vẫn còn yêu thích cô, liền nói với bác sĩ, cố gắng chữa trị tốt cho cô ấy, tiền không thành vấn đề. Bác sĩ liền gật đầu. Một lúc sau, vết thương của người phụ nữ đều được băng bó lại. Cô nhìn vào trong gương, những miếng băng gạc được dán trên mặt mình, một tiếng than ai oán. Bọn chúng thật là tàn bạo, đã hủy đi khuôn mặt của em. Tông Vân Càng đi đến an ủi, sẽ không sao đâu. Anh nhìn tay em đây nè. Tay của người phụ nữ cũng quấn đầy băng gạc. Nghĩ tới sự sỉ nhục bản thân mình đã phải chịu nhận, cô tràn đầy sự thù hận. Em nhất định sẽ phục thù. Cô ấy bị thương nặng như vậy cũng không hề nói ra tung tích của đứa bé. Có thể thấy cô ấy thực sự nghĩ cho mình. Tông Vân Càng thật lòng nói, anh sẽ nhớ thay em báo thù. Bây giờ em muốn gặp đứa bé đó. Trong lòng người phụ nữ tràn đầy lửa giận. Chỉ cần nghĩ tới nỗi đau mình đã phải nhận, nhất định có người phải trả giá. Tông Cảnh Hạo chắc chắn phải trả cho cái giá này, bởi vì đã dám động đến cô. Nhìn bộ dạng vết thương mà cô đã phải chịu, Tông Vân Càng liền nói, được rồi, chẳng qua chúng ta cần phải cẩn thận, lỡ như để Tông Cảnh Hạo biết được, không thể nào đâu, chúng ta cẩn thận một chút. Người phụ nữ không thể nuốt được cục tức xuống, chính là muốn trút giận. Được rồi, được rồi. Tông Vân Càng biết lúc này trong lòng cô, gặp đứa trẻ đó chẳng qua là muốn trút giận. Hôm nay cô đã chịu nhiều đau khổ rồi. Chỉ cần cẩn thận với bọn chúng một chút là được. Sau đó họ bước ra khỏi cửa, cẩn thận kiểm tra trái phải, chắc chắn không có người mới lên xe, hoàn toàn không hề phát hiện cửa sau chỗ bụi cây đang có người. Thấy họ lên xe, liền rút về. Họ vẫn cho rằng mình đang đi một cách bí mật, căn bản không phát hiện có người. Thật không nghĩ tới, bọn họ không hề biết từ lúc bắt đầu đã bị người khác tiếp cận theo dõi rồi. Chiếc xe lái càng lúc càng lết chết ngang, rồi xe dừng lại ở phía bên ngoài một viện dưỡng lão. Tông Vân Càng xuống xe, rất nhanh sau đó người phụ nữ cũng bước xuống theo sau, vẫn tự mãn nói, bọn chúng thế nào cũng không thể ngờ rằng chúng ta giấu đứa trẻ ở trong viện dưỡng lão. Tông Vân Càng nhìn xung quanh từ phía một vòng rồi nói, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút đi. Người phụ nữ gật đầu, chúng ta vào viện dưỡng lão cũng từ phía sau sẽ yên tĩnh hơn. Chiếc xe theo sau họ cũng dừng lại cách đó không xa, người bên trong cũng xuống xe đi theo. Tông Vân Càng và người phụ nữ rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà có sân sau của viện dưỡng lão. Người phụ nữ ra lệnh cho những người đi theo sau bảo vệ ở một cửa ngoài. Cô và Tông Vân Càng vào trong nhà. Căn phòng vuông vắn với một chiếc giường đơn được kê dựa vào tường. Bên cạnh là chiếc bàn gỗ nhỏ, một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên giường, trên tay đang ôm một đứa bé. Để đứa trẻ xuống, còn bà ra ngoài đi. Người phụ nữ trung niên cẩn thận đặt đứa bé xuống nói với cô, đứa trẻ này cả đêm đều khóc ầm ĩ rất lợi hại, giờ vừa mới ngủ. Người phụ nữ nóng nảy đáp, tôi biết rồi, bà ra ngoài đi. Đứa trẻ này thật dễ thương, tuy người đàn bà chỉ là cầm tiền rồi làm việc, nhưng nhìn một đứa trẻ dễ thương như thế này trong lòng cũng rất vui, chỉ là không hiểu bọn họ tại sao lại để nuôi một đứa trẻ nhỏ như vậy ở đây. Thế nhưng bà ta cũng không dám hỏi, người đàn bà đắp chăn lại cho Tiểu Bảo rồi đi ra ngoài. Người phụ nữ bước đến bên giường, nhìn thấy gương mặt của Tiểu Bảo và Lâm Tâm Ngôn vô cùng giống nhau, nỗi hận thù trong lòng càng thêm mất cân bằng.
Cùng là phụ nữ, cô chỉ có thể hầu hạ một lão già, còn Lâm Tâm Ngôn lại có thể gả cho một người đàn ông tốt đến vậy, rồi sinh ra con gái. Cô càng nghĩ càng hận. Cô xé toang chiếc chăn trên người Tiểu Bảo. Tiểu Bảo giật mình, bắt đầu khóc oa oa. Khóc đi, khóc to lên, bố mẹ mày nghe thấy nhất định sẽ rất đau lòng. Người phụ nữ lấy điện thoại ra, chụp ảnh lại bộ dạng đang kêu khóc rất to của Tiểu Bảo, chuẩn bị đến lúc gửi cho Tông Cảnh Hạo. Anh ta động đến bản thân cô thì chính con anh ta sẽ phải chịu khổ. Cô cất điện thoại vào, rồi lấy tay sờ vào mặt Tiểu Bảo. Số mày thật tốt, được sinh ra trong một gia đình thật tốt. Cô bật cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng và độc ác. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Bây giờ mày đã ở trong tay của tao. Cô ta vừa lấy tay bịt lên miệng mũi Tiểu Bảo. Đừng có khóc nữa. Khuôn mặt Tiểu Bảo đỏ bừng lên. Ha ha, người phụ nữ đắc ý cười lớn. Nỗi đau ngày hôm nay của tao, tất cả đều được tìm lại trên người của mày. Mày muốn hận thì hãy hận bố mẹ của mày đi. Bỗng có một tiếng động lớn, cánh cửa đột nhiên bị đá tung. Những người ở lại canh cửa của Tông Vân Càn sớm đã bị ngã hết xuống đất. Một nhóm người ập đến. Các người... Tông Vân Càn muốn mắng chửi nhiều hơn, nhưng khi nhìn rõ người đến, sắc mặt ông ta tái mét đi. Người phụ nữ vẫn chưa kịp nhận ra đã xảy ra sự việc gì. Cô chỉ nghe thấy một âm thanh như chết chóc. Cả người lướt qua một vòng cung trong không khí như một đường parabo ngã văng trên tường, rồi rơi đập xuống dưới. Cô đau đớn thì thào, thoáng nhìn thấy một dáng người cao lớn mờ ảo, toàn thân ớn lạnh, biểu hiện khuôn mặt lạnh lùng, giống như linh hồn quỷ bị nhốt trong địa ngục. Tiềm thức cô như thu nhỏ lại, kìm nén một lúc Tiểu Bảo lại đột nhiên khóc thầm tiếng oa oa. Tông Cảnh Hạo cúi xuống ôm lấy Tiểu Bảo, vết đỏ thâm trên mặt anh vẫn chưa mờ đi, quần mắt hơi sưng lên, có lẽ là do khóc quá nhiều. Thân hình của đứa bé của anh run run co giật. Tiểu Bảo không sao chứ? Thẩm Bội Xuyên chạy lại hỏi. Tông Cảnh Hạo mím chặt môi lại, đôi mắt sâu thẳm, ẩn dưới đôi mắt anh có một sự đau khổ khó mà nhận ra. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên má đứa bé, thì thầm nói. Anh phải biết xử lý thế nào rồi chứ? Thẩm Bội Xuyên nói. Tôi biết phải làm như thế nào, anh yên tâm đi, tôi sẽ làm tốt nhất. Tông Cảnh Hạo ôm Tiểu Bảo ra ngoài, đi tới trước cửa, quay đầu lại nhìn Tông Vân Càn. Cậu muốn làm gì? Tông Vân Càn giả vờ như đang bình tĩnh. Là ông bắt cóc rồi tống tiền, lại hỏi tôi còn muốn làm gì? Lẽ nào không phải là ông muốn làm gì sao? Anh lạnh lùng nói. Chúng ta chính là cùng một dòng máu. Tông Vân Càn cười lớn, cố tỏ ra rẻ mạnh mẽ, nhưng lại thiếu đi bản lĩnh. Tông Cảnh Hạo lạnh lùng cười một tiếng. Cùng một dòng máu ư? Lúc ông cướp đi con của tôi, có từng nghĩ đến là chúng ta có cùng một dòng máu không? Tông Vân Càn nắm chặt tay lại, những nếp nhăn trên khuôn mặt chồng lên nhiều tầng, vẫn đứng ở cửa đó, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét, không hề động đậy. Sao lại có thể như thế này? Người phụ nữ vẫn còn chưa hiểu rõ, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Bọn chúng làm sao có thể tìm được đến nơi này? Quang Kình ngồi xổm trước mặt cô, vỗ nhẹ lên chỗ bị thương dán băng trên gạt mặt cô. Người phụ nữ đau đớn nhíu đôi lông mày xuống, thật sự là ngu ngốc. Bọn tôi khi bắt được cô, có thể để dễ dàng thả cô đi thế sao? Để cô dễ dàng được cứu đi như vậy mà không hề cảm thấy nghi sao? Người phụ nữ đột nhiên mở to ra mắt. Đây chính là âm mưu của mấy người à? Các người cố tình để tôi trốn thoát rồi tới đây sao? Quang Kình lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng thèm để ý tới cô ta nữa. Đương nhiên là cố ý để cho cô bị dạy dỗ như vậy, sau đó đối phó với cô. Cũng đều là cố ý, chính là muốn chọc cô tức giận. Anh không cứng rắn và ra tay tàn nhẫn với cô, không phải tay của cô vẫn có thể cử động. Anh làm những điều này chẳng qua là để cô hận, cô nổi giận, cô đau khổ, sau đó lại để cho cô có cơ hội được cứu đi. Và lúc này trong lòng cô nhất định sẽ oán hận, tâm lý sẽ có chút bất đồng, dễ dàng kích động, làm việc sẽ không nghĩ tới hậu quả. Bọn họ chính là lợi dụng điểm này. Từ lúc Tông Cảnh Hạo rời khỏi tầng lầu cao nhất, anh đã bắt đầu lên kế hoạch. Trước tiên là để Quang Kình tung ra tin tức để anh ngược đãi người phụ nữ này, nhưng cần có chừng mực để giữ lại mạng cho cô ta. Hơn nữa, cố tình tiết lộ tin tức về người phụ nữ này cho Tông Vân Càn để anh ta tới cứu người. Kế hoạch này, người cuối cùng biết là Thẩm Bồi Xuyên. Tông Cảnh Hạo để anh chạy tới dẫn Quang Kình chạy đi, mới nói với anh. Khi đó, Thẩm Bồi Xuyên đến kéo Quang Kình đi, vẫn còn nói sợ mình bị ảnh hưởng, chẳng qua nói vậy để người phụ nữ nghe thấy, để cô cảm thấy rằng việc mình đứng cứu đi càng thật giống hơn.
tất cả kế hoạch này tất cả đều để người phụ nữ đó có dạ tâm báo thù. Có lòng báo thù, cô sẽ trút lên người Tiểu Bảo. Và lúc này chỉ cần bám sát theo hành tung của bọn họ, nhất định sẽ phát hiện ra tung tích của Tiểu Bảo. Lúc này Tông Vân Càn cũng đã hoàn hồn, như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ông ta nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ. Người phụ nữ sửng sốt, cũng đã nhận ra rằng mình bị lừa, nhưng đã quá muộn rồi. Cô với cái bụng đau đớn bò tới, ôm lấy chân Tông Vân Càn. Anh ta tính kế với chúng tôi. Vào lúc đó cô đã vô cùng sợ hãi. Sau khi được cứu, cô làm sao có thể nghĩ được rằng đây lại là một cái bẫy. Anh là chú họ của anh ta sẽ không làm gì anh đâu. Đến lúc này rồi, người phụ nữ muốn Tông Vân Càn đánh động vào tình cảm. Quang Kình ở một bên lạnh lùng hừ một tiếng. Bây giờ còn nghĩ đến họ hàng tình thâm, sớm sao không làm? Lúc cướp Tiểu Bảo chạy đi sao không nghĩ tới hậu quả? Tông Vân Càn liếc nhìn Quang Kình, lạnh lùng nói, bất kể lại thế nào nữa, tôi đều không hề động tới cậu. Quang Kình liền cười một tiếng, tôi vốn dĩ không động đến chú, nhưng chú lại bắt cóc tống tiền. Chú đây chính là phạm pháp. Tôi không thể làm gì chú, nhưng luật pháp thì có thể. Các người không hề có chứng cứ. Người phụ nữ khăng khăng ôm lấy chân Tông Vân Càn. Bây giờ cô muốn thoát được chuyện này, đều phải dựa vào Tông Vân Càn. Cô hoảng hốt không biết, Tông Vân Càn cũng không cam chịu bỏ cuộc. Quang Kình lạnh lùng đến bên người phụ nữ. Xem ra cô không biết gì về tính khí của ông chúng tôi rồi. Anh dùng chân nâng quai hàm người phụ nữ lên. Muốn để cô chết, chúng tôi có thể tìm ra trăm nghìn kiểu lý do. Người phụ nữ kinh hãi dừng tóc gáy, sợ hãi không nói thành câu, dù cho tôi phạm pháp cũng không kết tội chết được. Vừa nói cô vừa càng dùng lực nắm chặt chiếc quần của Tông Vân Càn ở tay. Tông Vân Càn nắm lấy quần mắng một câu, em vội cái gì, em vẫn không tin anh sao, anh ta thực sự muốn mạng của em sao? Vân Càn, em chỉ có thể dựa vào anh. Người phụ nữ sống chết ôm lấy chặt cổ chân Tông Vân Càn, đây chính là tấm phao cứu mạng của cô. Thẩm Hồi Xuyên chạy đến, giọng trầm xuống nói, các người bị nghi ngờ bắt cóc tống tiền, cần phải điều tra tiếp nhận. Anh yêu cầu cấp dưới đưa hết những người có liên quan quay trở lại. Các người dám động vào tôi? Vào lúc này Tông Vân Càn hai tay sau lưng, lấy ra cuốn gia phả cho rằng mình là chú của Tông Cảnh Hạo. Tôi chính là người nhà của họ Tông. Thẩm Bồi Xuyên nói, hoàng tử thời cổ đại phạm pháp đều bị xử tội như thứ dân, chưa kể đây là xã hội dưới pháp quyền, chú đã phạm tội cần phải tiếp tục nhận điều tra. Đến đây, đưa người đi. Cậu dám? Ông ta chưa kịp nói xong đã bị người áp giải đi. Người kiểm soát viên tác phong nhanh nhọn gọn gàng, anh không quan tâm đến thân phận của ông ta là gì, ông ta đã phạm lỗi thì phải tiếp nhận điều tra. Tuy Tông Vân Càn có một số khuyết điểm nhỏ về mặt thể chất, nhưng từ nhỏ đến lớn đều sống cuộc sống làm chủ đứng trên người khác. Bây giờ đã ở tuổi này rồi, lại bị một nhân viên cảnh sát áp giải, chưa nói đến bị mất mặt, nỗi đau này ông ta chưa từng trải qua. Tôi muốn gặp Tông Cảnh Hạo. Tông Vân Càn không chịu hợp tác. Nếu chú vẫn không thành khẩn, trước hết tôi sẽ kết tội chú cản trở người thi hành công vụ. Thẩm Bồi Xuyên nghiêm khắc mắng. Mấy người cấp dưới đều không dám lơ là, dẫn người áp giải lên xe. Thẩm Bồi Xuyên thấy quả quyết như vậy, người phụ nữ cũng không dám lên tiếng, cẩn thận tự thu mình lại thành một mảnh, lên xe dính chặt lại bên cạnh Tông Vân Càn. Phần còn lại giao cho anh đó. Quang Kình như vỗ nhẹ xuống lớp bụi không còn tồn tại trên mình. Thẩm Bồi Xuyên gật đầu, trước khi lên xe liền ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Tàng Du suốt mấy ngày đêm không nghỉ ngơi, luôn nằm trên ghế sofa, trong lòng không thể buông xuống được, sống qua những ngày bất an. Bây giờ tìm thấy được Tiểu Bảo, việc đầu tiên Thẩm Bội Xuyên phải gọi điện cho cô. Rất nhanh điện thoại được bắt máy, nhìn thấy đó là số điện thoại của Thẩm Bội Xuyên. Tàng Du vẫn vừa hy vọng lại vừa sợ hãi, hy vọng sẽ tìm thấy Tiểu Bảo, lại sợ rằng đây là một tin tức không tốt. Cô lấy điện thoại ra, tay cô run rẩy, cô ấn nút trả lời, rồi áp máy vào tai mình, hạ giọng xuống. Alo. Thẩm Bồi Xuyên biết rằng Tang Du rất lo lắng, an ủi cô. Đừng lo lắng nữa, anh đã tìm thấy Tiểu Bảo rồi, nó không sao hết. Tang Du phập phồng mũi kích động, giọng khàn khàn hỏi, thật sao anh? Thẩm Bồi Xuyên nói, là thật, chuyện như vậy làm sao có thể lừa em được chứ? Tang Du mỉm cười, trong mắt vẫn còn đọng lại nước, thật tốt quá rồi. Rất nhanh cô lại nghĩ đến một chuyện khác. Kẻ bắt cóc Tiểu Bảo đã tìm ra được chưa? Tìm được rồi. Anh nhất định phải định tội bọn chúng. Tàng Du gay gắt nói, bọn chúng sao có thể đi bắt cóc một đứa bé? Loại người này không hề xứng, nhất định phải khép tội chúng. Anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi nhé.
Thẩm Bồi Xuyên nhẹ nhàng nói, Tàng Dư vâng một tiếng, thực ra cô chẳng thấy dấu hiệu buồn ngủ nào, đã tìm được Tiểu Bảo rồi, cũng không biết có hay không có sự sợ hãi. Cô đứng dậy ra khỏi ghế sofa, đi rửa mặt, thay quần áo rồi ra ngoài. Cô bắt taxi đến biệt thự, ngoài cửa xe, cửa Tông Cảnh Hạo đang đứng ở đó. Cô trả tiền rồi đứng ở trước cửa, cô dừng lại giây lát, rất nhanh lấy lại tinh thần bước tới gõ cửa. Ngay sau đó cửa mở ra, Tần Nhã đã nhìn thấy đó là Tang Du liền vội vàng xoay người lại để cô vào trong. Tiểu Bảo đã về rồi, Tang Du không biết phải mở lời như thế nào, sau đó hỏi lấy một câu. Tần Nhã gật đầu, về rồi, đang ở trên lầu, nhưng cô đợi một chút rồi hãy lên trên đó. Tần Dư hiểu ra, biết được rằng chắc chắn là Tông Cảnh Hạo đang ở trên lầu. Lại đây ngồi đi, Tần Nhã kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Trên lầu, Lâm Tâm Ngôn phải dỗ dành một lúc mới cho Tiểu Bảo cứ khóc ầm ĩ vào giấc ngủ được. Ngủ vẫn chưa được ngon giấc, cơ thể nhỏ bé cứ run run. Cô nhìn đứa con nhỏ bé của mình mà lòng đầy đau xót. Lúc biết Tiểu Bảo bị mất cóc, cô rất kinh hãi, cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ. Con cái là sinh mạng của bố mẹ, con cái vui vẻ hạnh phúc, bố mẹ mới có thể vui vẻ hạnh phúc. Dưới đó là ai vậy? Lâm Tâm Ngôn quay đầu lại, đôi mắt cô hơi đỏ, mang theo sự sắc sảo khó coi, khó có thể cảm nhận được. Tiểu Bảo mất tích quá đột ngột, ngoài ra khi đám tang kết thúc, cô để bản thân mình tự đến biệt thự, vì vậy mà cô không hề hay biết gì. Tông Cảnh Hạo đứng ở một bên sàn, mắt anh nhìn xuống phía con trai mình. Anh sẽ giải quyết. Em đang hỏi anh là ai? Không phải Tiểu Bảo mới ngủ say sao? Cô ta lại hét lớn tiếng lên. Lúc này cô thấp giọng xuống hỏi. Cô luôn muốn làm rõ là ai đã cướp con trai cô đi, với mục đích gì. Sau này cô cũng có thể đề phòng được nó. Lần này cô thật sự sợ hãi. Cô ngước nhìn Tông Cảnh Hạo, nó là con trai của em, ở trong người em mang 10 tháng, máu thịt của em đều gắn liền với con em, nếu nó gặp nguy hiểm đến việc muốn biết ai là người muốn hại nó, em cũng không có tư cách sao? Tông Cảnh Hạo không phải là cố tình che giấu, chỉ là không muốn cô lo lắng về điều này, không nghĩ rằng cô lại có thể kích động đến như vậy. Anh bước tới, lấy tay lau nước mắt cho cô, Lâm Tâm Ngôn quay đầu lại. Tông Cảnh Hạo mắt tối sầm, chỉ im lặng nhìn cô. Một người ngồi đó, một người đứng ở đó rất lâu. Lâm Tâm Ngôn đã bình tĩnh lại nhiều rồi. Cô hạ giọng nói, Cảnh Hạo, em xin lỗi. Cô biết lúc Tiểu Bảo xảy ra chuyện, anh chắc chắn cũng rất khó chịu. Chỉ là cô quá sợ hãi loại cảm giác này, thật quá tệ, khiến cho cô không thể bình tĩnh được. Tông Cảnh Hạo vươn tay ra ôm lấy đầu cô, rồi cô ôm vào lòng, trán của Lâm Tâm Ngôn áp vào vùng cơ bụng dưới rắn chắc của anh. Cô cũng giơ tay ra ôm lấy vòng eo gầy gò của anh, ngón tay anh vuốt lên tóc cô. Anh không phải là không nói cho em biết, chỉ là không muốn em lo lắng. Người kia đã bị Thẩm Bồi Xuyên bắt đưa đi rồi. Bây giờ Lâm Tâm Ngôn cũng đã bình tĩnh lại nhiều. Cô nói ra suy đoán trong lòng mình. Có phải là Tông Vân Càn, chỉ có người này trong tang lễ của Tông Khải Phong đột nhiên xuất hiện và lúc này đã xảy ra chuyện với Tiểu Bảo. Cô không thể không suy nghĩ chuyện này liên quan đến ông ta. Tông Vân Càn khẽ thở dài một tiếng. Tại sao chứ? Lâm Tâm Ngôn ngẩng đầu lên. Ông ta tại sao lại bắt cóc Tiểu Bảo? Anh với ông ta có liên quan gì? Hay là trước đây anh ta có liên quan với ba của mình? Không liên quan. Ông Tông Cảnh Hạo cụp mi mắt xuống, như che giấu điều gì đó dưới mắt mình. Lâm Tâm Ngôn không thể hiểu được. Vậy thì tại sao chứ? Rất nhanh cô đã nhận ra điều gì đó, không chắc chắn hỏi. Vì tiền sao? Lại cảm thấy không đúng lắm. Bao nhiêu năm qua đều không xảy ra chuyện vì tiền. Sao lại cứ phải vào lúc này? Lúc trước bởi vì không có ai có thể dựa vào. Tông Cảnh Hạo kiểm tra sờ lên trán cô, nhẹ nhàng nói, hôm nay em còn sốt nữa không? Lâm Tâm Ngôn vừa lắc đầu lại gật đầu, có một chút, nhưng mà đã đỡ hơn nhiều rồi. Có thể anh còn một vài việc cần phải giải quyết, em nghỉ ngơi trước đi. Tông Cảnh Hạo nâng chiếc chăn bông cạnh Tiểu Bảo lên, giúp cô nằm xuống, ngủ một lúc là anh quay lại ngay. Lâm Tâm Ngôn mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh. Cô có chút đau lòng, có thể nói vào lúc này khó khăn nhất chính là anh. Bà vừa mới qua đời, Tiểu Bảo đã xảy ra chuyện, cũng may là Tiểu Bảo không sao. Em đợi anh nhé, Lâm Tâm Ngôn nói. Được rồi, Tông Cảnh Hạo đắp chăn cho cô, nhìn cô nhắm mặt lại. Anh đứng thẳng dậy, liếc nhìn đứa con trai ở bên cạnh, rồi nhẹ nhàng bước ra. Nhìn thấy Tông Cảnh Hạo xuống dưới, Tang Du từ ghế sofa đứng thẳng lên. Cô chắp hai tay lại có chút lo lắng chột dạ. Tiểu Bảo vẫn ổn chứ? Tông Cảnh Hạo nhẹ nhàng đáp lại. Trong lòng Tang Du thở phào nhẹ nhõm.
Tôi có thể lên xem Tiểu Bảo không? Tăng Du Hạ giọng hỏi. Nó đang ngủ, để đến tối đi. Nói xong, Tông Cảnh Hạo bước ra ngoài. Tăng Du vội vàng gật đầu. Tông Cảnh Hạo ra ngoài rồi gọi điện cho Thẩm Bồi Xuyên. Thẩm Bồi Xuyên đang thẩm vấn. Đúng lúc đó người phụ nữ đã chăm sóc Tiểu Bảo, còn có một vài bác tài xế. Tất cả đều làm nhân chứng để kết án định tội mà nói. Một số thủ tục tư pháp vẫn cần phải tuân theo, bằng chứng, vật chứng đều phải được chứng nhận đầy đủ. Chẳng qua Tông Vân Càn và người phụ nữ kia đều không chịu hợp tác, có chết cũng không chịu thừa nhận tội bắt cóc. Ông có chắc chắn đến vậy không? Thẩm Bồi Xuyên hỏi. Những chuyện này anh có thể làm tốt. Tông Vân Càn như thế nào cũng đều là người nhà họ Tông. Lần này bị người ta lợi dụng, phạm phải lỗi sai lớn như vậy, ông ta khó có thể mà thoát được. Tông Cảnh Hạo ừ lấy một tiếng rồi cúp điện thoại. Anh lái xe đi tới văn phòng. Thẩm Bồi Xuyên đang ở trong phòng thẩm vấn. Tiểu Trần đến đón Tông Cảnh Hạo, đi trước dẫn đường. Thẩm cục tự mình thẩm tra. Lúc tôi quay lại vẫn chưa dừng. Tông Cảnh Hạo khẽ gật đầu, đi qua tòa nhà phía sau của hội trường. Phòng thẩm vấn được bố trí hai phía sau tòa nhà. Rất nhanh Tiểu Trần đã dẫn Tông Cảnh Hạo tới phòng thẩm tra. Phòng thẩm tra được chia làm hai phần, một nửa dùng để thẩm vấn, còn nửa còn lại để theo dõi mọi chuyện xảy ra trong phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn có tổng cộng hai người, một người ghi hồ sơ, một người kia chịu trách nhiệm thẩm vấn. Tông Cảnh Hạo mở cửa bước vào khu vực quan sát, nhìn vào bức tranh trong phòng thẩm vấn. Tôi không hề bắt cóc, tôi chỉ là đón cháu trai mình về qua nhà một ngày không được sao? Tông Vân Càn sống chết cũng không chịu thừa nhận mình bắt cóc. Trước mặt người thẩm vấn người phụ nữ lúc nãy, người phụ nữ cũng rất cứng miệng. Thẩm Bồi Xuyên cho ông ta xem những bức ảnh của bác tài xế và người phụ nữ đã chăm sóc Tiểu Bảo. Dựa theo lời họ thú nhận, ông đã bắt cóc và cố ý tống tiền. Cậu có bằng chứng xác thực không? Tôi, Vân Càn, chắc chắn hiện giờ trong tay anh không hề có bất cứ bằng chứng cơ bản có hiệu lực nào, nên ông ta mới dám tỏ rõ không hề sợ hãi. Tôi muốn gặp luật sư của mình. Thẩm Bồi Xuyên đứng lên rồi lại ngồi xuống ghế. Ông vẫn không biết sao? Tông Vân Càn thận trọng nhìn anh. Cậu nói vậy là có ý gì? Thẩm Bồi Xuyên cười, bắt đầu vạch trần tội lỗi. Cho ông biết người phụ nữ đưa ra chủ ý kia đã thừa nhận rồi. Nói là do ông, người lập kế hoạch, nói ông luôn bất mãn nên mới bắt cóc Tiểu Bảo tống tiền Tông Cảnh Hạo. Cô ta nói như thế sao? Tông Vân Càn trợn tròn mắt, nếp nhăn trên trán sâu xuống thêm một chút, ánh mắt lộ rẽ không tin. Không thể nào, rõ ràng là cô ta nói với tôi, nói vậy không công bằng với tôi, bắt cóc Tiểu Bảo là chủ ý của cô ta. Nếu tôi có ý định như vậy, tôi đã sớm ra tay từ lâu rồi, còn phải đợi đến bây giờ hay sao? Tông Vân Càn một chút cũng không hề có kinh nghiệm để bình tĩnh, chín chắn. Thật ra đã sống tới tuổi này rồi, nhưng ông vật là tên công tử bột chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Điều này chưa bao giờ trải qua, vậy ông đã thừa nhận mình bắt cóc rồi. Thẩm Bồi Xuyên cười nói, tôi không có. Tông Vân Càn lại không chịu thừa nhận. Thẩm Bồi Xuyên thản nhiên đặt tay lên bàn, bảo ông ta nhìn vào camera phía bên phải rồi nói, đây là phòng thẩm vấn, từng hành động của ông, từng lời nói của ông đều được ghi lại. Bây giờ ông lại phủ nhận thì đã quá muộn rồi. Tông Vân Càn kích động, tôi chỉ là bị lừa dối. Cô ta nói cô bị ép, bị ông cưỡng bức, ông lại nói là mình bị gạt. Hai người cuối cùng là ai đang nói dối? Thẩm Bồi Xuyên vẫn tiếp tục thẩm vấn. Anh tuy có quyền lực, nhưng không thể lạm dụng quyền lực được, càng không thể tùy ý ly gián nghi phạm. Nhưng anh ta lại không cam tâm, Tiểu Bảo bị bọn họ ức hiếp, vì vậy chỉ có thể dùng thủ đoạn khác như vậy, ví dụ như gieo rắc sự ly gián để bọn chúng tự cắn xé lẫn nhau. Đương nhiên là cô ta rồi. Tông Vân càng tức giận muốn đứng lên, nhưng ghế ngồi trong phòng thẩm tra là làm từ sắt, cố định ông ta lại. Phía trước còn có một tấm ván chắn khiến ông ta ở yên trong ghế đó, không thể đứng dậy được. Đừng có kích động, tôi có thể để hai người đối mặt với nhau. Thẩm Bồi Xuyên ra lệnh đưa người phụ nữ vào, đồng thời anh đứng dậy khỏi ghế, mở khóa tấm chắn trước mặt Tông Vân Càn, nói với ông ta, cô ta và ông, tôi vẫn tin tưởng ông, cho dù thế nào ông cũng là chú của Tông Cảnh Hạo, nếu ông đã có giả tâm, đã sớm ra tay rồi, cũng không phải đợi đến tận tuổi này có đúng không? Tông Vân Càn nhẹ nhàng xoa tay, nhìn Thẩm Bồi Xuyên. Anh dường như đứng về phía mình, nhưng trong lời nói dường như không được thuận tai lắm. Sao có thể nói đến tầm tuổi này? Ông ta còn trẻ, nhưng cũng phải chưa phải tuổi xế chiều. Rất nhanh người phụ nữ đã bị đưa tới. Thẩm Bồi Xuyên nói với người ghi chép, cùng tôi ra ngoài một lát. Người ghi chép gấp sách lại cùng với Thẩm Bồi Xuyên ra ngoài đóng cửa lại. Vân Càn,
Người phụ nữ vẫn coi Tống Vân Càn là tấm lá chắn sinh mệnh cuối cùng. Khi Thẩm Bội Xuyên thẩm vấn cô điều gì cũng không nói, sống chết cũng không thừa nhận mình bắt cóc. Cô nắm lấy cánh tay của Tống Vân Càn, anh nhanh gọi luật sư đi, bảo lãnh chúng ta ra khỏi đây đi. Tống Vân Càn đẩy người ra, lạnh lùng nói, tôi đúng là muốn bảo lãnh, cũng không có phần của cô đâu. Người phụ nữ mở to mắt, em là người của anh mà, người của tôi. Tống Vân Càn lạnh lùng cười, lúc cô phản bội tôi, có nghĩ cô là người của tôi chưa? Người phụ nữ hụt hẫng, tôi phản bội anh điều gì? Cô còn giả vờ nữa sao? Tống Vân Càn nắm lấy cầm cô, vẫn còn giả vờ à? Không phải cô nói với bọn chúng Tiểu Bảo là do tôi bắt cóc hay sao? Nói cô bị tôi cưỡng hép, bị ép buộc, cô còn thực sự muốn trốn tránh trách nhiệm, muốn để tôi thay cô nhận tội sao? Người phụ nữ sững sờ, cô lúc nào nói như vậy? Anh có phải đã hiểu lầm rồi không? Người phụ nữ cố gắng giải thích, em không hề nói như vậy mà. Vẫn còn muốn phản biện sao? Vừa ở trước mặt tôi bày tỏ lòng trung thành với tôi, vừa đẩy tất cả trách nhiệm cho tôi. Tống Vân Càn tự cho rằng mình thông minh nói, em không có, em không có. Người phụ nữ kia lắc đầu, anh phải tin tưởng em. Cô bảo tôi làm sao mà tin tưởng cô đây? Tống Vân Càn nổi giận đẩy người phụ nữ ra, ngã người về phía sau, đập đầu lên cửa. Cô đau lòng cười, chậm rãi ngồi xuống đất. Ở khu vực quan sát, Tông Cảnh Hạo và Thẩm Bồi Xuyên đứng trước màn hình hiển thị, nhìn những chuyện xảy ra trong phòng thẩm vấn. Thẩm Bồi Xuyên nhìn dáng vẻ đau lòng của người phụ nữ, anh lạnh lùng nói, chó tranh mồi, thật là buồn cười. Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu lên, người đàn ông này vẫn luôn ôm cô trong lòng, mọi chuyện đều nghe lời cô, đến yêu cô cũng đã không còn nữa rồi, từ lúc nào lại đối xử với cô như vậy, chẳng lẽ bây giờ muốn thoát khỏi cô sao? Ông ta muốn tự mình thoát thân. Tống Vân Càn, anh không muốn rời bỏ tôi à? Người phụ nữ từ dưới đất đứng dậy, chỉ tay vào ông ta. Việc bắt cóc, anh không thoát khỏi liên can. Cho dù anh tính cho tôi chết, tôi cũng sẽ kéo anh xuống. Cô vô cùng tức giận, vốn dĩ luôn không nói gì cả. Muốn cả hai cùng thoát khỏi nguy hiểm, nhưng không ngờ tai họa ập tới, ông ta muốn tự mình thoát thân. Tống Vân Càn sững sờ một lúc, người phụ nữ này trước mặt ông ta luôn luôn nhẹ nhàng ân cần, dáng vẻ hung hãn như vậy, đây là lần đầu tiên ông thấy. Cô không giả vờ nữa à? Tống Vân Càn đột nhiên chợt nhận ra, trước đây đều là vô cớ giả vờ, có đúng không? Hả? Anh nói sao? Sự việc tới mức này, người phụ nữ không giấu giếm nữa, mỉa mai nói. Tôi tuổi trẻ phơi phới, như hoa như ngọc, ngày ngày đều phải cùng ngủ với một ông già xấu tính. Nghĩ thối tôi ta đã phát ngán rồi, rõ ràng là không thể, vẫn còn muốn tôi đóng giả như rất thoải mái. Mỗi phút giây bên cạnh ông, tôi đã bị giày vò nhiều lắm rồi. Nhìn da thịt rã rời trên người ông tưởng rằng mình tuyệt vời lắm sao? Cũng đừng tiểu điện cái tính của ông chứ. Cô ấy vừa nói vừa lắp bắp, cô! Tống Vân Càn chỉ vào cô, ngón tay rung lên vì tức giận. Cô là đồ khốn nạn mà. Đúng, tôi là đồ khốn nạn. Vậy ông là thứ gì? Người phụ nữ dựa mình vào cửa, lạnh lùng mở mắt nhìn. Tôi là đồ khốn, ông vẫn còn quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Nghe lời của tôi, nếu so với tôi thì ông rẻ tiền còn hơn tôi nữa. Tống Vân Càn lùi về phía sau hai bước, suýt chút nữa thân thể không còn đứng vững. Cô, tôi sẽ giết cô. Ông ta lao tới, bóp vào cổ người phụ nữ. Tiện nhân, mày lừa tao, đi chết đi. Người phụ nữ bị nghẹt thở, mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt mở to, ư. Từ cổ họng người phụ nữ bật ra tiếng cười, ông bóp chết tôi, ông sẽ chính là kẻ giết người. Tao có tiền, hôm nay ta sẽ mua cái mạng rẻ chó của mày, tao muốn băm mày thành 8 khúc. Tống Vân Càn dữ dội nói, những nếp nhăn trên khuôn mặt ông dồn về một chỗ, vừa xấu xí vừa buồn cười. Người phụ nữ không phát ra tiếng, nhìn bộ dạng này đã sắp không xong rồi. Trong khu vực quan sát, có người thấy người phụ nữ sắp bị Tống Vân Càn bóp chết, hạ giọng hỏi, có thể thực sự sẽ mất mạng đó. Thẩm Bội Xuyên nhìn về hướng Tống Cảnh Hạo, cuối cùng không nói gì, quay đầu lại đi ra, đẩy cửa phòng thẩm vấn, kéo Tống Vân Càn ra. Trong đây là nơi nào sao anh dám làm bậy? Tống Vân Càn vẫn chưa bình tĩnh lại được, tôi chỉ muốn giết chết cô ta. Thẩm Bội Xuyên liếc nhìn người phụ nữ, cô nằm trên mặt đất đang ôm ngực, thở nặng nhọc không ra hơi. Chỉ cần những lời ông nói đều là sự thật, là ông bị lừa gạt, tôi đương nhiên có thể thay ông lên tiếng, cũng có thể ở trước mặt Tống Cảnh Hạo nói tốt cho ông, giúp ông bình an vô sự. Nói thế nào đi nữa thì ông và Tống Cảnh Hạo đang mang cùng một họ, không thể đối với ông đuổi cùng giết tận. Thẩm Bội Xuyên cố ý nói như vậy,
lại còn nói to, mục đích để cho người phụ nữ nghe thấy. Dù họ đã không hợp nhau như trước với lửa, nhưng Thẩm Bồi Xuyên vẫn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Tốt nhất bọn họ nên đánh chết một người, còn một người tuyên án tù chung thân, như vậy mới không thể làm được chuyện ác được nữa. Bắt cóc một đứa bé, thật là điên cuồng. Người phụ nữ đã lấy lại được hơi thở, nghe thấy những lời này của Thẩm Bồi Xuyên, toàn thân đều không ổn. Ý này có nghĩa là cô nhất định phải chết sao? Xét cho cùng cô không có lai lịch gì cả, càng không có mối quan hệ. Không giống như Tông Vân Càn, ông ta là người nhà họ Tông, cho dù có phạm lỗi sai, sau cùng chỉ lên mạng xã hội, cuối cùng mọi tội danh đều có thể đổ lên người cô. Nghĩ đến đây, cô vừa cảm thấy mình không còn đường lui, nhất định phải chết. Tông Vân Càn như vỗ tội vô vai Thẩm Bồi Xuyên. Những việc cậu làm gì tôi sẽ nhớ trong lòng. Sau này cần tôi giúp gì thì chỉ cần lên tiếng. Thẩm Bồi Xuyên cười lạnh trong lòng. Ông vẫn còn có sau này không phải sống trong tù sao? Trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt anh không hề biểu hiện ra. Và lúc này Tông Vân Càn có lời nói với Thẩm Bồi Xuyên, khẳng định bản thân mình không thể có chuyện gì được. Tâm trạng ông thoải mái, nói với Thẩm Bồi Xuyên, tôi thực sự bị mù mắt, luôn nghe lời của người phụ nữ này, suýt nữa thì hại chính bản thân mình. Thẩm Bồi Xuyên hơi nhíu lông mày lại. Tuy người phụ nữ này gây ra xích mích, nhưng trong lòng ông ta khẳng định có chút mất cân bằng, nếu không cũng không thể dẫn tới chia rẽ được. Dù sao chúng ta cũng đều là người một nhà, không có chuyện gì to tát. Tông Vân Càn trở nên đắc ý. Thẩm Bồi Xuyên lặng lẽ nhìn dáng vẻ đắc ý của ông ta. Người một nhà, cùng một nhà lại đi bắt cóc đứa bé trong nhà mình. Hơn nữa nó vẫn còn đang rất nhỏ, ngay cả những người bình thường cũng không thể nuốt được cơn giận này. Huống chi đó là Tông Cảnh Hạo. Ông chết đi. Người phụ nữ bất ngờ nắm trong tay vật gì đó sắc nhọn, tấn công về phía Tông Vân Càn. Thẩm Bồi Xuyên phát hiện ra, căn bản có cơ hội ngăn cô lại, nhưng anh không hề ngăn cản lại. Ông ta là trưởng lão, anh và Tông Cảnh Hạo đều không thể tự mình ra tay, để người phụ nữ này thay họ ra tay thì không gì tốt hơn. Tông Vân Càn nghe thấy giọng nói quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt gần như biến dạng thành điên cuồng. Trong tay cô ấy còn đang cầm một thứ gì đó. Ông ta rất hoảng sợ. Tông Vân Càn vốn là một người quen được kính nể, chuyện hôm nay gặp phải là trải nghiệm đầu tiên trong đời, bỗng có kẻ muốn ám sát mình, nhất thời hoảng loạn, thậm chí không biết nên ứng phó như thế nào. Hắn sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Người phụ nữ lao tới ôm lấy ông ta, nắm đè lên cổ ông rồi cắn mạnh. A! Tông Vân Càn hét lên đến chói tai. Lúc người phụ nữ vừa mới đến lao đánh trên tay không cầm bất cứ thứ gì. Trước đó cô làm bộ móng giả màu xám bạc, khiến người ta hiểu lầm đó là vật gì sắc nhọn. Cô ta không có vũ khí, nhưng cô không cam tâm bị bỏ rơi. Ngay cả khi bản thân muốn chết, cô cũng muốn lôi theo Tông Vân Càn xuống theo cùng. Cứu mạng! Tông Vân Càn đau đớn dùng sức, nhưng đôi tay của người phụ nữ giống như xúc tu bạch tuộc, quấn chặt lấy ông ta không buông. Máu từ miệng cô chảy ra ngoài. Thật kinh ngạc. Sốc. Thẩm Bồi Xuyên ánh mắt lạnh lùng quan sát một lúc mới kéo người phụ nữ ra. Tông Vân Càn vươn cổ ra. Tiện nhân đi chết đi, đi chết đi. Vừa nói vừa điên cuồng đá về người phụ nữ này. Cũng không có ai đồng tình. Tất cả mọi người đứng xung quanh họ xem. Cho tới khi Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy vậy cũng tạm được rồi, mới lên tiếng nói gọi người kéo Tông Vân Càn ra. Trước tiên nhốt bọn họ lại. Bây giờ đã đến lượt các bằng chứng, còn chờ đợi sử tư pháp ra quyết định nữa thôi. Nói xong, anh bước ra ngoài. Thẩm Bồi Xuyên đi tới khu vực quan sát. Vừa đúng lúc Tông Cảnh Hạo đã đi ra ngoài, anh nhanh chóng bước lại. Việc còn lại tôi có thể sắp xếp ổn thỏa. Trong một lúc sẽ không thể đưa ra ngay được, phải ở trong một vài năm. Tông Cảnh Hạo nhẹ nhàng ừ một tiếng. Khi bị tạm giam, Tông Vân Càn nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên và Tông Cảnh Hạo. Ông ta hét lớn, cậu không phải đã nói thả tôi ra rồi sao? Tại sao nói lời rồi không giữ lời? Đồ khốn, còn mày nữa Tông Cảnh Hạo, tao chính là chú ruột của mày, mày muốn bất nhân bất nghĩa với tao sao? Thẩm Bồi Xuyên lạnh lùng, nhanh, áp giải người đi. Rất nhanh tiếng chửi rủa của Tông Vân Càn biến mất khỏi hành lang. Sắc mặt Tông Cảnh Hạo đờ đẫn, không có chút sức sống nào. Anh lạnh lùng thu ánh mắt nhìn lại, dọn dẹp sạch sẽ, đừng để lại bất cứ dấu vết nào. Tránh để xảy ra những chuyện phiền phức không đáng. Thẩm Bồi Xuyên nói, tôi hiểu rồi. Tông Cảnh Hạo họ rời bước đi. Lái xe đi tới biệt thự, ngoài cửa có một chiếc xe ô tô đang đậu. Chiếc xe này lúc trước anh đã từng thấy, đã đặc biệt được cải trang. Anh dừng xe mở cửa bước xuống,
Đây là Bạch Dận Ninh với sự giúp đỡ của Cao Nguyên bước xuống xe, nhìn thấy Tống Cảnh Hạo, liền nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Hôm nay tôi từ Bạch Thành tới đây, mới nghe nói đáng lẽ phải để tang." Tống Cảnh Hạo đứng đó không nói gì, Bạch Dận Ninh đành nói: "Nhìn thấy tôi có phải không được vui không?" Anh vẫn không nói lời nào. "Đây là mang tới cho con trai anh có thể giúp tôi đưa cho đứa bé được không?" Bạch Dận Ninh đưa tới một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận. Những ngày tôi ở Bạch Thành giống như đã qua một thời gian dài, có nhiều điều đã xảy ra ở đây. Tống Cảnh Hạo không nhận món quà được đưa tới, lạnh lùng nói: "Chủ tịch Bạch nói xong chưa vậy?" Bạch Dận Ninh cười: "Thù địch đối với tôi vẫn thâm sâu vậy sao?" Tống Cảnh Hạo không nói lý do với anh, quay người đi vào trong biệt thự. Món quà trong tay Bạch Dận Ninh không đông cứng lại trong không khí, anh cũng không bình tĩnh lấy lại. Ở sau lưng Tống Cảnh Hạo: "Tôi đã có vợ rồi, anh sao lại cứ phải cẩn thận quá vậy?" Bước chân của Tống Cảnh Hạo đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn Bạch Dận Ninh: "Có chuyện gì muốn hỏi tới anh? Anh nói đi. Nếu như người yêu của anh bị người khác nhăm nhe đoạt được, anh sẽ làm thế nào?" Bạch Dận Ninh không dư dợi nói: "Nhăm nhe người của tôi sẽ lột da đánh cả hai chân hắn." Tống Cảnh Hạo lạnh lùng cười một tiếng: "Vào lúc này, đây chính là những suy nghĩ của tôi." Bạch Dận Ninh: "Chủ tịch Bạch cũng chẳng phải người tử tế gì." Bạch Dận Ninh sờ tay lên trán, đột nhiên bị bỏ lại ngoài đường. "Tôi đã tới nhà của anh, không để tôi vào cũng không mời được một ly nước, thật là keo kiệt." Tống Cảnh Hạo không thèm để ý tới anh ta, mặc dù Bạch Dận Ninh tự giễu chế cười là mình thật nhàn rỗi, người đàn ông này vẫn luôn luôn cẩn thận như vậy, không hề thay đổi, chẳng qua là anh ta không hào phóng. Mọi thứ trên đời đều có thể chia sẻ, nhưng tình yêu thì không thể chia sẻ được. Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, ánh mắt thâm sâu, nhẹ giọng nói: "Cao Nguyên, chúng ta đi thôi." Cao Nguyên cảm thấy vốn dĩ anh không nên tới đây, thực ra như vậy là quá tốt rồi. Mặc dù Diêu Thanh Thanh không hề trưởng thành như vậy, chẳng qua cô ta thực sự thích Bạch Dận Ninh. Người nhà cô ta cũng rất hài lòng với sự giúp đỡ của Bạch Dận Ninh. Anh thật sự không hiểu sao Bạch Dận Ninh nhất định muốn đến với một người phụ nữ đã kết hôn rồi. Rõ ràng biết là không thể, vẫn không chịu buông xuống, không phải tự mình chuốc lấy sao? Bạch Dận Ninh nhìn anh, không nói lời nào cả. Anh đương nhiên biết Diêu Thanh Thanh là người tốt. Quay về nhà họ Diêu, bà Diêu đã không gặp con gái, giờ con gái và con rể của bà tới, bà vui mừng khôn xiết. Buổi tối là một bàn lớn đầy thức ăn, ăn xong bà kéo con gái ra ngoài nói chuyện. Người già thì luôn miệng nói, luôn là ba câu không thể rời xa con cái. Hơn nữa bà Diêu chỉ có duy nhất một đứa con gái, đương nhiên muốn bế cháu ngoại. Diêu Thanh Thanh ngại ngùng nói cô vẫn chưa muốn làm mẹ. Không phải cô ta không muốn, mà là cô ta và Bạch Dận Ninh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Bà Diêu Diêu kéo tay con gái nói, con không còn nhỏ nữa rồi, Bạch Dận Ninh mau có một đứa con, như vậy mẹ và bố con mới có thể yên tâm. Diêu Thanh Thanh gật đầu không nói gì. Bà Diêu nhìn biết biểu hiện con gái liền hỏi, con và Bạch Dận Ninh cãi nhau à? Diêu Thanh Thanh lắc đầu, không, chúng con rất tốt mẹ, anh ấy đã đối với con rất tốt, con buồn ngủ, con muốn đi ngủ mẹ. Cô ta chính là không muốn nghe mẹ mình nhắc tới. Mở cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Bạch Dận Ninh đang ngồi trên cửa sổ, trong tay đang cầm một quyển sách. Cô bước tới hỏi, anh à, anh đang xem gì thế? Bạch Dận Ninh gấp quyển sách lại, cô nhìn thấy tên của cuốn sách, Gió Từ Đâu Tới. Diêu Thanh Thanh cúi người trước mặt anh, hỏi, anh à, sách này có hay không? Khiến người khác tĩnh tâm, Diêu Thanh Thanh gối đầu mình lên chân anh nói, vậy nếu em có thời gian em cũng đọc thử. Cô ta ở trước mặt anh, lúc nào cũng là dáng vẻ im lặng ngoan ngoãn như vậy. Bạch Dận Ninh đưa tay ra vuốt tóc cô, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vòng qua eo cô ta. Cô ta ôm vào lòng mình nói nhỏ, anh sẽ đối xử với em thật tốt. Đây là lời nói thật lòng, chỉ là thứ duy nhất không thể trao la là tình yêu. Diêu Thanh Thanh nhẹ nhàng nép vào lòng anh nói, em biết rồi. Cô ta biết rằng anh đối tốt với bản thân mình, cũng biết rằng điều này không bao gồm tình yêu. Anh có gặp được chị ấy không? Đột nhiên Diêu Thanh Thanh hỏi. Không có. Bạch Dận Ninh nhìn xuống cô. Sao em lại biết? Anh đến không phải vì muốn gặp cô ấy. Diêu Thanh Thanh cười ngọt ngào. Bên anh lâu rồi, chính là biết được tâm tư của anh. Bạch Dận Ninh nhíu lông mày. Vậy sau này trước mặt anh sẽ không thành thật với chính mình nữa.
càng ngày càng thông minh rồi. Ai dám nói cô ngốc nữa? Em biết, nhưng em không thể tức giận. Em có thể lặng lẽ ở bên cạnh anh. Diệu Thanh Thanh nhẹ nhàng nói nhỏ. Bạch Dẫn Ninh ngẩng đầu hướng ra ngoài nhìn ánh trăng bên ngoài. Dưới cùng một bầu trời đầy sao, trong phòng Tang Du nhìn Lâm Tâm Ngôn ôm lấy Tiểu Bảo nhẹ nhàng đung đưa. Trong lòng luôn có chút áy náy. Bây giờ Tiểu Bảo vẫn còn đang sợ hãi, ngủ luôn không ngon một giấc, hoặc đột nhiên khóc lớn lên. Lúc nãy đột nhiên đang ngủ bỗng tỉnh giấc, Lâm Tâm Ngôn đang ôm cậu, cậu như ngửi được mùi quen thuộc, lại nhẹ nhàng trầm mình yên tĩnh ngủ. Lâm Tâm Ngôn nhìn Tang Du đứng ở một bên cửa nhìn, nhỏ tiếng nói, qua đây ngồi đi, đừng đứng nữa. Tang Du gật đầu xin lỗi nói, tất cả đều tại em, liên quan gì tới em chứ. Lâm Tâm Ngôn biết rằng sự việc này không do Tang Du, mà do có người có ý đồ xấu, không cần nghĩ ngợi gì nữa. Em cũng đang mang thai, nghĩ nhiều không tốt cho cơ thể đâu. Lâm Tâm Ngôn an ủi nói, sao Tiểu Bảo cứ khóc như vậy chứ, có cần phải đi bệnh viện xem không chị? Tang Du hỏi, để qua một ngày xem sao đã. Cô có thể cảm nhận được Tiểu Bảo trong vòng tay cô có thể an tĩnh, nếu nằm một mình trên giường ngủ thì cứ khóc ầm ĩ. Có thể là sau khi bị bắt cóc, đến một nơi xa lạ, lại không được chăm sóc cẩn thận mới bị sợ hãi. Cô cẩn thận chăm sóc cậu có thể từ từ khỏe lại. Tang Du chạy lại nhìn Tiểu Bảo. Cô lúc này cũng buồn ngủ, hai mắt đờ đẫn. Tiểu Bảo lớn lên nhất định sẽ rất đẹp trai. Lâm Tâm Ngôn nhìn con trai, ánh mắt càng trở nên dịu dàng. Người mẹ nào cũng đều cảm thấy con của mình là đẹp nhất. Em ước gì em sanh được con gái. Tang Du nhìn Tiểu Bảo rồi nói, như vậy là có anh trai bảo vệ rồi. Sau đó Tang Du lại nói tiếp một câu. Lâm Tâm Ngôn ngẩng đầu nhìn Tang Du, vậy nếu em sinh một đứa con gái, gả cho Tiểu Bảo thì có thể sẽ được bảo vệ cả đời rồi. Tang Du mỉm cười, đột nhiên cũng có chút mong đợi đấy. Nếu thật sự có ngày đó, liệu chuyện đó có phải là rất duyên phận với nhau không? Tông Cảnh Hạo tiến lên, Tang Du liền lùi xuống. Anh bước tới nhìn Tiểu Bảo, và lúc này Tiểu Bảo đã ngủ thiếp đi rồi, khá yên ổn trong vòng tay của Lâm Tâm Ngôn. Tông Cảnh Hạo đưa tay ra, đưa con anh bế cho. Lâm Tâm Ngôn ngẩng đầu, vẻ mặt biểu lộ sự mệt mỏi của anh rơi vào tầm mắt, nhẹ giọng nói, anh ngủ một lát đi, bế Tiểu Bảo đi ngủ cùng với anh luôn. Anh không có buồn ngủ. Anh giành Tiểu Bảo lại, Tiểu Bảo hơi động đậy, tiếp tục ngủ trong vòng tay anh. Lâm Tâm Ngôn khẽ buông mắt xuống, bước ra khỏi phòng, để lại không gian cho anh. Ở tầng dưới, bà Trang Tử Khâm và Trình Dục Ôn vừa định ra ngoài, đi đón hai đứa trẻ đi học về. Mặc thêm chiều một chút đi, thời tiết càng ngày càng lạnh rồi đấy. Trang Tử Khâm cầm một chiếc áo khoác đưa cho Trình Dục Ôn. Trình Dục Ôn nói, ngồi trong xe thì không có lạnh lắm đâu. Mặc vào thì tốt hơn chứ, ở cái tuổi này rồi, không được lơ là đâu. Bà Trang Tử Khâm mặc áo khoác cho ông ấy, Trình Dục Ôn cũng không khỏi từ chối, thành thật đứng lại cho Trang Tử Khâm khoác áo lên người mình. Sau khi mặc xong, bà Trang Tử Khâm còn chỉnh lại cổ áo giúp cho ông ấy, nhìn ngắm xem còn có chỗ nào chưa ổn không nói. Đi, chúng ta đi thôi. Ông Trình Dục Ôn nhìn bà gật đầu, mở cửa phòng để Trang Tử Khâm đi trước, ông ấy đi phía sau đóng để cửa lại. Lâm Tâm Ngôn đứng ở đầu thang nhìn thời hốt hoảng nhìn họ. Từ khi Trang Tử Khâm và Lâm Quốc An ly hôn xong, chưa bao giờ cô ấy thấy bà đối xử với một người đàn ông nào khác như đối với Trình Dục Ôn. Không bao lâu sau thì khi bọn họ rời đi, chuông cửa lại vang lên, cô bước xuống để đi mở cửa. Một anh trai chuyển phát nhanh đứng ở trước cửa, xin hỏi có cô Lâm Tâm Ngôn ở đây không ạ? Lâm Tâm Ngôn nói, chính là tôi. Đây là chuyển phát nhanh của cô, xin vui lòng ký nhận. Người chuyển phát nhanh mang một chiếc hộp đến, cô ký tên rồi vươn tay nhận lấy, đóng cửa rồi đi vào phòng mở hộp ra. Bên trong là một khối ngọc bích tinh xảo chất lượng hảo hạng, được chạm khắc tinh tế thành một tấm ngọc bài. Cô hơi nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ không biết ai đã gửi đến. Khi cô đem tấm ngọc bài định đặt lại chỗ cũ, thì nhìn thấy trong hộp có một tấm cạc. Cô liền lấy ra mở ra xem. Đáng lẽ tôi muốn đích thân đưa nó cho con trai của cô, nhưng vì xét thấy rằng chồng cô quá nhỏ nhen nên tôi sẽ không gây rắc rối thêm cho cô nữa. Chỉ có thể gửi nó cho cô thông qua công ty chuyển phát nhanh. Tôi đã nghe về chuyện của Tông Khải Phong rồi. Tôi rất lấy làm tiếc. Cô cũng đừng quá đau buồn. Tôi nghĩ rằng ông ấy cũng hy vọng người còn sống sẽ được hạnh phúc, chứ không phải mỗi ngày đều sống trong đau thương. Ông ấy nhất định đang ở thế giới khác cầu nguyện cho mọi người ở đây. Bạch Dận Ninh. Lâm Tâm Ngôn đóng tấm cạc lại, cất vào trong hộp. Cô lấy tấm ngọc bài trên trong ra, đem chiếc hộp cất vào ngăn kéo. Đây là tấm lòng của người tặng quà, nên cô sẽ vui lòng đón nhận.
Cô lên lầu đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy Tông Cảnh Hạo đang nằm nghiêng trên giường. Tiểu Bảo đang nằm lên khuỷu tay của anh, ngủ rất yên bình. Đôi mắt anh nhắm nghiền dường như cũng đã ngủ rồi. Cô lấy trong tủ ra chiếc bông chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người bọn họ. Rồi từ trong túi lấy ra tấm ngọc bài, đeo vào cổ Tiểu Bảo. Đứa bé sơ sinh mấp máy cái miệng hồng hào, nhưng vẫn tiếp tục ngủ ngon lành. Cô ngồi ở mép giường vươn tay muốn chạm vào mặt con trai. Trên mặt hiện lên một sự yên tâm vui vẻ. Ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Tông Cảnh Hạo thì lại có chút đau lòng. Mấy ngày nay anh ấy hầu như không ngủ được bao nhiêu, trông gầy đi thấy rõ. Cô nắm lấy tay anh đặt vào tay mình để 10 ngón tay đan vào nhau, chống người lên rồi dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Cuộc đời này anh có nhiều tiếc nuối, em cảm thấy rất đau lòng. Phần đời còn lại, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Người đàn ông mắt đang nhắm lại, ấn đường đột nhiên có hơi động đậy. Sau đó lông mi rậm rạp cũng run lên thêm một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường. Đến ngay cả Lâm Tâm Ngôn cũng không phát hiện ra. Thời gian luôn trôi qua nhanh, thu qua đông đến, thời gian trôi đi, vạn vật vẫn thế như người đã tội thay. Trong nháy mắt đã là năm mới. Những ngày tháng này trôi qua rất yên bình. Tiểu Bảo bập bẹ có thể cười ra tiếng rồi. Còn cái bụng của Tang Du đã to lên không ít. Cô ấy phải nghỉ một năm học ở nhà để dưỡng thai. Tần Nhã và Tô Trạm sống ở thành phố xây hừng hực khí thế. Mặc dù hai người không có con, nhưng đều có sự nghiệp, cuộc sống cũng rất là sung túc. Còn có một chuyện quan trọng khác nữa là bà Trang Tử Khanh và Trình Dục Ôn quyết định đến để cùng sống chung với nhau. Nhưng chuyện này là do được Lâm Tâm Ngôn đề cập đến trước. Mấy tháng nay cô có thể thấy được rằng hai người họ đang chăm sóc nhau, an ủi lẫn nhau. Ở tuổi này sớm đã không còn mặn nồng với tình cảm yêu đương gì nữa, mà chỉ là muốn được bình yên ở cạnh nhau để đôi bên có một người đồng hành. Cô ấy cảm thấy thời gian không thể lãng phí được, qua một ngày là ít đi một ngày rồi, không cần quan tâm đến ánh mắt và lời nói của người khác, chỉ cần bản thân vui vẻ là được. Cả hai không đi nhận giấy đăng ký kết hôn, cũng không cử hành hôn lễ, mà chỉ đơn giản là vào bữa tối giao thừa, gọi mọi người đến rồi cùng nhau ăn bữa cơm tối. Trong bữa ăn, Tần Dù nói, chị dâu, trong bụng em đang mang thai là con gái đấy. Cô làm gì vậy? Tần Nhã nhìn cô cười, còn chưa chào đời, đã muốn tìm chú rể cho con gái của mình trước rồi à. Dù sao thì Lâm Tâm Ngôn cũng là người có hai đứa con trai. Tâm Ngôn thần lớn hơn một chút, nhưng Tiểu Bảo vừa hay chỉ hơn cô con gái có một tuổi. Tần Dù gấp một miếng đậu hũ giòn tan bỏ vào miệng cười nói, sao vậy, chỉ cần nhìn nhan sắc của bố mẹ thì cũng biết con trai cũng sẽ không tệ lắm đâu. Tôi chỉ là gần gũi, giữ có quyền lực nên muốn hướng kẻ một tí trước, để sau này bị người ta nhẫn tay trên, lúc đó muộn rồi thì làm sao? Ây dà dà, Tô Trạm chua không chịu nổi. Còn chưa sinh ra mà đã tính trước hết cả rồi. Anh ta liếc nhìn Thẩm Bồi Xuyên một cái, người vợ này của cậu bụng dạ biết suy tính hơn cậu nhiều rồi đấy. Thẩm Bồi Xuyên rót rượu cho anh ấy, làm sao anh biết, đây không phải là kết quả do hai chúng tôi thương lượng mà ra. Tô Trạm, được rồi, vô duyên vô cớ bị nhồi cho một miệng đầy cẩu lương, còn không bằng im lặng luôn cho rồi. Ăn cơm đi, Tô Trạm gấp cho Tần Nhã một ít đồ ăn. Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ đi Thụy Sĩ trượt tuyết. Họ là những người hạnh phúc nhất. Họ có thể luôn ở trong giai đoạn yêu đương, hẹn hò suốt đời. Đồ lém lĩnh. Thẩm Bồi Xuyên hiểu rõ tính khí nhất của Tô Trạm. Đừng có ngưỡng mộ tôi quá. Tô Trạm cười nói, anh và Tang Du có biết mùi vị của việc hẹn hò là thế nào không? Còn chưa kịp tận hưởng thế giới của hai người thì đã bị đứa trẻ bắt gặp nhàm chán biết bao nhiêu. Nhìn tôi đây nè, chúng tôi có thể đi bất cứ nơi đâu tùy thích, tự do tự tại cùng nhau đi đến chân trời góc biển. Anh ấy kéo ghế đứng dậy, lấy trong túi ra một chiếc hộp, có sợi dây chuyền kim cương bên trong. Tiểu Nhã, đây là quà năm mới của em. Anh quàng sợi dây chuyền quanh cổ Tần Nhã. Tần Nhã đang mặc một chiếc áo len màu đen, mặc dây chuyền kim cương trông càng thêm long lanh nổi bật. Cầu mong chúng ta vợ chồng luôn tôn trọng nhau, hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Vừa nói xong thì đặt lên má của Tần Nhã một nụ hôn nhẹ nhàng. Hai người đừng có mà cướp đi ánh đèn sân khấu đấy nhé. Tần Du xua tay, nhân vật chính của ngày hôm nay là hai vị này cơ mà. Trang Tử Khâm và Trình Dục Ôn vẫn còn có chút xấu hổ, ngồi giữa đám người trẻ tuổi bọn họ, trông có chút mất tự nhiên. Dù sao thì hai người cũng không còn trẻ trung gì nữa, nhưng bây giờ chúng ta cùng nhau uống một ly đi. Lâm Tâm Ngôn giơ ly rượu lên, tay còn lại đang đan vào tay của Tông Cảnh Hạo ở dưới bàn. Cô nhẹ nhàng nhếch môi nhìn Trang Tử Khâm và Trình Dục Ôn, hy vọng mẹ và chú luôn mạnh khỏe, an khang và sống lâu trăm tuổi nha.
cạn ly. Tiếng cụng ly cốc cách long lãnh vang lên khắp nơi, mọi người cười nói vui vẻ, làm vơi đi nỗi buồn đã chất chứa trong lòng bấy lâu. Ngoài trời tuyết rơi, năm nay bắt đầu vừa mùa đông đã không hề có tuyết. Đây là trận tuyết đầu tiên, con muốn ra ngoài ngắm tuyết cơ. Tòng Ngôn Hy cao hứng kéo theo Trang Tử Khâm, Trình Dục Ôn cũng đi tới nắm tay cô, chúng ta cùng đi với con nhé. Tất cả mọi người cùng nhau đi ra, tất cả đều hào hứng vì trận tuyết muộn màng này. Hoa tuyết rơi bạc trắng phủ khắp nơi, chẳng mấy chốc ngọn cây, mái nhà đều đã phủ một màu trắng toát. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Lâm Tầm Ngôn cong khóe mắt lộ ra sự trong trẻo như ngày trước, nhìn anh với vẻ dịu dàng vô tận. Tòng Cảnh Hạo từ giá áo lấy một cái áo khoác to ra mặc lên người cho cô, cài từng chiếc cúc áo một, sau đó đem bàn tay mềm mại của cô ôm vào lòng. Lâm Tầm Ngôn buông mắt nhìn xuống, bàn tay của anh vẫn như trước đây và chắc nịch, vừa nóng hừng hực, khiến cả người đều ấm nóng lên, khiến cô cảm thấy an toàn và yên tâm vô cùng. Bởi vì tuyết rơi, màn đêm cũng dường như không còn quá đen tối nữa. Họ nắm tay nhau đi từng bước trên đường, vô tình dưới chân có hai hàng dấu chân dài. Hoa tuyết trắng rơi trên tóc, Lâm Tầm Ngôn tinh nghịch nói, tóc của anh bạc hết rồi. Tòng Cảnh Hạo dừng chân lại, đứng trong bầu trời đầy gió tuyết và nhìn cô. Lâm Tầm Ngôn ngẩng đầu thâm tình trìu mến đối với anh, cho dù tóc anh có thật sự bạc trắng xóa, em cũng sẽ không ghét bỏ anh đâu, vẫn sẽ yêu anh như bây giờ. Nói xong, cô kiển chân lên in dấu hôn lên cằm anh. Sau khi hôn xong, vừa muốn rời đi thì bị anh ôm eo ngăn lại. Hai thân người áp chặt vào nhau, nhãn cầu trong đôi mắt anh sâu thẳm, chứa đựng sự dịu dàng vô tận. Đầu ngón tay nâng khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng của cô lên, cánh môi anh đặt lên ấn đường của cô, rồi khóe mắt, rồi chớp mũi, cuối cùng là phủ lên đôi môi cô. Nụ hôn này chuyển từ phớt nhẹ sang rất sâu, trầm lắng triền miên không dứt. Lâm Tầm Ngôn vòng tay qua cửa cổ anh đáp lại một cách nhiệt tình, như muốn đem bản thân mình hòa tan vào trong cơ thể anh rồi mới chịu buông ra. 15 năm sau, tôi chưa từng yêu cô. Vào ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới, khi Tông Ngôn Hy muốn nói với Giang Mạc Hằng rằng cuối cùng cô cũng đã mang thai đứa con của anh ta rồi, thì anh ta lại tặng cô một món quà đặc biệt như vậy. Tại sao? Cô mở to mắt ra, những giọt nước mắt long lanh như pha lê xuất hiện từ trong hốc mắt nhưng không hề rơi xuống, bởi vì cô nhất định sẽ không tin điều đó. Phải chăng tình yêu anh ta đã từng nói đều là giả tạo hay sao? Nếu như là giả tạo, vậy thì anh ta vì cái gì chứ? Giang Mạc Hằng từng bước ép sát đến, cô bắt đất dĩ phải lùi lại. Giang Mạc Hằng nhéo nhéo cầm của cô, tôi cưới cô chẳng qua vì cô là cô chủ lớn của gia đình họ Tông. Tôi cưới cô chưa từng là vì tình yêu, mà là bởi vì hận. Anh ta đã lên kế hoạch tận 3 năm chỉ vì đợi cái ngày này. Hận à? Đôi môi cô rung lên, tiếng khóc của một người phụ nữ luôn giống như sụp đổ của một đóa hoa lê, có sự mềm mại nhu hòa như lời từ biệt trước lúc chia tay của một người phụ nữ, mà hơn nữa vào lúc này, Tòng Ngôn Hy không hề khóc lóc thảm thiết mà chỉ nhíu chặt lông mày, bất tỉnh che giấu đi sự tuyệt vọng của mình, âm thầm chịu đựng nỗi đau mà anh trao cho. Đúng là hận. Trong mắt của cô, trong mắt của bố cô, có phải là có thể dùng tiền để mua sinh mệnh đúng không? Ánh mắt của anh ta sâu thẳm, sắc bén và lạnh nhạt vô cùng. Tòng Ngôn Hy không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Anh đang nói cái gì vậy? Lời nói của anh ta rốt cuộc là có ý gì đây? Chuyện này có liên quan gì đến bố của cô? Giang Mặc Hàng buông cô ra, ném tờ giấy thỏa thuận ly hôn trước mặt cô. Cô ký đi. Nếu như em không ký thì sao? Trong lòng cô vẫn còn ôm một chút kỳ vọng, mong đợi anh ta có tình cảm với mình. Dù sao thì cô cũng không có thể có đứa con chưa ra đời của mình không có bố. Anh đã quên mất anh từng nói muốn yêu em đến hết đời sao? Im miệng ngay. Đột nhiên Giang Mạc Hằng lùi về phía sau một bước, trong ánh mắt hiện lên một chút hoảng loạn. Không, anh ta không hề yêu gì cả. Anh ta ở bên cạnh cô chỉ để trả thù mà thôi. Bây giờ tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Cô muốn ly hôn thì sẽ ly hôn, nếu không muốn cũng phải ly hôn. Nói xong liền sải bước ra khỏi phòng, sợ rằng chính bản thân mình nếu còn tiếp tục đối mặt với cô, sẽ rất mềm lòng. Không, không được, anh ta không thể mềm lòng. Anh ta không thể mềm lòng với kẻ đã hại chết mẹ của mình. Những tình cảm đó, những yêu thương kia chẳng qua chỉ là kế hoạch để khiến cô phải yêu anh ta mà thôi. Làm sao anh ta có thể yêu người đã giết mẹ mình cơ chứ? Không, không đâu. Tuyệt đối sẽ không như vậy. Tòng Ngôn Hy nhìn theo bóng lưng người đã rời đi, gắng sức kìm nén giọt nước mắt,
Nhưng cuối cùng nó vẫn đã rơi xuống. Nhìn thấy tờ giấy ly hôn vứt trên bàn, cô chỉ cảm thấy rất đau lòng, đau đớn đến tột cùng. Sau cùng vì thế lực không chống đỡ được nữa mà chậm chậm trượt ngã xuống đất. Và lúc này đột nhiên có mấy người đàn ông mặc đồ đen xông vào phòng, một phát kéo cô từ dưới đất lên. Người đàn ông đứng đầu nói: "Chủ tịch Giang đã ra lệnh cho chúng tôi bảo cô ký vào tờ giấy ly hôn này. Cô vẫn nên ngoan ngoãn ký đi để tránh việc chúng tôi phải đối xử thô bạo với cô đấy." Tàu Ngôn Hy từ từ ngẩng đầu lên. Cô không biết những người này, cũng chưa từng nhìn thấy họ. Nhưng khi nghe thấy câu là do Giang Mặc Hàn phái đến, cô bật cười to. Anh ta thật sự vô tình đến như vậy sao? Từ khi cô còn nhỏ, cô đã nhìn bố mẹ mình như đôi chim uyên ương, ái ân không rời, cứ nghĩ rằng bản thân cũng sẽ gặp được tình yêu đích thực, cùng người đó sống hạnh phúc cả đời. Nhưng có ai ngờ, tôi ký, ngón tay của cô run run, cô chậm rãi cầm bút lên, viết tên của mình vào tờ giấy ly hôn. Mỗi nét bút viết ra đều như một mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim cô. Viết xong cô liền vội buông bút xuống, đưa nó cho anh ta đi. Chúng tôi đương nhiên sẽ giao cho chủ tịch Giang, nhưng chủ tịch Giang còn dặn dò thêm một việc nữa. Người đàn ông gian ác mỉm cười. Tàu Ngôn Hy theo bản năng lùi về phía sau. Các người... Cô chưa kịp nói lời thì đã bị đánh ngất xỉu. Họ trói Tông Ngôn Hy đang bất tỉnh lại, kéo ra khỏi biệt thự. Có một chiếc Porsche màu đỏ đậm trước cửa biệt thự, một phụ nữ đang ngồi trên ghế lái. Thấy Tông Ngôn Hy bị kéo ra ngoài thì nói: "Mau kéo người lên đây nhanh." Ngay sau đó Tông Ngôn Hy bị nhét vào xe, đưa ra khỏi biệt thự. Đau đớn, Tông Ngôn Hy bị đánh thức bởi cơn đau, cả người như bị đóng gói lại và nướng trong lò lửa vậy. Cô vừa mở mắt ra, rơi vào tầm mắt là một ngọn lửa đang hừng hực cháy. Phản ứng đầu tiên là đồng tử của cô co rút cực kỳ mạnh rồi hét lên: "Cứu tôi với!" "Bà chủ, cô nên yên tâm mà chết đi. Chủ tịch Giang đã nói rồi, anh ấy không muốn gặp lại cô nữa, còn đặc biệt căn dặn chúng tôi phải tiễn cô một đoạn." Giọng nói đàn ông lần nữa lại lọt vào tai cô. Trước khi ký tên họ cũng đã nói chủ tịch Giang có dặn. "Ha ha, Giang Mạc Hàn, tôi thành tâm thành ý yêu anh, tin vào từng lời ngon ngọt của anh, đem hết tất cả mọi thứ của mình trao cho anh, nhưng cuối cùng nhận lại được là cái kết cục như thế này. Bởi vì không bao giờ nhìn thấy tôi nữa nên mới đuổi cùng giết tận tôi như thế này sao?" Tông Ngôn Hy hai mắt đỏ hoe, đau khổ cùng cực, gào lên thảm thương: "Giang Mạc Hàn, tôi hận anh." Cô bị trói ném vào đống lửa đang cháy bừng bừng, thậm chí còn không thể tự cứu mình, cứ trở mắt ra nhìn ngọn lửa sắp nước chửng bản thân, bị thương cười mỉa mai: "Nếu tôi có cơ hội được sống tiếp, Giang Mạc Hàn, tôi nhất định sẽ..." Chưa kịp nói hết lời, cô đã bị sặc do khói lửa nồng nặc rồi ngất đi mất. Ở tập đoàn Giang Đạt, văn phòng của Giang Mạc Hàn, một dáng người cao lớn đứng trước cửa sổ lớn kiểu Pháp nhìn ra toàn cảnh thành phố. "Mạc Hàn." Cửa văn phòng bị đẩy ra, Lăng Vi mặc một bộ vest trông rất chuyên nghiệp, sải bước đi vào. "Mạc Hàn, chúc mừng anh." Giang Mạc Hàn không đáp lại, đứng im không động đậy, thậm chí còn không quay đầu lại. Tâm nguyện ấp ủ bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã thực hiện được. Bây giờ thì cuối cùng tập đoàn Vạn Việt cũng đã nằm gọn trong tay của anh rồi. Anh không vui sao? Lăng Vi có hơi ngập ngừng hỏi. Mặc dù cô ta và Tông Ngôn Hy là bạn học hay thậm chí là bạn thân đi chăng nữa, nhưng cô ta lại càng hiểu rõ hơn nỗi khổ của Giang Mạc Hàn. Cô ta có thể làm tất cả mọi thứ vì người đàn ông này, bởi vì cô ta yêu anh ta. Cô ta đã đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. "Đương nhiên là tôi rất vui rồi." Giang Mạc Hàn chậm rãi quay người lại, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng hờ hững nhưng chưa hề có bất cứ một tia ấm áp nào. Cũng không có biểu cảm gì, càng không có khoái cảm sau khi trả được mối thù bao nhiêu năm khắc khoải trong tim. Mọi thứ vang vọng trong đầu anh ta bây giờ đều là dáng vẻ Tông Ngôn Hy kìm nén nước mắt, tuyệt vọng nhìn mình. Hai tay anh ta nắm chặt vào nhau, dồn hết sức để cho bản thân không còn suy nghĩ nữa, lạnh lùng nói: "Thông báo cho tất cả các bộ phận chuẩn bị họp." "Vâng." Lăng Vi liếc nhìn anh ta một cái rồi xoay người đi. Trưởng các bộ phận rất nhanh đã có trong phòng họp. Cuối cùng anh ta cũng bước vào phòng họp. Điều anh ta muốn thông báo với mọi người là tập đoàn Giang Đạt sẽ không còn tồn tại nữa. Giang Đạt là công ty của bố anh, nhưng hiện tại nó đã thuộc về anh ta rồi. Và bây giờ ngay cả tập đoàn Vạn Việt cũng thuộc về anh ta. Anh ta sẽ đem Giang Đạt và Vạn Việt hợp nhất nhau và chính thức đổi tên thành tập đoàn Hằng Khang. Sự hợp nhất của hai công ty này đương nhiên sẽ mở rộng nghiệp vụ kinh doanh hơn. Hơn nữa, Vạn Việt vẫn luôn là doanh nghiệp hàng đầu. Giờ đây nó sẽ được giới thiệu trước mặt mọi người với một diện mạo mới. Khoảng thời gian này nhất định sẽ rất bận. Lăng Vi,
Cô hỗ trợ Nam Thành xử lý những thủ tục liên quan đi nhé. Vâng ạ. Lăng Vi vui vẻ đồng ý. Cô ta đã ghen tị với Tông Ngôn Hy từ rất lâu. Cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp, gia thế hùng mạnh, bố mẹ yêu thương hết lòng. Cô ấy có tất cả mọi thứ đẹp đẽ trên đời mà cô ta có mơ cũng không thể chạm tay vào được. Đến ngay cả người đàn ông cô ta thích là Giang Mạc Hàn cũng đã cưới cô ấy. Giờ đây, cuối cùng cô ấy đã mất tất cả, bao gồm cả tập đoàn Vạn Việt do bố mẹ cô ấy để lại. Bây giờ mọi thứ đã mất, kể cả Giang Mạc Hàn cũng mất luôn. Cuối cùng cô ấy cũng đã nếm được mùi vị chẳng có gì trong tay là như thế nào rồi. Nam Thành luôn đi theo bên cạnh Giang Mạc Hàn, dĩ nhiên là biết tất cả mọi chuyện của anh ta, nhưng anh ấy không có xâm phạm đến tâm tư của Giang Mạc Hàn. Anh ấy chỉ đơn giản là lo lắng mà thôi. Mặc dù Giang Mạc Hàn kết hôn với Tông Ngôn Hy chỉ để trả thù, nhưng anh ta và Tông Ngôn Hy đã sớm tối ở bên nhau nhiều năm như vậy, liệu một chút tình cảm cũng không có hay sao? Con vật cưng nếu nuôi lâu ngày bị mất đi thì tim cũng cảm thấy trống rỗng rất lâu, huống hồ chi là con người. Anh ấy sợ Giang Mạc Hàn sẽ bị thù hận làm mờ mắt, sẽ hối hận vì quyết định của bản thân lúc này. Chủ tịch Giang, có cần phải suy nghĩ kỹ lại lần nữa không ạ? Dù sao thì Vạn Việt còn có gì mà phải xem xét chứ, tất cả mọi thứ xảy ra hiện tại đều do cô ta tự làm tự chịu thôi. Lăng Vi ngắt lời Nam Thành. Ban đầu bọn họ cùng nhau rơi xuống sông, ba người, hai người còn sống, chỉ có mẹ của Mạc Hàn chết. Sau cùng bọn họ đã làm gì? Đưa một khoản tiền, liền muốn gạt bỏ tất cả mọi thứ à? Chẳng lẽ là mạng của người giúp việc thì không phải là mạng sao? Bây giờ mọi việc chỉ là mắt trả mắt, răng đền răng mà thôi. Chủ tịch Giang, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, thư ký đứng ở ngay cửa. Có người ở cục cảnh sát đến tìm ngài ạ. Hai nhân viên mặc đồng phục đi tới rồi nói: một căn nhà xưởng bỏ hoang ở ngoài ô phía Tây xảy ra hỏa hoạn. Đây là thứ chúng tôi tìm được ở bên ngoài hiện trường. Nhân viên cảnh sát đem một túi đồ hồ sơ đựng điện thoại di động và một bức thư. Sắc mặt Giang Mạc Hàn bỗng nhiên thay đổi, lạnh lùng nói: ý của các anh là... Chúng tôi đưa ra phán đoán ban đầu là trận hỏa hoạn do vợ anh tự đốt, mục đích là tự tử. Nhân viên cảnh sát nói, lòng ngực Giang Mạc Hàn bỗng nhiên nghẹn lại, suýt nữa thì không thở nổi. Tự sát? Cô ấy tự sát? Không thể nào. Anh đưa tay nhận thứ đồ mà nhân viên cảnh sát đưa tới. Điện thoại di động đúng thật là của Tông Ngôn Hy. Sau đó là một bức thư. Anh ta mở bức thư ra cũng đúng thật là nét chữ của Tông Ngôn Hy. Mạc Hàn, mất đi anh, cuộc đời của em đã không còn ý nghĩa. Tạm biệt. À không, vĩnh biệt. Cả người anh ta cứng đờ, giọng nói run rẩy mà anh ta cũng không hề nhận ra. Giờ vợ tôi đang ở đâu? Hiện trường bị phá hoại quá nghiêm trọng, cũng không tìm thấy tung tích của vợ anh. Nhân viên cảnh sát nói, bây giờ chúng tôi muốn trao đổi với anh một lát. Hôn nhân của anh và vợ anh có mâu thuẫn gì sao? Cho nên mới dẫn tới việc cô ấy tự sát. Giang Mạc Hàn vẫn chưa trả lời anh ta, cầm điện thoại di động đi ra ngoài lập tức. Hey, có chuyện gì hỏi đi. Nam Thành lại gần, Lăng Vi liếc mắt nhìn Nam Thành một cái rồi đuổi theo Giang Mạc Hàn ra bên ngoài. Giang Mạc Hàn lái xe trở lại biệt thự, anh ta đẩy cửa ra, trong phòng trống không. Anh ta bước thật nhanh, mọi thứ vẫn y xì như lúc anh ta đi, không hề có một dấu vết bị động chạm vào. Thứ duy nhất bị động là thỏa thuận ly hôn anh ta để trên bàn. Anh ta lại gần, bên trên thỏa thuận ly hôn, chỗ ký tên bỗng nhiên viết tên của cô ấy. Cô ấy trước đó rõ ràng là không chịu ký cơ mà. Giang Mạc Hàn ngã ngồi lên sofa, cả đầu chỉ vang lên tiếng vọng ong ong trống rỗng. Mạc Hàn, Lăng Vi đi tới đứng trước mặt anh ta. Hai người đã ly hôn rồi, cô ấy sống chay chết cũng không liên quan gì tới anh cả. Giang Mạc Hàn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Vi chầm chầm. Cô nói không liên quan gì tới tôi. Đúng vậy, anh kết hôn với cô ta là để trả thù cô ta cơ mà. Lăng Vi ngồi sớm trước mặt anh ta. Anh quên rồi sao? Mẹ anh chết như thế nào à? Bây giờ cô ta có ra sao cũng không liên quan gì với anh hết. Lẽ nào anh đã có cảm tình với cô ta? Đừng quên, cô ta là kẻ thù của anh đó. Tôi không quên. Giang Mạc Hàn siết chặt nắm đấm. Đến bây giờ anh ta vẫn nhớ y nguyên dáng vẻ khi chết của mẹ. Lúc đó bà làm bảo mẫu ở nhà họ Tông, chẳng bao lâu thì qua đời. Lúc đó đi cùng xe với mẹ còn có hai người nữa. Thế nhưng hai người kia không sao cả, chỉ có mẹ của anh ta đã chết thôi. Anh ta quỳ gối bên cạnh thi thể ở trước mặt bố, cầu xin ông ta nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ. Nhưng bố của anh ta lại nhận số tiền bồi thường lớn của nhà họ Tông, không có bất kỳ truy cứu gì đối với người đã hại chết mẹ của mình. Mạc Hàn, anh quên mẹ anh một mình nuôi anh từ bé ở vùng quê thiếu thốn thế nào sao? Cuộc sống vừa khá lên, bố anh lại bỏ bãi. Anh quên bà ấy đã khổ sở thế nào sao?
Vốn dĩ chỉ cần anh trưởng thành là có thể báo hiếu với bà ấy rồi. Thế nhưng bà ấy lại bị người ta hại chết. Lẽ nào anh lại cảm thông với người đã hại chết bà ấy sao? Giang Mặc Hàn nhìn Lăng Vi bằng đôi mắt khác. Tôi không hề. Câu nói của anh ta rất yếu ớt. Anh ta cũng không biết vì sao thù lớn đã trả nhưng anh ta lại không vui vẻ tí nào. Hai người đã ly hôn. Cô ta có bị sao cũng chẳng liên quan gì tới anh nữa. Mặc Hàn à, đừng để mẹ anh ở dưới đất bất an nhé. Lăng Vi nói ba câu là lại nhắc tới mẹ anh một lượt, bởi vì cô ta biết tình cảm anh ta dành cho mẹ mình. Không thì cũng không vạch ra kế hoạch lâu như vậy để báo thù cho bà ấy. Chàng Mặc Hàn lấy tờ thỏa thuận ly hôn ở trên bàn cất vào ngăn kéo. Đúng, bọn họ đã không còn liên quan gì nữa. Cô ấy có ra sao cũng không liên quan gì tới anh nữa. Không còn gì. Anh ta nén tâm trạng. Chúng ta về công ty đi. Lăng Vi nói, được, lúc bọn họ về công ty thì hai nhân viên cảnh sát còn chưa đi. Như tính cách của cô ấy chắc chắn sẽ không tự sát. Mong các anh điều tra thật cẩn thận. Nam Thành vẫn hiểu rõ Tông Ngôn Hy, mặc dù Giang Mạc Hàn ly hôn với cô ấy nhưng cô ấy không phải kiểu người đi tự sát. Chuyện này là đương nhiên, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nhân viên cảnh sát nói, lúc này Giang Mạc Hàn đi tới, anh ta cao 1m85, vai rộng eo hẹp lại chân dài, người mặc đồ Âu màu đen cổ điển, quần áo cắt may khéo léo càng thêm tôn lên dáng người anh ta. Tôi và cô ấy đã ly hôn, bây giờ những việc liên quan tới cô ấy không còn quan hệ gì với tôi, cô ấy sống hay chết cũng không liên quan gì cả, những vấn đề của cô ấy không cần phải trao đổi với tôi nữa. Nói xong, anh ta lạnh lùng nhìn về phía Nam Thành, tiễn hai anh ấy đi. Dứt lời thì đi về phía văn phòng, hai nhân viên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía Nam Thành, anh ấy ly hôn với vợ rồi. Dù sao hôn lễ đợt đó rất hoành tráng, trai tài gái sắc khiến bao người chú ý, bây giờ lại kết cục ly hôn, hơn nữa đằng gái còn tự sát. Nam Thành gật đầu, đúng vậy, họ ly hôn rồi. Hai vị cảnh sát biết sơ tình hình tính sẽ báo cáo đôi chút, những gì liên quan tới nói chuyện này, Giang Mặc Hàn cố gắng không bận tâm. Bây giờ công ty chỉnh lý khiến anh rất bận rộn, tất cả thời gian đều đặt trên công việc. Trận lửa lớn ở hiện trường được dập, trong đống tro tàn có hai xác chết, sau khi kiểm tra thì là một nam một nữ. Xác chết nữ sau khi kiểm tra thì là Tông Ngôn Hy, thân phận của bên nam còn chưa thể xác định. Tin tức này truyền ra, mọi người liên tục đồn đoán có phải Tông Ngôn Hy cắm sừng Giang Mang Hạt lại cùng tự tử với người tình. Đến bây giờ, lễ cưới từng chấn động một thời đã biến thành một câu chuyện cười lớn. Bệnh viện đa khoa Ái Hoa, trên mặt Tông Ngôn Hy quấn đầy băng gạc, cả người không thể nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV, tràn ngập sự thù hận. Sao cô bảo tôi phải đổi DNA của người thi thể đấy thành cô? Tại sao cô phải khiến mọi người tin là cô đã chết rồi? Cố Hiềm dùng tiếng Trung không được lưu loát hỏi. Anh ta vẫn luôn sống ở nước ngoài, vừa về nước không bao lâu, tiếng Trung nói ra còn ngắt ngứ. Tông Ngôn Hy đưa mắt nhìn anh có nghĩ là tôi tự sát không? Cố Hiềm lắc đầu một cái, mạng sống quý giá như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không cần mạng. Để anh ngụy tạo cái chết của tôi chính là khiến những người hại tôi buông lỏng cảnh giác, cô mới có cơ hội lấy lại tất cả. Cô là con gái duy nhất của nhà họ Tông, lớn lên dưới sự che chở của bố. Năm 18 tuổi, bố mẹ đưa tất cả cổ phần của Vạn Việt cho cô. Anh trai không thích kinh doanh, nhập ngũ từ sớm, còn gia nhập một tổ chức bí mật. Bản thân cô cũng không có tin tức về anh ấy. Năm em trai 12 tuổi thì ông nội mất. Nó sang thành phố C sống cùng với chú thím Tần. Sau khi trưởng thành thì kế thừa tập đoàn JK bên đó. Cũng rất ít quay về, vì tất cả mọi thứ của họ Tông đều giao cho cô. Vậy mà cô đã làm mất rồi. Cô không thể để cho tâm huyết cả đời của bố lại rơi vào tay người khác. Nếu không làm sao cô xứng đáng với sự yêu thương của bố mẹ. Cố Hiềm nhìn cô lại thêm phần kính nể. Bản thân đã thành ra thế này rồi, còn khao khát nhiều như vậy. Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô. Cố Hiềm an ủi cô, trước hết cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Vết thương của cô không nhẹ đó. Tông Ngôn Hy gật đầu hỏi, anh tìm được tung tích của bố anh chưa? Vẫn chưa. Anh ta chỉ tìm bừa, không có manh mối gì. Điều duy nhất được biết là bố anh ta ở trong nước, còn đang ở thành phố B. Chỉ có ít manh mối như vậy, vốn dĩ không thể tìm được một người. Quen Tông Ngôn Hy là vì quan hệ công việc cứu cô, cũng là sự trùng hợp trời xui đất khiến. Đúng rồi, ở hiện trường phát hiện ra một cặp xác chết là có chuyện gì nhỉ? Tông Ngôn Hy không biết có liên quan gì tới cô không? Tôi giúp cô điều tra thử, tôi cũng không biết là ai. Cố Hiềm nói, mẹ anh chắc là ghét anh lắm, nên mới gọi anh là Cố Hiềm hả? Tông Ngôn Hy không thể nào tưởng tượng được một người mẹ là đặt tên cho con mình là Hiềm, là ghét. Hiềm có nghĩa là như thế nào? Cố Hiềm cũng không hiểu ý của từ này.
Tông Ngôn Hy cố tình giải thích cho anh ấy hiểu. Cố Hiềm lấy điện thoại di động ra, nhìn lời Tông Ngôn Hy nói, search ý nghĩa của chữ này ở trên Baidu, màn hình nhanh chóng xuất hiện rất nhiều đáp án. Hiềm ý nghĩa, nghi ngờ, oán trách, căm ghét, bất mãn. Anh ta đưa cho Tông Ngôn Hy xem, tên của tôi có ý nghĩa gì? Tông Ngôn Hy liếc mắt xem qua, nói chung làm gì có nào tử tế. Cái tên này đặt linh tinh quá, tình cảm bố mẹ anh không tốt sao? Tông Ngôn Hy hỏi, tốt. Cố Hiềm biểu môi, ngay cả bố tôi còn chưa gặp, hơn nữa mẹ tôi không cho phép tôi nhắc tới bố. Cô nghĩ có tốt nổi không? Tông Ngôn Hy cũng cảm thấy bản thân hơi nhiều chuyện, chỉ cần nghe tên của anh thì biết ngay là bố mẹ anh ta sinh ra, anh ta không phải trong lúc tình cảm tốt đẹp gì. Vậy là anh theo họ mẹ à? Tông Ngôn Hy hỏi, Cố Hiềm gật đầu, tôi không biết bố tôi họ gì. Anh không có bất kỳ manh mối quan trọng nào thì làm sao được người? Huống hồ biển người mênh mông, ông ấy không chắc ở thành phố đâu. Không tìm được thì thôi, dù sao tôi cũng giấu mẹ đi tìm, nếu để bà ấy biết thì sẽ không vui. Cố Hiềm cũng không quá cố chấp, chỉ muốn xem thử bố mình là người kiểu gì thôi. Nếu như không có duyên vậy thì thôi, biết sao bây giờ? Vết thương của Tông Ngôn Hy tốt hơn thì rời khỏi thành phố, tới nước ngoài trị liệu. Tập đoàn Hằng Khang, Lăng Vi vào gõ cửa, đưa một phần tài liệu cho Giang Mạc Hàn. Đây là người phụ trách của Nhuận Mỹ tới bàn hợp tác với bên chúng ta. Nhuận Mỹ là một công ty nước ngoài, hạng mục hợp tác với Hằng Khang lần này là mong muốn đánh vào thị trường trong nước. Mà Hằng Khang cũng mong có thể nhờ vào lần hợp tác này có được một nửa tài nguyên, là một lần hợp tác cũng thành công, đôi bên đều rất xem trọng. Giang Mạc Hàn mở tư liệu ra thì thấy là người trong nước. Lúc ánh mắt liếc tới tấm ảnh, trái tim không kìm được sửng sốt một hồi. Anh ta chợt nghĩ tới một người khác, một người đã chết. Ánh mắt của anh ta chuyển sang bên cạnh hồ sơ, nhưng tất cả những thứ trong hồ sơ cùng với người anh ta quen chẳng hề liên quan gì với nhau, chỉ là đôi mắt có đôi điều giống nhau. Lâm Nhụy Huy, cái tên đó cũng có chữ Hy, giống như cô ấy. Bảo Nam Thành tới sân bay đón à? Lăng Vi hỏi, chuyến bay mấy giờ? Giang Mạc Hàn đóng tài liệu lại. 3 giờ chiều, Lăng Vi đáp, tôi tự đi. Giang Mạc Hà cầm điện thoại lên, gọi điện cho phòng thư ký, đặt một phòng khách sạn hoàn cảnh thật tốt. Vâng, Giám đốc Giang, anh ta tắt máy, cầm tập tài liệu trên bàn lật qua. Giám đốc Giang, chuyện này vốn không cần anh tự mình đi. Sao vậy? Giang Mạc Hà ngẩng đầu lên nói giọng lạnh lùng, cô muốn làm chủ à? Lăng Vi vội vàng giải thích, không phải, em chỉ lo anh hạ thấp vị trí như vậy khiến Nhuận Mỹ coi thường chúng ta. Dù sao đối phương cũng chỉ là một người phụ trách hạng mục này, em và Nam Thành ai đi cũng được cả, thế nhưng anh đi thì không ổn. Từ sau khi anh ta và Tông Ngôn Hy ly hôn, một năm qua anh ta dành mọi sức lực cho công việc. Sau khi hai công ty sát nhập vẫn phát triển rất tốt, đương nhiên những việc này đều sự hy sinh của anh ta. Tôi đi càng thể hiện rõ thành ý của chúng ta, cứ quyết định như vậy đi. Cô đi làm việc đi, nhưng đi thôi. Giọng nói Giang Hàn Mạc lại lạnh thêm vài phần, rõ ràng là không muốn dây dưa chuyện này nữa. Lăng Vi không dám nói tiếp, tính tình của anh ta lạnh lùng hơn trước nhiều. Trước đây anh ta còn có thể nghe cô ta nói, nhưng bây giờ ngày càng lạnh nhạt với cô ta, khoảng cách ngày càng xa xôi. Đây không phải là kết quả cô ta mong muốn, cô ta nghĩ trăm phương ngàn cách chỉ để muốn trở thành người phụ nữ bên cạnh anh ta. Cô ta mím môi rời khỏi văn phòng, cửa phòng làm việc đóng lại. Giang Mạc Hàn đập tập tài liệu trong tay xuống, vuốt vuốt sống mũi. Quyết định này bản thân anh ta còn chẳng hiểu tại sao. Một người phụ trách chưa từng gặp, chẳng qua là có đôi mắt giống như cô ấy. Trong tên cũng có một chữ Hy. Anh ta quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, nét mặt tối sầm lại. 2 giờ 50 phút, một chiếc xe sang trọng màu đen dừng ở bên ngoài sân bay quốc tế. Nam Thanh nhanh chóng xuống xe. Sau khi mở cửa xe ra, Giang Mạc Hàn khom người đi xuống. Ở cửa sân bay, một dáng người mảnh khảnh ở giữa dòng người, dáng vẻ nổi bật khiến người ta không kìm được mà liếc mắt. Cô ấy có mái tóc xoăn màu đen, dịu dàng mềm mại. Trên mặt đeo kính mắt màu đen to bản, che khuất hơn nửa khuôn mặt, lộ ra đôi môi đỏ xinh đẹp lại gợi cảm. Người mặc áo khoác gió nâu nhạt, hồng đeo thắt lưng, dáng người cao dài duyên dáng im lặng đứng một góc. Trên chân đi đôi giày cao gót 10 phân, càng lộ thêm khí chất. Một hồi di động vang lên, cô dừng bước chân, lấy điện thoại di động ra nghe máy. Đầu kia bên dây là Gia Văn. Chị, thật sự không cần em à? Cô xảy ra chuyện lớn này, đương nhiên cậu ấy biết rồi. Thế nhưng Tông Ngôn Hy không cho phép cậu nhúng tay. Chuyện của chị tự giải quyết. Thật ra cô không muốn bất kỳ ai biết, có điều không thể che giấu được. Được, lúc nào cần em cứ gọi nhé. Trang Gia Văn không ép,
bởi hiểu rõ tính tình của cô, bị người ta tổn thương sâu như vậy, phản bội độc ác như vậy, mối thù này nhất định muốn tự mình trả. Nếu như là cậu ta cũng không cho phép người khác nhúng tay vào. Đây là sự quật cường chảy xuôi ở trong xương. Chú ý an toàn nhé. Chị biết rồi. Có phải là cô ấy không? Nam Thành chỉ vào cô gái đang gọi điện giữa dòng người. Ánh mắt Giang Mặc Hàng đánh sang. Tàu Ngôn Hy cảm giác có người đang nhìn mình. Ánh mắt đảo tới. Lúc trông thấy người đứng ở đại sảnh, cái tay cầm điện thoại di động hơi siết chặt. Cô còn nghĩ là lúc họp mới gặp. Không ngờ nhanh vậy đã gặp rồi. Chị tắt máy đây. Tàu Ngôn Hy đặt điện thoại xuống. Cô kéo vali đi tới. Nam Thành đi lên trước đón. Cô là cô Lâm à? Tàu Ngôn Hy thật gật đầu một cái. Nam Thành nhận vali trong tay cô. Tôi cầm giúp cô nhé. Cô buông tay. Bước chân đi tới dừng lại trước mặt Giang Mạc Hàn. Cô lấy kính mắt xuống, đưa tay về phía Giang Mạc Hàn. Tên tiếng Trung của tôi là Lâm Nhị Huy, là người phụ trách hạng mục hợp tác lần này của Nhuận Mỹ. Giang Mạc Hàn nhìn đôi mắt cô, đôi mắt màu đen trong trẻo, lấp lánh ánh sáng cương nghị. Cũng không quá giống cô ấy, tuy rằng khá giống, thế nhưng trong sự cương nghị của cô ấy lộ ra sự hoạt bát đơn thuần. Còn người phụ nữ này lại khiến người ta có cảm giác thâm thúy thần bí. Giám đốc Giang. Giang Mặc Hàn rề rà không đáp. Tông Ngôn Hy cười nhắc một tiếng. Chào cô Lâm. Giang Mặc Hàn tỉnh táo lại đưa tay ra nắm tay cô. Nắm tay nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi rồi ai cũng rút về. Anh ta vẫn cảm giác được hơi lạnh trong lòng bàn tay cô gái này. Không ngờ giám đốc Giang lại tích thân tới. Cô nói chuyện như khi làm việc. Tôi rất xem trọng lần hợp tác này. Giang Mặc Hàn tìm lý do cho bản thân. Tông Ngôn Hy cười đầy tính nghề nghiệp. Nhuận Mỹ chúng tôi cũng thật lòng hợp tác với quý công ty. Chỗ này không phải chỗ bàn chuyện. Chỉ bằng chúng ta đưa cô Lâm tới khách sạn trước. Nam Thành nói chen vào. Được, chúng tôi có chuyện công việc tới quên hết cả. Tông Ngôn Hy nhìn về phía Nam Thành. Phiền các anh dẫn đường. Tôi không quá quen chỗ này. Cô Lâm trước đây chưa từng tới thành phố này sao? Giang Mặc Hàn hỏi. Chỉ là tự nhiên muốn biết cô đã từng tới đây hay chưa? Chưa từng. Tông Ngôn Hy đáp ngắn gọn. Giang Mặc Hàn hơi cụp mắt. Trong đôi mắt có vài phần mất mát. Mời cô Lâm cứ nghỉ ngơi trước, sau đó chúng ta lại bàn chuyện làm ăn. Nam Thành lấy vali của cô tới. Cảm ơn. Tông Ngôn Hy kéo vali sang. Nam Thành nhìn cô rồi quay người đi. Tông Ngôn Hy đứng ở cửa cũng không đóng cửa ngay, mà nhìn Nam Thành đóng cửa thang máy rồi đi. Lúc này Cố Hiềm đi ra từ khúc quanh. Người đi xa rồi chứ? Nhanh vào đi. Tông Ngôn Hy kéo Cố Hiềm vào. Cô cởi giày cao gót đổi thành dép lê, để vali ở một bên, ngồi lên sofa hỏi, chuyện anh điều tra sao rồi? Một năm vừa qua anh ta và Tông Ngôn Hy trở thành bạn tốt không có gì che giấu nhau. Thời gian anh ta ở trong nước đang giúp cô điều tra vài chuyện. Sau khi cô chết, Giang Mặc Hàn sáp nhặt Giang Đạt và Vạn Việt, cũng là tập đoàn Hằng Khang hiện nay. Còn về bức di thư đó, tôi còn chưa điều tra được là ai tung ra. Tông Ngôn Hy nhíu mắt. Bức di thư lúc của cô bị lạc tự sát nhất định là do người hại cô ý thả ra. Người hại cô đấy đương nhiên là Giang Mạc Hàn. Thế nhưng cô không có bằng chứng. Cô nhất định phải tìm ra được chứng cứ. Vừa quay về thì nghỉ ngơi tí đi. Cùng đi ăn cơm tối. Tôi đón gió tẩy trần cho cô. Cố Hiềm cười nói. Mệt lắm không muốn ra ngoài. Ăn gì đó ở trong phòng thôi. Tông Ngôn Hy bẻ cổ. Không được, không được, ra ngoài ăn đi. Cố Hiềm kéo Tông Ngôn Hy. Nhanh lên chút, đi giày vào. Tông Ngôn Hy chịu chết, không định phụ lại sự nhiệt tình của Cố Hiềm, đồng ý vậy. Cô đi giày vào ra ngoài với Cố Hiềm, đi đâu đây? Tông Ngôn Hy ngồi trên xe hỏi, Cố Hiềm nói, cô cứ ngồi yên, hôm nay kế hoạch do tôi sắp xếp. Nói xong, anh ta nổ máy lái xe ra ngoài, xe nhanh chóng dừng chân ở trước một nhà hàng xa hoa nằm ngay trung tâm thành phố. Tông Ngôn Hy trước đây hay tới nên cũng không bất ngờ, chỉ cười nhìn Cố Hiềm, tốn kém của anh rồi. Hiếm khi cô về, nhất định phải đầu tư chút, không thì sao thể hiện thành ý của tôi. Cố Hiềm bước xuống xe, ném chìa khóa xe cho nhân viên. Hai người đi vào, chọn một vị trí ở trong góc, chỗ này khá yên tĩnh. Nhân viên phục vụ nhanh chóng lại gần, Tông Ngôn Hy chẳng có tinh thần gì, để Cố Hiềm tự gọi là được. Cố Hiềm cười, vậy gọi món tôi thích ăn hết hả? Tông Ngôn Hy cười, đương nhiên là được, dù sao làm trả tiền mà. Lúc nói chuyện, ánh mắt của cô vô tình ngước lên, trông thấy ở cửa có hai người đi vào, Giang Mạc Hàn và Lăng Vi đi cạnh anh ta. Cô nhíu mày lại, nghĩ thầm một oan gia ngõ hẹp, vừa về một ngày gặp tận hai lần. Bọn họ nhanh chóng ngồi xuống cạnh cửa sổ, Lăng Vi gọi món, đợi nhân viên phục vụ đi rồi. Giang Mạc Hàn hỏi, rốt cuộc cô muốn nói gì với tôi? Lăng Vi cười, ăn cơm tối trước.
Giang Mạc Hàn có hơi mất kiên nhẫn. Nếu cô không muốn nói vậy thì lần khác nói. Anh ta đứng dậy. Lăng Vi vội kéo tay anh ta, thấp giọng mang theo sự cầu xin. Mạc Hàn, ăn chung với em một bữa không được sao? Tôi còn có việc. Giang Mạc Hàn vẫn từ chối. Mạc Hàn, em thích anh. Em thích anh từ lâu rồi. Anh đã ly hôn một năm. Chúng ta thử có được không? Lăng Vi nói đầy hèn mọn. Giang Mạc Hàn chau mày ngạc nhiên. Lăng Vi, cô đang nói gì vậy? Em nói em thích anh từ lâu rồi. Lăng Vi. Giang Mạc Hàn ngắt lời cô ta. Cô mụ mẫm đồ óc rè. Nói xong anh ta tránh khỏi tay Lăng Vi, xoay người ra ngoài. Mạc Hàn, cô ta đuổi theo. Xì, ăn một bữa cơm đúng gặp, đúng rạc ra ngoài không xem ngày mà. Cố hiềm nhổ nước bọt. Tông Ngôn Hy liếc mắt nhìn anh ta. Tiếng Trung ngày càng khá rồi, biết không ít thứ. Tôi ra ngoài chút. Lăng Vi thích tính Giang Mạc Hàn. Sao trước đây cô không biết nhỉ? Lâu rồi là bao lâu? Ngón tay cô cuộn lại. Đây là bạn học của cô, còn là bạn thân nữa. Tôi đi với cô. Cố hiềm đứng dậy. Nhiều người chú ý, dễ bị phát hiện. Tự tôi đi là được. Tông Ngôn Hy vỗ vai anh ta một cái. Sau đó một mình ra ngoài. Ở ngoài phòng ăn, Lăng Vi vẫn đi theo anh ta. Mạc Hàn, một năm qua, anh đặt mọi sức lực và thời gian lên công việc, không cho phép ai nhắc tới cô ta. Tại sao vậy? Lẽ nào anh thích cô ta sao? Giang Mạc Hàn chợt dừng bước, quay đầu nhìn cô ta sắc lẹm. Cô ta là kẻ thù của anh ta. Cô ta chết cũng do cô ta nghĩ không thông. Anh chỉ ly hôn với cô ta thôi, chẳng thể trách anh được. Huống chi cô ta chết chưa hết tội. Ý mồm! Giang Mạc Hàn đột nhiên lên giọng, âm mưu lạnh lùng. Không được nhắc tới cô ấy. Tại sao không thể nhắc chứ? Lăng Vi đỏ mắt lên. Anh quên mẹ anh chết thế nào rồi sao? Giang Mạc Hàn một phát bóp cổ cô ta. Anh ta không muốn tiếp tục nghe mấy câu này nữa. Lăng Vi, cô biết thân phận, biết phận đi. Lăng Vi không tin nổi anh ta sẽ đối xử với mình như vậy. Tôi có thân phận gì? Anh theo đuổi Tông Ngôn Hy. Tôi là bạn học lại là bạn thân của cô ta. Tìm hiểu thứ cô ta thích. Nói cho anh biết. Để lấy lòng cô ta. Tôi hết lòng hết dạ vì anh. Anh nói xem tôi có thân phận gì. Ánh mắt Giang Mạc Hàn lóe lên. Sức lực giảm đi một phần. Cô là bạn của cô ấy thì càng không nên có suy nghĩ đó. Nếu không phải giúp anh, tôi cũng không làm bạn với cô ta. Tôi làm tất cả là vì anh. Mạc Hàn, chẳng lẽ anh muốn cô độc cả đời sao? Tại sao trong mắt anh lại không thấy được tôi? Trước đây thì thôi đi, nhưng bây giờ cô ta đã biến mất rồi. Anh nhìn tôi thêm một cái không được sao? Lăng Vi nghẹn ngào, lẽ nào chỉ vì cô ta là tiểu thư con nhà giàu được nhận mọi yêu thương? Cô nên biết, tôi chưa bao giờ coi trọng thân phận, tôi cũng chẳng xuất thân tốt đẹp gì. Giang Mạc Hàn buông tay cô ra, sau này đừng nói những câu như vậy nữa. Mạc Hàn! Giang Mạc Hàn lên xe đi mất. Lăng Vi đứng im nhìn xe chạy như bay đầy, sự không cam tâm. Tông Ngôn Hy đứng cạnh tường, bao lâu cũng không hoàn hồn. Cô vẫn cho rằng là người bạn rất tốt, không ngờ là tiếp cận cô có mục đích, còn là vì Giang Mạc Hàn. Ha ha, bên cạnh không có ai thật lòng với cô cả. Giang Mạc Hàn, Lăng Vi, người yêu của cô, bạn bè, tất cả đều có sự tính toán. Cô thật lòng đối xử với mọi người, nhưng ai cũng có sự lừa dối, mưu đồ hại cô, lấy tính mạng của người nhà cô. Lòng người sao hiểm ác vậy? Cô không sao chứ? Cố Hiềm đi tới, Tông Ngôn Hy vội lau mắt. Tôi không sao, đi vào ăn gì đó đi, Cố Hiềm nói. Tông Ngôn Hy ừ một tiếng, ngồi vào bàn. Cố Hiềm hỏi, cô nghe được gì rồi? Trong nét mặt cô rất không ổn. Nói xong anh ta hối hận ngay, vốn dĩ tâm trạng cô đã tệ, còn hỏi như vậy thì sao ăn cơm nổi? Hà hà, ăn cơm hay là ăn cơm trước đi? Cố Hiềm vội gấp thức ăn cho cô, anh cũng ăn nhiều một chút. Tông Ngôn Hy đã điều tiết lại tâm trạng. Ăn xong, Cố Hiềm đưa cô về khách sạn để cô nghỉ ngơi cho khỏe. Thế nhưng cô lăn qua lăn lại mãi lâu không ngủ được. Trong đầu chỉ nghĩ tới dáng vẻ tuyệt tình của người đàn ông từng nói yêu cô, ép cô ly hôn, đòi mạng cô, Giang Mạc Hàn. Cô siết chặt gối. Hôm sau, Tông Ngôn Hy ăn mặc cẩn thận tới tập đoàn Hằng Khang. Đứng dưới góc tòa nhà cao ốc, cô ngước đầu nhìn lên tòa nhà đầy uy nghiêm này. Môi khẽ cong lên nở một nụ cười giễu cợt. Trước đây cô ngốc đến nhường nào mới tin từng câu mà anh ta nói. Không, là tin đến từng chữ. Một lòng một dạ tin tưởng anh ta, yêu anh ta, cuối cùng đổi lại được gì chứ? Cô Lâm, Nam Thành đi tới. Cô đến sớm như vậy sao? Nhưng Mỹ chúng tôi rất coi trọng sự hợp tác lần này, vậy nên không thể để xảy ra sơ suất. Hôm nay Tông Ngôn Hy mặc bộ đồ vest nhỏ nhắn, mái tóc được vén tự nhiên ra phía sau, gọn gàng và chững chạc. Mời vào bên trong. Nam Thành nhìn về phía Tông Ngôn Hy dùng tay ra hiệu.
Tông Ngôn Hy sải bước tiến vào trong, ở đây có rất nhiều những gương mặt quen thuộc. Một năm trôi qua cũng không có thấy thay đổi gì nhiều, mọi thứ đều rất quen thuộc, người cũng vẫn là người đó. Nhưng suy nghĩ đã không còn như năm đó. Chủ tịch Giang của các anh đã kết hôn chưa? Cô thản nhiên hỏi một câu. Nam Thành sửng sốt trong giây lát, khéo léo nói, hiện tại vẫn độc thân. Ra khỏi thang máy, Nam Thành dẫn cô đi đến cửa phòng hội nghị, mở cửa ra. Cô Lâm cứ vào ngồi trước, chủ tịch Giang sẽ đến ngay thôi. Tòng Ngôn Hy khẽ gật đầu, bước vào phòng hội nghị, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, đặt tài liệu mang theo lên bàn. Thư ký rót nước mang qua, cảm ơn cô. Cô cầm cốc lên uống một ngụm, đặt cốc xuống, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Chủ tịch Giang, lúc thư ký ra ngoài liền gặp Giang Mạc Hàn đi tới. Nghe thấy giọng nói vậy, Tòng Ngôn Hy liền đứng thẳng người. Giang Mạc Hàn bước vào, âm thanh quen thuộc của tiếng bước chân, thậm chí cả hơi thở cũng quen thuộc, càng ngày càng đến gần. Trong lòng có chút lay động, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đi cùng bên cạnh anh ta là Nam Thành, đi qua bàn hội nghị và ngồi xuống đối diện với Tông Ngôn Hy. Đây là hợp đồng, chủ tịch Giang xem qua một chút. Tông Ngôn Hy đẩy tài liệu sang gần phía đối bên kia, Giang Mạc Hàn cầm lên và mở ra. Cả người Tông Ngôn Hy ngã hơi ra phía sau, tựa lưng vào ghế. Chúng ta đều biết rằng công ty chứng khoán Hân Hải hiện tại đang hoạt động rất tốt. Chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, lợi nhuận là 762 triệu tệ, họ tuyệt đối sẽ không, cũng không có lý do gì để toàn bộ số vốn của mình được mua lại. Ngoài ra, phía sau còn có hai công ty tin cậy tương đối lớn giúp đỡ. Nếu chúng ta muốn phân chia, không những phải có số vốn lớn mạnh mà còn phải có kế hoạch toàn diện. Tài liệu này đã phân ra số vốn đầu tư của hai bên công ty chúng ta. Nếu anh cảm thấy có chỗ nào không hợp lý, chúng ta có thể thảo luận thêm. Giang Mạc Hàn nhìn lên, có vấn gì đi sao? Tòng Ngôn Hy mỉm cười hỏi, không có vấn đề gì, chỉ là giọng điệu của cô Lâm khiến tôi nhớ đến một người mà không nên nhớ. Anh ta gặp tài liệu vào, bỏ ra bằng nhậu, nhận lại bằng nhau, đều thỏa đáng với mỗi bên. Có điều với tư cách Hằng Khang, phía cô phải có thêm hai điểm nữa, chỉ là một cái tên. Vậy chúng ta lấy tư cách là Nhuận Mỹ. Giang Mạc Hàn ngặn mạnh nhắc lời, đây là mánh khóe thương lượng thông thường của anh ta. Trước những lợi ích của mình, anh ta sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ, độc đoán và mạnh mẽ. Tòng Ngôn Hy sớm đã có chuẩn bị, bên anh ta lâu như vậy, cũng đã hiểu được phần nào về tính cách của anh ta. Anh muốn biết là muốn mua lại Hâm Hải không hề dễ dàng, mặc dù với tư cách Hằng Khang, nhưng kế hoạch mua lại là do chúng tôi thực hiện. Ý của chủ tịch Giang thế nào? Giang Mạc Hàn đang hai tay vào nhau đặt trên tập tài liệu, dáng vẻ độc đoán, cúi xuống nhìn Tông Ngôn Hy. Nhìn cô Lâm vẫn còn trẻ vậy, làm sao có thể trở thành người phụ nữ phụ trách án Nhuận Mỹ được chứ? Nhìn chủ tịch Giang cũng không lớn hơn tôi là bao, đã là... Cô mỉm cười mở hai tay ra, đã là chủ tịch của công ty lớn như vậy. Cô ta từ từ nghiêng người qua, đối mặt với anh ta có chút hăm dọa. Vậy tôi có thể hỏi tại sao chủ tịch Giang lại có ngày hôm nay? Bắt gặp ánh mắt của cô, Giang Mạc Hàn nheo mắt lại hỏi, cô là ai? Tông Ngôn Hy lùi người lại, mỉm cười nói, chẳng lẽ chủ tịch Giang bị mắc bệnh hay quên hay sao? Nhanh như vậy mà đã quên luôn đối tác hợp tác rồi. Giang Mạc Hàn siết chặt tay lại, rõ ràng là hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, nhưng tại sao luôn có cảm giác cô rất quen thuộc? Chủ tịch Giang, đề nghị của tôi thế nào? Nếu chủ tịch Giang cảm thấy chấp nhận được, hôm nay chúng ta sẽ ký hợp đồng ngay. Trong vòng một tháng chúng tôi sẽ đưa ra phương án. Chủ tịch Giang cảm thấy thế nào? Phương án của cô Lâm Hằng Khang chúng tôi có thể... Cứ theo cô Lâm nói, đột nhiên Giang Mạc Hàn thay đổi dáng vẻ độc đoán trước đó, mở tài liệu ra và ký hợp đồng. Nam Thành trợn tròn mắt nhìn anh ta. Chủ tịch Giang, không cần nói nữa, cứ như vậy đi. Ký xong hợp đồng, anh ta gấp tài liệu lại rồi đẩy về phía cô. Trong lòng Tô Ngôn Hy nghĩ rằng vẫn cần phải thảo luận một chút, nhưng không ngờ anh ta lại ký nhanh như vậy. Khi cô cầm bút lên ký, Giang Mạc Hàn nhìn chằm chằm vào nét chữ của cô, sau đó không giống như những gì anh ta dự đoán. Trước kia nét chữ của cô rất đẹp, nhưng bây giờ nét chữ lại rất ẩu. Viết xong cô nhìn lên nói, xin lỗi, chữ của tôi không được đẹp lắm. Vẻ mặt của Giang Mạc Hàn trùng xuống, trong lòng cảm giác vừa như đánh mất thứ gì đó. Chủ tịch Giang, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Tòng Ngôn Hy đóng tập tài liệu và đưa tay về phía anh ta. Giang Mạc Hàn đưa tay ra bắt tay với cô, lần này anh ta không hề thu tay lại, mà nắm lấy, có phải chúng ta đã gặp nhau rồi? Tòng Ngôn Hy thu tay lại, mỉm cười hỏi, tại sao chủ tịch Giang lại hỏi như vậy? Xin lỗi, thất lễ rồi. Anh ta lấy lại tinh thần nói, tôi còn có chuyện khác.
đứng dậy và đi ra khỏi phòng hội nghị. Lúc đi đến cửa, anh ta dừng bước lại nói, lần đầu tiên cô Lâm đến thành phố vẫn còn chưa quen, Nam Thành cậu đưa cô Lâm về khách sạn nhé. Vâng, Nam Thành đứng dậy, hôm nay anh ta cũng khác thường quá, không giấu được liền nhìn qua Tông Ngôn Hy, nhưng anh ta cũng không nhìn ra điểm gì khác lạ. Cô Lâm, xin mời. Nam Thành đưa tay tới làm ra động tác ra hiệu. Tông Ngôn Hy cầm lấy tập tài liệu mỉm cười nói, vậy phiền anh rồi, không sao đâu. Nam Thành đi phía trước để dẫn đường giống như lúc đưa cô vào. Sau khi Giang Mạc Hàn trở về phòng làm việc, ngồi vào bàn làm việc, anh ta nhận ra hôm nay bản thân có chút khác lạ. Anh ta mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc ảnh cùng với chiếc đồng hồ pha lê. Tấm ảnh này đã nằm trong ngăn kéo cả một năm rồi. Từ khi cô đi, anh ta đã cất tấm ảnh ngày nào cũng vào trong ngăn kéo, cũng không dám xem lại. Lúc này, những chuyện cũ như hiện ra trước mắt. Trong lòng anh ta như có cảm giác đau nhói. Anh ta đưa tay khẽ chạm lên khuôn mặt trong bức ảnh. Khuôn mặt đó đang nở nụ cười hồn nhiên và thơ mộng. Vẫn còn nhớ bức ảnh này là do cô yêu cầu. Cô vòng tay ôm qua cổ anh ta, làm nũng trong lòng anh. Mạc Hàn, em muốn ngày nào cũng ngắm nhìn em. Ấu trĩ, anh ta không còn cách nào đành nói vậy. Thật ra yêu một người chính là ấu trĩ. Cô không cần biết anh ta có đồng ý hay không, liền đặt tấm ảnh này trên bàn làm việc của anh ta. Sau đó đắc ý nói, em xinh đẹp nhỉ? Cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Mỗi ngày anh đều ngắm nhìn em, và anh có cần treo ảnh em ở nhà để em được thấy anh mỗi ngày không? Anh ta với tay ôm lấy cô và nói, cô nắm lấy tay anh ta, đặt lên trái tim mình rồi cười nói, anh ở trong đây, mỗi ngày đều nghĩ đến. Lúc đó anh ta muốn lùi lại, nhưng lại không nỡ lùi, nhìn thấy cô tha thiết với nụ cười ngây thơ. Lúc đó anh ta cười theo, ánh mắt nhìn cô đắm đuối, phịch. Anh ta bất ngờ úp tấm ảnh lên mặt bàn, lấy tay ôm lấy ngực rồi cúi xuống. Cho dù anh ta có làm thế nào, cũng không kìm nén được nỗi đau trong lòng này. Em biết không, nhìn thấy em cười, anh thấy thật đáng ghét. Tại sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Cô ta mới mất chưa được lâu, em lại có thể vui vẻ như vậy. Đi vào công viên, chưa từng vì cô ta mà đánh mất đi tính mạng hay đau buồn. Tại sao em lại máu lạnh và cố chấp mà rời khỏi anh? Cốc cốc. Có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng làm việc. Anh ta nắm chặt hai tay, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Đặt tấm ảnh vào trong ngăn kéo, lấy một tập tài liệu mở ra rồi nói, vào đi. Lăng Vy bước vào với một tập tài liệu trên tay. Cô ta đưa tài liệu qua. Đây là tài liệu của hôm nay, cần xin chữ ký của anh. Khuôn mặt Giang Mạc Hàn không chút biểu cảm. Anh ta mở tập tài liệu ra. Tôi thấy sắc mặt anh không được tốt, trong người khó chịu sao? Lăng Vy quan tâm hỏi, không hề nhắc đến chữ nào chuyện của ngày hôm qua. Giang Mạc Hàn mím chặt môi không hề trả lời. Lăng Vy cắn môi nói, Mạc Hàn, được rồi. Lúc này anh ta ném tập tài liệu đã được ký tên qua. Rõ ràng là không muốn nghe Lăng Vy nói. Lăng Vy siết chặt tay, cuối cùng cũng kìm lại được những lời muốn nói, cầm tập tài liệu đi lên. Quỹ tình thương và ước mơ có tổ chức đêm hội từ thiện, gửi anh tấm thiệp mời. Nói xong liền đưa tay tấm thiệp vàng qua. Đi hoạt động ngày thường là ngày có người uy tín có danh dự, chủ yếu là dành cho những người giàu có, cung cấp một sân chơi để tuyên truyền, có địa vị, đương nhiên muốn có danh tiếng tốt. Đây còn là một hoạt động mang lợi ích cho hai bên. Người giàu có quyên góp tiền có danh tiếng, quỹ sau khi quyên góp sẽ mang giúp đỡ những người gặp khó khăn. Giang Mạc Hàn nhìn qua rồi nói, tôi biết rồi, em và anh cùng đi nhé. Lăng Vy nói nhưng sợ rằng anh từ chối. Trong trường hợp như vậy, anh cần một người phụ nữ ở bên cạnh. Giang Mạn Hàn lạnh nhạt hừ một tiếng, cô còn bận việc. Tại khách sạn, Cố Hiềm cầm một chiếc hộp trên tay, rồi gõ cửa phòng Tông Ngôn Hy. Cô mặc bộ quần áo ở nhà giản dị và đeo cặp kính chống tia bức xạ trên sóng mũi. Đang làm việc trước máy tính, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô liền bước tới mở cửa. Nhìn thấy Cố Hiềm liền hỏi, sao anh lại đến đây? Đương nhiên là tôi có việc rồi. Không đợi Tông Ngôn Hy mời vào trong, anh ta đã chen vào. Cô đóng cửa lại, tháo kính ra và hỏi, anh có muốn uống gì không? Không uống, không uống, thử bộ này đi. Cố Hiềm đưa qua, Tông Ngôn Hy ngơ ngác nhìn anh ta, thử bộ này làm gì? Đương nhiên là có việc rồi. Cố Hiềm kéo cô, một đêm hội từ thiện, tôi không có người phụ nữ đi cùng, cô đi cùng tôi nhé. Tông Ngôn Hy nhướng mày, tôi không có thời gian, tôi không quan tâm, trừ khi cô không cần người bạn này nữa. Cố Hiềm ngồi xuống ghế sofa, giở trò nanh nọc. Tông Ngôn Hy không còn cách nào khác đành cầm lấy bộ đồ mà anh ta mang đến. Anh đã giúp tôi rất nhiều chuyện, cũng ít khi thấy anh cần giúp đỡ. Hôm nay sẽ theo ý của anh. Cố Hiềm mỉm cười, làm người phụ nữ đi cùng tôi cô cũng thấy mất mặt đâu. Tôi cũng không phải là xấu đúng không?
Tông Ngôn Hy bật cười, lại bắt đầu tự sướng rồi. Vậy ý là cô tôi là xấu sao? Cố Hiềm trợn tròn mắt nhìn cô, không xấu được chưa? Nói xong, Tông Ngôn Hy cầm lấy bộ đồ đi vào trong phòng. Một lúc sau, cô mặc một chiếc váy dài trắng bước ra hỏi, có được không? Hai mắt Cố Hiềm sáng lên, chiếc này quả nhiên hợp với cô. Xem ra tôi rất có mắt nhìn đấy chứ, chỉ cần làm thêm tóc là được rồi. Không cần trang điểm sao? Tông Ngôn Hy hỏi, trông xinh đẹp vậy rồi, không xoa phấn cũng đẹp mê người. Cố Hiềm mỉm cười nói, Tông Ngôn Hy nói vẫn cần trang điểm một chút. Anh là người phụ trách, lần đầu tiên tham gia sự kiện như này, không thể để cho anh mất mặt được. Sau một năm làm việc vất vả, Cố Hiềm đã trở thành người phụ trách chi nhánh của công ty nơi mà anh ta đang làm việc. Không phải quá tập trung nhưng lại rất có năng lực. Vậy thì tốt quá, Cố Hiềm càng thêm vui sướng. Tần Ngôn Hy liếc mắt nhìn anh ta, tiến bộ của anh tiến bộ rất nhanh, lời gì cũng có thể nói ra rồi. 7 giờ tối, lối vào sảnh của bữa tiệc đầu kín những chiếc xe sang chảnh như một hàng dài rồng rắn. Có thể thấy bữa tiệc tối nay vô cùng hoành tráng. Vì buổi tiệc tối nay, Lăng Vi đã cố ý trang điểm đậm, mặc chiếc váy đen, gợi cảm và quyến rũ. Khoác tay Giang Mạc Hàn cũng xuất hiện trong bữa tiệc, vô cùng nổi trội. Đến nỗi có người nói cô ta và Giang Mạc Hàn rất xứng đôi. Cô ta mong ngóng ngước nhìn Giang Mạc Hàn, nhưng để trả lại cho cô ta chỉ là khuôn mặt thờ ơ. Trong lòng cô ta không khỏi có chút thất vọng. Một chiếc xe dừng bên ngoài hội trường, tài xế bước xuống mở cửa. Cố Hiềm cúi người xuống xe, anh ta mặc một bộ vest màu xám trang trọng và lịch sự. Sau khi dừng bước liền quay người đưa tay về phía Tông Ngôn Hy, trông dáng vẻ giống như một hoàng tử phương Tây. Tông Ngôn Hy đưa tay đặt vào lòng bàn tay của anh ta, mỉm cười rồi bước xuống. Khoác tay lấy tôi. Cố Hiềm kiếu đứng thẳng người, thiếu đi khuôn mặt tươi cười treo đùa hàng ngày, thay đó là vẻ vẻ chững chạc. Tông Ngôn Hy khoác tay anh ta, đi thôi, Cố Hiềm nói. Hai người cùng bước vào trong, mọi người đều biết Cố Hiềm, người phụ trách chi nhánh trong nước của công ty nước ngoài. Nhưng người phụ nữ đến bên cạnh anh ta đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hôm nay người đẹp như mây nhỉ? Có người nói, Cố Hiềm mỉm cười khẽ gật đầu, dường như anh ta rất thích được người khác nhìn mình với ánh mắt ghen tị. Lăng Vi quay lại, nhìn thấy Tông Ngôn Hy thì vô cùng ngạc nhiên. Cô ta không phải vừa về nước sao? Tại sao có thể cùng Cố Hiềm xuất hiện ở đây? Dường như người phía sau đã khiến mọi người phải nhìn chăm chú. Giang Mạc Hàn quay đầu lại, từ xa trông thấy cô mặc bộ váy trắng tinh khiết, dài đến mắt cá chân, giống như ánh trăng mềm mại ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Mái tóc đen nhánh được vuốt tự nhiên ra phía sau, một lọn tóc buông xõa tự nhiên đến mang tai, càng tô thêm vẻ nữ tính và quyến rũ của người phụ nữ. Cánh tay nhỏ nhắn của cô khoác vào tay Cố Hiềm, dáng vẻ đoan trang. Giang Mạc Hàn nhìn sững sờ, phong cách này của cô giống một người phụ nữ trước đây đã từng khoác tay anh ta. Mạc Hàn, Lăng Vi đột nhiên nắm chặt cánh tay anh ta. Cố Hiềm đi về phía bên này, Giang Mạc Hàn cũng trở lại bình thường. Chủ tịch Giang, Cố Hiềm chào hỏi anh ta, mặc dù không có quan hệ làm ăn, nhưng không ai không biết đến Giang Mạc Hàn. Nếu muốn nói đến người nổi tiếng nhất của thành phố bây giờ thì nhất định phải nhắc đến anh ta. Không thể không nói anh ta cũng có năng lực mới có địa vị như ngày hôm nay. Lúc Tông Ngôn Hy đến đã nghĩ rằng một sự kiện như này anh ta nhất định có mặt. Quả nhiên không sai, nhưng đi bên cạnh anh ta lại là Lăng Vi. Trong lòng cô ta không khỏi cười chế nhạo, nhưng vẻ mặt lại rất bình thản. Chủ tịch Giang và cô gái này thật sự rất hợp. Cảm ơn. Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Giang Mạc Hàn vội cướp lời Lăng Vi. Lúc này trong hội trường vang lên giọng của người dẫn chương trình. Duyên phận đã đưa chúng ta đến đây gặp mặt. Không có yêu thì sẽ không có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Sau những lời mở đầu, giọng của người chương trình đã trở nên to và hào hứng hơn. Tối nay chúng tôi tổ chức một đêm hội từ thiện để góp phần xóa đói giảm nghèo. Đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin cảm ơn đến mọi người đã ủng hộ. Một lời cảm ơn chân thành nhất. Đêm hội hôm nay sẽ gây quỹ bằng hình thức bán đấu giá. Đương nhiên, những sản phẩm đấu giá này cũng sẽ được quyên góp bởi những người quan tâm trong xã hội. Tối nay, tất cả số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến những người cần sự giúp đỡ thông qua quỹ ước mơ. Vì tình thương, vì thực hiện ước mơ, đêm hội từ thiện tối nay chính thức được bắt đầu. Người mẫu sẽ trình lên cho chúng ta những sản phẩm đấu giá đầu tiên. Ngay sau đó, một người nữ, người mặc một bộ lễ phục, trang điểm khéo léo, từ từ bước lên sân khấu. Cô ta không cầm bất cứ thứ gì trong tay, mọi người xôn xao bàn tán, có người còn chế giễu, đây là bán đấu giá người sao?
Người dẫn chương trình cười nói, ngày này lại nói đùa rồi, hôm nay sản phẩm bán đấu giá đầu tiên của chúng tôi chính là một chiếc nhẫn kim cương phiên bản giới hạn, được quyên góp bởi một người quan tâm, một người làm việc rất tốt nhưng muốn giấu tên. Theo lời của người dẫn chương trình, người mẫu giơ tay lên, một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy chiếc nhẫn này, Tông Ngôn Hy sửng sốt, vẻ mặt Giang Mạc Hàn cũng không kém phần ngạc nhiên. Đây là chiếc nhẫn đặt làm, được đặt làm riêng khi anh ta cầu hôn Tông Ngôn Hy. Sau khi cô đeo chiếc nhẫn này vào, chưa từng tháo ra, anh ta nghĩ rằng mình đang ở bên cô. Tông Ngôn Hy siết chặt tay, có chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi cô được Cố Hiềm cứu ra thì chiếc nhẫn trên tay đã không còn nữa. Cô nghĩ rằng mình đã đánh mất nó, tự dưng sao lại có thể xuất hiện trong buổi bán đấu giá này chứ? Lúc này, giọng của người dẫn chương trình lại vang lên. Chiếc nhẫn kim cương này có giá trị. Giá trị khởi điểm cũng rất cao, giá khởi điểm là 10 triệu tệ. Giá của sản phẩm mang ra đấu giá đầu tiên cao đến mức không chốc lát không ai dám lên tiếng. Cố Hiềm nhận thấy tâm trạng của Tông Ngôn Hy không được ổn lắm, thấp giọng hỏi, cô sao vậy? Tôi không sao, chỉ là đột nhiên nhìn thấy thứ lâu ngày không gặp, trong lòng có chút dao động mà thôi, cũng chỉ là chút dao động, không có gì khác. Lúc này trên tầng 2, giọng một người đàn ông vang lên, 30 triệu tệ. Lập tức phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn khi thêm 20 triệu tệ. Giang Mặc Hàn siết chặt tay, 50 triệu tệ. Lăng Vy ngẩng đầu nhìn anh ta, sau đó nhìn qua chiếc nhẫn trên tay người mẫu, sắc mặt cô ta dần trở nên khó coi. Cô ta cũng nhận ra đây là đồ của Tông Ngôn Hy. Giọng trên tầng 2 lại vang lên, 100 triệu tệ. Hey, có tiếng thở dài, có phải điên rồi không? 200 triệu tệ. Ánh mắt Giang Mặc Hàn không hề nhìn đi chỗ khác, giọng điệu nắm chắc phần thắng. Không có ai ra giá, giá này cao hơn cả những người giàu có đến dự tiệc. Cứ coi như có tiền thì số tiền này cũng không phải là gió thổi đến. Người dẫn chương trình cũng trở nên cao hứng. Sản phẩm đấu giá đầu tiên lại nóng hổi như vậy rồi lớn tiếng nói, 200 triệu tệ, còn có giá nào cao hơn không ạ? Không có ai lên tiếng, người dẫn chương trình lại lên tiếng, 200 triệu tệ lần thứ nhất, 200 triệu tệ lần thứ hai, 200 triệu tệ, 300 triệu tệ. Trong giây phút quyết định, giọng nói vang lên ở phía sau, mọi người đều muốn xem người ở tầng 2 đó là ai, tiền có phải gió thổi đến không? Thật lợi hại, số tiền này sớm đã vượt qua giá trị của chiếc nhẫn. Mặc Hàn, thứ này thật không đáng chút nào, người trên đó đến mặt cũng không lộ diện, rất có thể người được gài vào của buổi đấu giá này, bọn họ cố ý nâng giá, 330 triệu tệ. Lăng Vy vẫn chưa khuyên xong, liền bị tiếng hát giá của Giang Mặc Hàn cắt ngang. Chủ tịch Giang đúng là giàu có. Có người cười nói, một chiếc nhẫn được đấu với mức giá cao ngất ngưỡng như vậy, ngày mai chắc chắn có trong bản tin thời sự. Ánh mắt của Tông Ngôn Hy chú ý đến người đàn ông đang hét giá trước mặt mình. Anh ta có ý gì vậy? Người đang sáng suốt đều biết rằng số tiền này đã vượt xa so với giá cả của sản phẩm. Lẽ nào anh ta vẫn quan tâm? Không, anh ta không quan tâm. Nếu có, cô sẽ không chết. Lúc này cũng chỉ là giúp bản thân cảm thấy yên tâm hơn thôi. Nhưng cô rất tò mò về người hét giá ở trên tầng 2. Rốt cuộc là ai chứ? Cô nhìn lên, trên tầng 2 không mở cho người bên ngoài. Cô cũng không thấy người hét giá. Trong đây nhất định có nội gián. Cố Hiềm cũng cảm thấy đây là ban tổ chức cố tình sắp đặt. Nội gián gì vậy? Tông Ngôn Hy hỏi, cố tình hét giá cao để nâng cao giá đấu. Tôi lại không nghĩ như vậy. Ở trong đây một người thiếu kinh nghiệm sẽ cạnh tranh với người trên tầng sao? Rõ ràng là không, sở dĩ người ở trần hét giá giống như một đợi rằng Giang Mặc Hàn nhất định sẽ hét giá 330 triệu tệ lần thứ nhất, 330 triệu tệ lần thứ hai. Càng về sau, giọng người dẫn chương trình càng chậm lại, 330 triệu lần thứ ba, chúc mừng Chủ tịch Giang. Cũng cảm ơn Chủ tịch Giang đã đóng góp cho tổ chức từ thiện tối nay. Bây giờ xin mời người mẫu đến tặng chiếc nhẫn này cho Chủ tịch Giang. Người mẫu tháo chiếc nhẫn ở ngón tay ra, đặt vào một chiếc hộp nhung, đựng vào chiếc khay trong lòng bàn tay, bước đến phía Giang Mặc Hàn. Lăng Vy siết chặt tay, cô ta đã chết rồi, tại sao vẫn còn ảnh hưởng đến anh như vậy? Chủ tịch Giang, người mẫu bưng khay đi tới trước mặt anh ta. Giang Mặc Hàn giơ tay ra cầm lấy chiếc nhẫn, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi bỏ vào túi. Vẻ mặt anh ta vô cùng bình tĩnh, nhưng tay trong túi quần lại siết chặt vào nhau. Chiếc nhẫn trong lòng bàn tay dường như in sâu vào da thịt. Sản phẩm đấu giá tiếp theo, xin mời người mẫu. Ngày sau đó, người mẫu bước lên với một bức tranh trên tay. Người dẫn chương trình giới thiệu về lai lịch của bức tranh và do ai vẽ. Tranh chữ của người nổi tiếng, giá khởi điểm rất cao.
Cố Hiềm không quan tâm lắm. Anh ta là đại diện công ty, không phải là cá nhân, cũng không thể tùy tiện đấu giá. Nếu giá phù hợp mới có thể đấu giá. Tàu Ngọc Hồi đến cùng anh ta, nên đương nhiên cũng không có hứng thú, liền kéo anh ta đến nơi yên tĩnh. Anh đã từng thấy chiếc nhẫn đó chưa? Cố Hiềm thật thà lắc đầu. Trong lòng Tông Ngô Hy nghĩ lẽ nào có người nhặt được, sau đó mang đến quyên góp không? Nếu không phải vậy thì cô cũng không thể nghĩ ra cách giải thích khác. Người chết lúc đó anh vẫn chưa điều tra là ai đúng không? Khi đó cô cần ra nước ngoài điều trị, vì vậy khi Cố Hiềm vẫn chưa tìm ra rõ nguyên thì cô đã đi rồi. Sau đó không hề nhắc đến nữa, Cố Hiềm gật đầu, không điều tra ra được điều gì. Tông Ngô Hy cau mày, không liên quan gì đến cô, nhưng tại sao lại thiêu sống cô? Cô luôn cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó không ổn. Như thường lệ, phía công an sẽ công bố danh tính của người đã mất, nhưng họ lại không làm như vậy. Sản phẩm đấu giá này có giá khởi điểm là 300.000 nhân dân tệ. Nghe thấy giọng nói, Cố Hiềm nhìn qua, giá khởi điểm phù hợp để đấu giá, không thể đến đây mà không đấu giá sản phẩm nào. Tôi đi vệ sinh. Tông Ngôn Hy thấy anh ta có hứng thú, liền kết thúc cuộc trò chuyện. Bước dậy cao gót đi về phía phòng vệ sinh. Lúc này trong phòng vệ sinh, Lăng Phi đang nhìn mình trong gương, gương mặt thanh tú cùng dáng người mảnh mai. Cô ta tự cho rằng bản thân không hề thua kém gì Tông Ngôn Hy, tại sao trong mắt Giang Mạc Hàn lại không nhìn ra cô ta? Tông Ngôn Hy, cô đã chết rồi, tại sao còn muốn tranh giành với tôi? Cô ta không cam tâm, thật sự không cam tâm. Cô ta đã làm những chuyện như vậy mà cuối cùng lại không nhận được gì. Đáng lẽ ra tôi nên giết chết cô sớm hơn, như vậy cô sẽ không có cơ hội ở trong lòng của anh ấy. Tôi biết, tôi làm như vậy là vì tôi ghét cô hiểu chưa? Người phụ nữ trong gương có vẻ mặt vô cùng nhăn nhó, trên mặt tràn đầy vẻ không cam tâm, chính là bộ dạng cầu mà không đạt được. Phải mất một lúc lâu, cô ta mới điều chỉnh lại được tâm trạng của mình và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Rất nhanh ngay sau đó, bước chân của cô ta liền dừng lại. Bởi vì có một người đang đứng đối diện trước mặt cô ta. Lăng Vi nheo mắt lại. Cô Lâm, cô đến từ lúc nào vậy? Tông Ngô Hy vốn là đang nắm chặt hai lòng bàn tay, mới dần dần nới lỏng từng chút một ra cười nói. Đã ở đây được một lúc rồi. Sắc mặt của Lăng Vi ngay lập tức liền thay đổi. Tông Ngô Hy cười nhẹ một cái. Đùa thôi. Nhà vệ sinh nơi này nếu không phải là cần thiết thì cũng chẳng sẽ có ai đi vào. Sao sắc mặt cô trông xấu thế này hả? Lăng Vi khẽ liếc cô một cái không trả lời, nghiêng người sang một bên liền đi thẳng ra ngoài. Tông Ngôn Hy vẫn đứng yên tại chỗ, khóe môi khẽ gợi lên một vòng cung lạnh lùng. Thì ra người muốn dồn cô vào con đường chết chính là Lăng Vi. Đây là điều mà cô không bao giờ ngờ tới. Cô quay lưng nhìn vào bóng lưng đang rời đi của Lăng Vi, ánh mắt cô ngày càng sắc bén và lạnh lẽo hơn. Một số nỗi đau cũng chỉ là một mình bản thân cô mới biết. Cô bước vào nhà vệ sinh, liếc nhìn bồn rửa mặt một cái. Bồn rửa mặt được làm bằng đá cẩm thạch sáng loáng. Cô có thể soi rõ bóng người trong đó, ánh mắt chậm rãi nâng lên nhìn chính mình trong gương, một khuôn mặt hoàn toàn khác lạ. Khuôn mặt cô đã bị thương, vốn dĩ là có thể khôi phục lại được. Nhưng cô đã lựa chọn thay đổi hoàn toàn dung mạo của mình. Trước đây cô không chỉ mắt mù mà tim cũng mù mới có thể khiến bản thân mình mù quáng như thế. Bây giờ cô đã là một con người hoàn toàn mới. Cô sẽ khiến cho những kẻ trước đây từng xem thường cô, từng lừa dối cô và từng làm hại cô, tất cả đều phải trả giá. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô không quay lại phòng tiệc nữa mà trực tiếp bước ra ngoài cửa lớn, đứng trên bậc thềm và gửi một tin nhắn cho Cố Hiềm. Tôi đang đợi anh ở cửa ra vào. Thời tiết hôm nay rất tốt, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy các vì sao trên bầu trời. Cô nhìn một lúc lâu, đôi mắt cũng bắt đầu phủ một tầng sương nước. Nghe nói khi người ta chết đi sẽ biến thành một vì sao trên bầu trời. Con sẽ là vì sao nào đây hả? Giây phút này đây con cũng đang dõi theo mẹ có phải hay không? Cô đang đau đớn vì mất đi đứa con của mình. Bờ vai đột nhiên ấm lên. Một mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cô, trái tim cô chợt thắt lại, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Giang Mạc Hàn đứng ngay bên cạnh mình. Thời tiết ở Trung Quốc lạnh, cô Lâm nên tự lo cho mình. Nhiệt độ cơ thể và hơi thở của anh vẫn còn lưu động lại trên áo, rất đổi quen thuộc. Cô rất nhanh liền điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhẹ giọng nói, Tổng giám đốc Giang đang là quan tâm đến tôi hay sao hả? Bây giờ giữa chúng ta đang có hợp tác qua lại, cô Lâm mà bị bệnh thì công việc sẽ bị chậm trễ tiến độ. Giang Mạc Hàn mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng cùng với cà vạt cũng đã được đeo tỉ mỉ trước ngực. Anh ta đặt một bàn tay vào túi quần mình và nhìn thẳng về phía trước, trông vô cùng kiêu ngạo. Tôi cứ tưởng Tổng giám đốc Giang là đang quan tâm tới tôi nữa cơ đấy. Mạo muội hỏi anh một câu về chiếc nhẫn đó. Tại sao Tổng giám đốc Giang lại phải đoạt cho bằng được chiếc nhẫn đó hả?
Ai cũng biết rõ giá trị của chiếc nhẫn đó căn bản là không đáng bao nhiêu tiền. Giang Mạc Hàn quay đầu lại nhìn Tông Ngôn Hy, im lặng một lúc rồi nói, nếu cô Lâm đã cảm thấy là mạo muội, thế thì không nên hỏi làm gì. Nói xong, anh bước chân xuống bậc thềm, đi về phía chiếc xe màu đen đang đậu bên đường. Tông Ngôn Hy ngẩng đầu nhìn lên nhìn, không khỏi muốn nhếch mép cười mỉa, bây giờ còn giả bộ thâm tình nữa sao hả? Tổng giám đốc Giang, Tông Ngôn Hy ngăn anh ta lại. Cô dẫm lên giày cao gót và cẩn thận bước xuống từng bậc thềm, lấy bộ vest trên người mình xuống đưa vào cho anh. Tôi không quen sử dụng những đồ của người khác. Giang Mạc Hàn đưa tay ra nhận lấy. Tông Ngôn Hy quay lưng nhìn thấy Lăng Vi đang từ yến tiệc đi ra. Thế là cô cố ý giả vờ trẹo mắt cá và chân ngã. A! Giang Mạc Hàn theo bản năng đỡ lấy cô. Cô thuận thế vòng lấy cổ của Giang Mạc Hàn, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Khoảng cách quá gần, bộ lễ phục trên người cô cũng vô cùng mỏng. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, tiếp xúc gần như vậy, kiểu ôm vào lòng ấy khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh không hề tức giận mà đứng dậy, gần như là vô ý thức mà ôm chặt cô hơn. Ngôn Hy, anh buộc miệng thốt lên. Tông Ngôn Hy vốn dĩ đã muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng khi nhìn thấy bóng hình người đó bất chấp tất cả lao tới đỡ cô cũng không nhúc nhích nữa, thậm chí không thét lên một lời nào, giả bộ như đang còn hoang mang và sợ hãi. Vẫn như cũ nằm trong vòng tay anh, cô ta đã thay đổi ngoại hình, nhưng cô không thể thay đổi được cảm giác của mình, cơ thể cô càng không thể thay thế được. Giang Mạc Hàn lúc này đây đang tận hưởng cảm giác quen thuộc mà anh đã đánh mất từ lâu, vùi mặt trong lòng cô khàn khàn nói, anh nhớ em rất nhiều. Mạc Hàn, Lăng Vi sắc mặt vô cùng xấu, Tông Ngôn Hy nhìn khuôn mặt lo lắng của cô ta, khóe môi khẽ nhếch lên, giả vờ như vừa mới hoàn hồn, vội vàng đẩy anh ta ra. Giang Mạc Hàn bị đẩy ra trong khi đang mất cảnh giác phòng bị, lùi về sau một bước, sau một hồi sững sờ, anh nhanh chóng lấy lại lý trí. Cô Lâm, cô không sao chứ hả? Cảm ơn Tổng Giám đốc Giang, tôi không sao. Cô cười nói, Lăng Vi nhìn Giang Mạc Hàn, chúng ta nên trở về nhà thôi. Giang Mạc Hàn không trả lời, ánh mắt anh nhìn Tông Ngôn Hy không còn lạnh lùng như trước nữa mà thay vào đó có thêm một tia phức tạp. Làm thế nào mà anh lại có thể còn lại có cảm giác đó với cô chứ? Mạc Hàn, Lăng Vi thấy biểu hiện của anh không đúng cho lắm, vươn tay muốn chạm vào anh nhưng lại bị anh xua tay và quay lưng rời đi. Lúc này trong lòng anh vô cùng bối rối, làm sao có thể có hành vi như thế với một người phụ nữ mới gặp nhau chưa được mấy lần như thế chứ. Tài xế thấy anh đi tới liền vội vàng mở cửa xe ra, sau đó anh liền cúi người ngồi vào trong. Lăng Vi liếc Tông Ngôn Hy một cái và nói giọng cảnh cáo, tránh xa Tổng Giám đốc Giang của chúng tôi ra. Tông Ngôn Hy cong môi cười, anh ấy là của cô hay sao? Lăng Vi đột nhiên nắm chặt tay, có phải là của tôi hay không thì cô cũng không đủ tư cách. Theo như tôi biết thì Giang Mạc Hàn không hề thích cô đúng không? Cố Hiểm cầm trong tay một cái hộp, chậm rãi đi xuống bậc thềm, tiếp tục kêu kích cô ta. Theo tôi biết thì vợ của Giang Mạc Hàn đã qua đời cũng được một năm rồi nhỉ? Nếu anh ta thật sự thích cô, tại sao anh ta không lấy cô về hả? Lăng Vi cắn chặt môi và trừng đã mắt đầy căng với Cố Hiểm, sau đó liền quay người đi về phía xe. Em có sao không hả? Cố Hiểm nhìn Tô Nghi hỏi, cô lắc đầu không sao, chúng ta cũng đi thôi. Anh đưa tay ra đỡ cô, vừa chạm vào tay cô anh mới phát hiện ra cánh tay cô hoàn toàn lạnh ngắt. Anh cởi áo vest trên người xuống khoác lên người cô. Cảm ơn anh. Tông Ngôn Hy cụp mắt xuống nói, còn khách sáo gì với anh nữa chứ. Anh suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định hỏi, những hành động khi nãy của em anh đều thấy hết rồi, lẽ nào em vẫn còn tình cảm với anh ta hay sao? Tông Ngôn Hy bật cười một cái, anh cảm thấy như thế nào hả? Anh không biết, loại chuyện tình cảm này anh không hiểu lắm, trừ khi tôi điên rồi. Cô nói một cách chắc nịch, cả đời này cô sẽ không bao giờ có cảm tình với anh ta nữa. Nếu có một ngày anh ta quỳ trước mặt em thì sao hả? Cố Hiểm mở cửa xe ra, bước chân của Tông Ngôn Hy khựng lại một nhịp. Anh ta có chết tôi cũng sẽ không mềm lòng. Hãy nhớ những gì mà em đã nói đó. Cố Hiểm giơ một ngón tay cái lên. Tông Ngôn Hy đập tay anh một cái, nhàm chán thật. Cố Hiểm cười và cúi người ngồi vào xe. Bên kia Giang Mạc Hàn trở lại chỗ ở của mình. Lăng Vi nói, em vào cùng với anh nhé. Giang Mạc Hàn lạnh lùng nói, không cần đâu. Mạc Hàn, thời gian không còn sớm nữa, cô về đi. Nói xong anh cho tài xế tiễn cô về. Lăng Vi bước lên trước một bước muốn cùng vào với Giang Mạc Hàn. Tài xế đã kịp giữ cô ta lại. Cô Lăng,
Tổng giám đốc Giang cũng đã nói rồi, muốn cô trở về nhà, cô vẫn là nên trở về đi thì hơn. Cô ta không cam tâm đứng yên tại đó, cho đến khi không thấy bóng lưng của Giang Mạc Hàn nữa. Đây là nơi ở của Giang Mạc Hàn trong một năm nay, kể từ khi ly hôn, anh đã không về ngôi nhà mà đã cùng Ngôn Tông Hy chung sống trong 3 năm. Sau khi vào phòng, anh thuận tay ném áo khoác lên trên ghế sofa, đi tới tủ lấy một chai rượu và mở nắp ra rót vào ly. Đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, anh lại lần nữa nhớ đến cảm giác ôm Lâm Nhị Huy vào lòng đó. Cảm giác đó lạ lùng vô cùng, tình cảnh ám ảnh tâm trí của anh. Dù làm thế nào cũng không thể xua đi được những cảm giác vô cùng ấm áp đó. Anh ta lấy chiếc nhẫn kia ra, kim cương vẫn lấp lánh như cũ, vẫn là dáng vẻ ban đầu, như người đã từng có được nó đã không còn. Anh ta ngửa đầu uống hết ly rượu vừa nót xong, nặng nề buông ly rượu xuống, bột một tiếng đặt đáy trên ly trên mặt bàn. Năm đó vì muốn cầu hôn cô, nên anh ta đã cố ý đặt làm riêng. Chiếc nhẫn này đối với cô cũng chẳng được coi là quý giá nhất. Cô xuất thân từ một gia đình giàu có, sở hữu không ít châu báu và đồ trang sức quý giá. Đồ mang giá trị lớn cũng không phải số ít. Nhưng sau khi đeo chiếc nhẫn này vào tay, cô chưa từng tháo nó xuống. Cô nói, Mạc Hàn, em rất thích. Khi đó vẻ mặt của cô cũng vô cùng hạnh phúc. Em muốn đeo nó cả đời. Cô ôm cổ anh ta nói, Mạc Hàn, em yêu anh, em tin tưởng anh, em tình nguyện ý và anh vì mà cố gắng hết sức. Giang Mạc Hàn nhìn nụ cười trong sáng của cô hỏi, tại sao? Tòng Ngôn Hy dựa sát vào ngực của anh ta, yêu nhau chính là phải tin tưởng nhau, cùng nhau nỗ lực phải không? Bởi vì bố mẹ chính là như vậy, lúc ấy anh ta còn rất khinh thường, chỉ cảm thấy cô là đóa hoa trong nhà kính, không hiểu nỗi khó khăn của người khác, càng không hiểu lòng người. Trên thế giới này, làm sao có thể tồn tại tình yêu không cần hồi đáp? Bố mẹ của anh ta cũng đã từng gắn bó yêu thương nhau, thế nhưng cuối cùng lại trở thành cái dạng gì chứ? Thay lòng đổi dạ, vứt bỏ, ly hôn. Anh ta không nên tin vào tình yêu của cô, không tin trên thế gian này còn có thứ tình yêu giống như cô nói. Anh ta không tin. Thế nhưng sau khi em rời đi, tại sao anh lại khó chịu như vậy? Niềm vui và của em mà trái tim đau nhức không thôi. Anh ta chăm chú vuốt cái ly trong tay, giống như muốn bóp nát ly pha lê, rang rang. Bỗng nhiên điện thoại di động trong túi rung lên, anh ta cũng chẳng nhìn đến, dùng chỉ một tay chống lên mặt. Có thể nhìn thấy trong con ngươi của anh ta đã có mơ hồ, có sương mù. Điện thoại di động vang lên rồi ngừng, ngừng rồi lại vang, giống như không tiếp nhận thì không dừng lại. Anh ta cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi đến, anh ta trực tiếp cấp máy, điện thoại rất nhanh lại rung một lần nữa. Anh ta ổn định lại cảm xúc tiếp nhận cuộc gọi, âm thanh 10 phần lạnh lùng. Có việc, bố của cậu bị bệnh rất nặng, trở về thăm ông ấy một chút đi. Giọng nói của người phụ nữ bên kia rất cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có chút khẩn cầu. Anh ta không đáp lại, chỉ là biểu cảm trên mặt càng thêm u ám lạnh lùng. Dù có thế nào đi chăng nữa, ông ấy cũng là bố của cậu. Trở về thăm một chút đi, lỡ như cậu sẽ phải hối hận. Hối hận? Khóe môi của anh ta cong lên và một trào phúng, cúp điện thoại, nói hối hận, anh ta cũng chưa có chuyện muốn hỏi bố của mình một chút. Anh ta gọi lái xe, để người đó chuẩn bị xe, anh ta muốn đi ra ngoài. Lái xe bên kia trả lời rất nhanh, anh ta cúp điện thoại, đứng dậy đi đến trước ghế sofa cầm lấy áo khoác mặc lên người, cất bước để đi ra ngoài. Lái xe đã chờ ở cửa, anh ta đi tới, lái xe kéo cửa sau ra. Anh ta khom người ngồi vào, lái xe đóng cửa kỹ xe rồi chạy nhanh đến phía đường, ngồi trước vào vị trí lái xe. Rất nhanh chiếc xe đã chuyển bánh. Anh ta ngồi ở băng ghế sau, nhíu mày để giảm bớt chút cồn trên người. Một lát sau xe ngừng lại, lái xe tới mở cửa xe cho anh ta. Anh ta khom người xuống xe, đưa chìa khóa xe cho tôi, lát nữa tôi sẽ tự mình trở về. Anh ta làm được rồi. Lái xe đưa chìa khóa xe qua. Anh ta đưa tay nhận lấy, đứng ở dưới lầu ngẩng đầu lên một chút rồi không cảm xúc bước vào trong. Đến nơi anh ta đưa tay gõ cửa, cửa được mở ra từ bên trong, là mẹ kế của anh ta là Khâu Minh Diễm. Nhanh chân đến gần, bà ta vội vàng nghiêng người né ra, nhường vị trí cho anh ta. Giang Mạc Hàn vô cảm cất bước đi tới, lạnh lùng nói, tôi có lời muốn nói với ông ấy, không hy vọng có người quấy rầy. Trên mặt Khâu Minh Diễm có chút không nhịn được, ngượng ngùng nói, được, sẽ không có ai làm phiền bố con hai người nói chuyện. Giang Mạc Hàn đi về phía căn phòng, đẩy cửa ra nhìn thấy bố của mình đang nằm ở trên giường. Anh ta đi tới đóng cửa lại, kéo một cái ghế ngồi cạnh giường. Con đã đến.
Người làm bố khi nhìn thấy con trai của mình lại không có uy nghiêm của những người làm bố, cũng không có sự lo lắng của người thân, mà lại giống như người quen đang hàn huyên. Năm ngoái, ông ta bị trúng gió dẫn đến nửa thân dưới bại liệt, về sau vẫn luôn phải nằm trên giường. Giang Mạc Hàn rất ít khi đến thăm ông ta. Gọi tôi tới đây có chuyện gì? Nét mặt của ông ta rất nhạt nhẽo, không có bất cứ cảm xúc gì. Anh ta không cần đến cũng biết tình huống của bố mình, sống thêm vài năm nữa là không thành vấn đề. Bỗng nhiên Khâu Minh Diễm gọi điện thoại bảo anh ta tới, 8-9 phần là có chuyện muốn cầu cạnh anh ta. Về phần là chuyện gì? Dĩ nhiên là về đứa con trai của hai vợ chồng này, em trai cùng cha khác mẹ của anh ta. Đứa con trai này được hai vợ chồng vô cùng yêu thương, bởi vì quá được chiều chuộng cho nên học hành không đến nơi đến chốn. Chưa vào đại học đã bỏ học đi làm xã hội đen, không có công việc đàng hoàng, chỉ suốt ngày ở trong nhà. Mạc Hàn, Giang Tuấn muốn nói lại thôi, cũng không có suy nghĩ của một người cha, còn chỉ có một đứa em trai, còn nhẫn tâm nhìn nó vô công rồi nghề như vậy sao? Biểu cảm của Giang Mạc Hàn rất lạnh nhạt, mẹ tôi chỉ sinh ra một mình tôi. Sắc mặt của Giang Tuấn có chút khó coi, nhưng vì tiền đồ của đứa con trai vẫn nở nụ cười. Mạc Hàn, bố và mẹ ly hôn là bởi chúng ta không còn yêu nhau nữa. Tôi biết, bố chỉ yêu người vợ hiện tại của mình. Ông ta còn chưa nói xong đã bị Giang Mạc Hàn đánh gãy. Anh ta nhìn Giang Tuấn, đáy mắt cất giấu cảm xúc không dễ dàng phát hiện. Nếu đã không còn yêu thì tại sao lúc trước còn kết hôn làm gì? Không đợi Giang Tuấn cho mình đáp án, anh ta liền nói thêm. Lúc trước gia đình của hai người giống nhau, đều rất nghèo nàn, dùng cách nói hiện tại là môn đăng hộ đối, cho nên bố mới cưới mẹ. Nếu như bố không đi, có lẽ hai người đã ở bên nhau đến đầu bạc răng long. Thế nhưng bố lại đi rồi tạo dựng được một chút thành tựu, không còn môn đăng hộ đối với mẹ nữa. Bởi vì bố giàu có hơn mẹ, bố xem thường xuất thân nông thôn của mẹ, không biết cách ăn mặc, không có học thức. Ở bên bố khiến bố cảm thấy rất mất mặt, thế là bố liền không yêu mẹ nữa. Thế nhưng bố có từng nghĩ tới chưa, thời điểm bố ở bên ngoài xây dựng sự nghiệp là ai chăm sóc con cái cho bố, hiếu kính bố mẹ của bố. Thời điểm bố không có ở đây, mẹ một thân một mình gánh vác tất cả gánh nặng trong nhà, gồng gánh trách nhiệm đáng lẽ phải là của bố, một câu bảo là không thương nữa lại còn vứt bỏ mẹ. Vẻ mặt và giọng nói của Giang Mạc Hàn ngày càng lạnh lẽo. Bố không yêu mẹ bởi vì mẹ không có da thịt mịn màng, không có một cơ thể yếu điệu, khuôn mặt cũng không còn trẻ trung như khi mới gả cho bố. Trên mặt không còn vết tích của sự ngây ngô, tay chân thô ráp, da mặt chỉ toàn màu vàng, cho nên bố mới không yêu mẹ. Con à, chuyện đã trôi qua rất lâu rồi, tại sao con còn muốn để ở trong lòng, cành cánh trong lòng như vậy khó có thể khiến con hạnh phúc sao? Giang Tuấn nhíu mày, Giang Mạc Hàn cười lạnh một tiếng, hạnh phúc ư? Bố có thể nói cho tôi biết hạnh phúc là cảm giác như thế nào không? Giang Tuấn im lặng không nói. Tại sao không nói gì nữa vậy? Giang Mạc Hàn trào phúng. Không còn lời để nào để nói đúng không? Chuyện trước kia, con cũng đừng níu mãi không buông. Đối con cũng không có gì tốt. Giang Tuấn có ý khuyên bảo anh để anh buông xuôi mọi chuyện trước kia. Nếu như mẹ tôi không chết, tôi đã không hận bố bởi vì bố nên bà ấy mới chết. Nếu như bố không ly hôn với bà ấy đã không phải đi làm bảo mẫu người ta, sẽ không phải chết. Chỉ cần cho anh ta một chút thời gian, chờ anh ta lớn lên, anh ta nhất định sẽ chăm sóc mẹ. Thế nhưng bà ấy lại không có cơ hội thấy dáng vẻ anh ta lớn lên. Sau khi gả cho bố, anh ta làm tất cả những việc mà vợ nên làm. Đến cùng bà ấy đã làm sai điều gì? Nếu như bố không yêu mẹ, tại sao lúc trước còn cưới bà ấy làm gì? Để bà ấy lãng phí hơn phân nửa tuổi thanh xuân trong cô độc hả? Thời gian ông ta ra ngoài lăn lộn là mẹ của anh ta một thân một mình trông coi nhà, trông coi anh ta, đến cuối cùng thì nhận được cái gì? Đối mặt với từng tiếng chất vấn của con trai, Giang Tuấn không còn lời nào để nói. Ông ta đối với cái chết của vợ cũ cũng rất thương tâm, dù sao bà cũng đã từng chung giường chung gối, sinh con đẻ cái cho ông ta. Mạc Hàn, chuyện trước kia toàn bộ là do bố có lỗi với mẹ của con, có lỗi với con nể mặt bố, cho em trai con một công việc, đừng để nó lăn lộn ở bên ngoài. Giang Tuấn khép nép nói, Giang Mạc Hàn cười một tiếng, đây chính là mục đích để bố giả ốm gọi tôi đến đây. Mạc Hàn, tối thiểu một nửa công ty cũng là của em trai con, còn dự định độc chiếm sao? Giang Tuấn thay đổi cách ăn nói khép nép, rõ ràng ông ta đã tự hạ thấp bản thân mình mà anh ta vẫn thờ ơ. Giang Mạc Hàn đứng lên, bố vẫn nên giữ gìn sức khỏe cho tốt, như vậy mới có thể sống lâu trăm tuổi. Nói xong cũng không thèm nhìn sắc mặt của Giang Tuấn mà bất cước đi về phía cửa. Giang Mạc Hàn, con đừng có quá đáng. Khuôn mặt của Giang Tuấn đỏ lên, bố là bố của con đó.
Cho nên, Giang Mạc Hàn dừng bước, quay đầu nhìn ông ta, cho nên bố muốn con cai quản con trai của mình sao? Giang Tuấn nắm chặt tay, không ngừng run rẩy. Con đã có được công ty, cho em trai con một công việc đàng hoàng mà thôi, tại sao lại phải tàn nhẫn với nó như vậy chứ? Giang Mạc Hàn đi đến bên giường một lần nữa, ở trên cao nhìn xuống. Lúc ấy công ty của bố đứng trước bờ vực phá sản, mẹ tôi phải dùng tiền bồi thường lắp vào chỗ trống đó mới giúp công ty không sụp đổ. Tôi tàn nhẫn với nó, bố còn nhớ Khâu Minh Diễm là một mất nghìn tệ. Các người đều nói là tôi lấy, bố đối xử với tôi vậy sao? Tôi muốn hỏi bố, tiền là tôi cầm sao? Khi đó anh ta vừa đến căn nhà này không lâu, Khâu Minh Diễm đã nói là mất tiền. Trong nhà này cũng chưa từng có người ngoài đến, cho tới bây giờ em cũng chưa từng làm mất tiền. Em đặt trong ngăn kéo tiền sinh hoạt, vô cớ lại thiếu đi 1.000 tệ, cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Mặc dù bà ta không nói rõ, nhưng lời kia có ý tứ nói anh ta là người ngoài, trước kia chưa từng làm mất. Thế nhưng sau khi anh ta đến đây căn nhà này thì lại mất, rõ ràng muốn ám chỉ anh ta ăn cắp. Giang Tuấn cũng nhận định là anh ta lấy, để anh ta nhận sai, lấy tiền ra. Anh ta nói mình không hề lấy, thế nhưng Giang Tuấn lại không tin. Nhất định phải bắt anh ta thừa nhận sai lầm, đồng thời bảo anh ta vô số tiền đã cắp lấy ra. Tính tình của anh ta còn rất cứng đầu, huống hồ vốn dĩ là anh ta không hề ăn cắp, làm sao có thể cam chịu thừa nhận. Giang Tuấn rút dây lưng đánh anh ta một trận. Khâu Minh Diễm đứng ở bên cạnh nhìn, đến bây giờ anh vẫn nhớ như in ánh mắt cười trên nỗi đau của bà ta. Đánh xong còn nhốt anh ta 3 ngày, không cho ăn, không cho uống. Về sau là do Giang Hữu Khiêm thừa nhận mình lấy cắp số tiền kia, lúc ấy anh ta mới được thả ra. Lúc đó ông ta đã nói gì với đứa con trai quý giá của mình? Hữu Khiêm, con cần tiền thì cứ nói, tại sao lại không nói lấy một tiếng đã lấy rồi? Khâu Diễm Minh ở bên nói, Hữu Khiêm còn nhỏ không hiểu chuyện, lớn lên sẽ tốt thôi. Người làm bố nên cười một tiếng trước sai lầm của con trai mình. Mà đối với anh ta, đến một nụ cười ông ta cũng keo kiệt, càng không dừng việc đánh đập anh ta. Sau khi biết được anh ta bị oan, một câu an ủi cũng không có mà chỉ lạnh lùng nói. Cũng không biết là giống ai mà tính tình cứng đầu như vậy. Đây không phải là cứng đầu mà là tôn nghiêm của anh ta, là cốt khí của anh ta. Anh ta tình nguyện để mình bị đánh đòn còn hơn là thừa nhận chuyện mình không hề làm. Trong quá trình trưởng thành của anh ta, chuyện tương tự như vậy xảy ra quá nhiều, nhiều đến nỗi anh ta không có cách nào đếm rõ ràng. Tôi đã nói qua, người đã hãm hại mẹ con chúng tôi sẽ không bỏ qua. Anh ta cúi người xuống cười, tôi không đuổi tận giết tuyệt với các người mà sẽ để các người sống thật tốt, nên cảm thấy biết ơn tôi đi, đừng có ra đặt yêu cầu gì nữa. Nói xong anh ta ngồi thẳng lên, nhìn thoáng qua căn nhà này, có thể có một căn nhà phòng như vậy, một bác sĩ trị liệu tốt như vậy, bố nên biết thỏa mãn. Nói xong thì quay người đi ra cửa, mở cửa ra thì thấy Khâu Minh Diễm đang đứng ở đó, có lặng lẽ đang nghe lén. Không nghĩ tới bỗng nhiên Giang Mạc Hàn sẽ mở cửa phòng, bà ta cố giả bộ bình tĩnh cười, chỉ đến hỏi xem một chút hai người có muốn uống nước hay không. Giang Mạc Hàn không để ý đến bà ta đi ra ngoài, đức hạnh của bà đàn bà này sao, trong lòng anh ta rất rõ ràng. Sau khi rời khỏi nhà họ Giang, anh ta lái xe hơi lao vùng vụt trên đường, thời gian này xe trên đường rất ít. Màu neon sặc sỡ phủ lên thành phố phồn hoa, dù ánh đèn rực rỡ đến đâu, anh ta cũng không dừng lại dù chỉ một giây. Giờ phút này anh ta rất cô độc, cũng vô cùng bất lực. Anh ta đã có nhiều thứ như vậy, thế nhưng anh ta lại không cảm thấy hạnh phúc, trái tim vô cùng vắng vẻ. Xe đi qua thành phố cực kỳ nhanh, giờ phút này một người để tâm sự anh ta cũng không có. Anh ta có được mọi thứ, nhưng lại là người cô đơn. Cuối cùng, xe dừng lại tại một quán bar. Anh ta bước xuống xe. Lúc này, trong quán bar chính là thời điểm rất náo nhiệt, xa hoa trụy lạc, ca hát nhảy múa. Nam nữ cứ như vậy mà ôm nhau trên sàn nhảy, quên hết tất cả, tùy ý vặn vẹo thân thể. Anh ta ngồi vào quầy bar gọi một chai rượu, uống một mình. Một chai rượu Tây rất nhanh đã vơi đi một nửa. Anh ta lại rót đầy một lần nữa, ngửa đầu uống cạn. Chiếc ly bị vênh trên quầy bar, anh ta vẫn tiếp tục rót. Lúc này một bàn tay yếu ớt không xương, móng tay sơn màu đỏ, phủ lên mu bàn tay của anh ta, chậm rãi nắm chặt. Thưa ngài, một mình uống rượu giải sầu thì chi bằng để tôi uống cùng ngài. Người phụ nữ vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh anh ta, nửa bình rượu Tây vào trong bụng. Giang Mạc Hàn cũng không có men say, chỉ là đầu óc không rõ ràng bằng lúc bình thường. Đôi mắt hững hờ của anh ta chậm rãi ngước lên, ánh mắt rơi trên cơ thể của người phụ nữ, váy bó sát người màu đen, lộ ra dáng người khá chuẩn,
đôi chân trắng gầy để trần, trên chân đeo giày cao gót màu đỏ. Giờ phút này đôi chân kia đang ép về phía thân thể của anh. Người phụ nữ đè ép trái tim đang nhộn nhạo của mình xuống. Người đàn ông cực phẩm như vậy quá hiếm thấy. Nghĩ thầm nhất định phải nắm chặt cơ hội, cười nói: vừa vặn tôi cũng chỉ có một mình. Giang Mạc Hằng hiếp mắt, lạnh lùng phun ra một chữ: cút! Người phụ nữ này đối với sức quyến rũ của mình thì rất tự tin. Cô ta là khách quen của nơi này, chưa từng có người từ chối bắt chuyện với cô ta. Nhất thời cảm thấy mình đang nghe nhầm, vẫn cười nhẹ nhàng như cũ, cầm chai rượu lên rót cho mình một ly quấn đến. Chỉ bằng chúng ta uống một ly rượu giao bôi đi. Trong mắt Giang Mạc Hằng tràn ngập lạnh lẽo, vẻ mặt tức giận. Cô nghe không hiểu tôi nói gì sao? Biểu cảm của người phụ nữ dừng một chút cười nói: Tôi nghe được, nhưng tôi nhìn thấy giờ phút này một mình ngài cần có phải bên người bên cạnh. Tôi cảm thấy tôi rất thích hợp. Vừa nói, động tác trêu chọc của người phụ nữ này càng lớn mật, cầm tay của anh đặt lên ngực của mình. Không đợi cô ta hưởng thụ khoái cảm được vuốt ve, chỉ cảm thấy phần bụng đau xót, cả người bay ra ngoài. Soạt một tiếng, đụng ngã lăn cái bàn, người phụ nữ ngã trên mặt đất. Người phụ nữ lấy tay che phần bụng, không dám tin, đôi mắt trang điểm tinh xảo tràn đầy hoảng sợ. Nguyên bàn sàn nhảy đang náo nhiệt, cũng bởi vì một màn này mà tạm dừng động tác vặn vẹo nhìn sang. Người phụ nữ bò dậy từ dưới đất, bởi vì mọi người vây xem náo nhiệt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Anh vẫn còn là đàn ông sao? Vậy mà dám đánh phụ nữ? Một cái liếc mắt Giang Mạc Hằng cũng không cho cô ta, móc ra từ bóp da mấy tờ tiền màu đỏ nhét vào quầy ba rồi đời đi. Một người phụ nữ xông đến muốn ngăn cản anh ta, anh đánh người rồi còn muốn đi sao? Ánh mắt anh ta khẽ động, tránh ra. Người phụ nữ vốn định tống tiền vì anh ta đã đánh mình, nhưng nhìn khí thế của anh người đàn ông này, cô ta lại không dám, không cam lòng tránh sang một bên. Giang Mạc Hằng cất bước đi ra ngoài, anh ta đi đến bên cạnh mở chiếc xe, chuẩn bị lái xe rời đi, lại nhìn thấy Lâm Nhị Huy đi tới từ rạp chiếu phim. Anh ta đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ, đã quá nửa đêm. Cô Lâm, anh ta đóng cửa xe, đi về phía cô. Tòng Ngôn Hy quay đầu nhìn qua, lúc nhìn thấy anh ta, cô cau mày khó hiểu. Hôm nay cô mất ngủ cho nên nửa đêm đi xem phim lại gặp anh ta. Đây là oan gia ngõ hẹp. Nhưng trên mặt cô vẫn mỉm cười chào hỏi: Tổng giám đốc Giang. Giang Mạc Hằng bước tới và xem vài tấm áp phích phim được dán ở lối vào của rạp chiếu phim. Đi xem phim một mình? Anh ta hỏi. Tông Ngôn Hy cười. Nơi này cũng không có người có thể cùng đi xem phim với tôi mà. Cô muốn đi xem bộ nào? Bỗng nhiên anh ta rất muốn biết một mình cô xem sẽ xem bộ phim gì. Tháng này công chiếu 3 bộ phim, có khoa học viễn tưởng và tình yêu. Tông Ngôn Hy quay đầu nhìn thoáng qua nói, tim đập thình thịch. Cô Lâm có bạn trai rồi sao? Anh ta lại hỏi. Sao hả? Tổng giám đốc Giang cảm thấy hứng thú đối với chuyện riêng của tôi sao? Cô cười đẹp mắt. Giang Mạc Hằng cũng không biết tại sao mình lại hỏi nhiều như vậy. Những từ này dường như không đi qua não. Làm phiền rồi. Anh ta che giấu biểu cảm của mình. Đã muộn rồi. Cô Lâm nên trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong đi về phía xe. Tông Ngô Hy đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của anh ta. Bỗng nhiên nói. Tổng giám đốc Giang, anh đã từng yêu ai chưa? Đột nhiên bước chân của Giang Mạc Hằng dừng lại, chậm rãi quay người. Chuyện này không liên quan gì đến công việc. Ngài Giang cũng không cần phải trả lời, chỉ là mấy bộ phim hôm nay không tệ. Nếu Ngài Giang có thời gian, cũng có thể giải trí một chút. Nói xong cô quay đi người về hướng ngược lại. Trong giây phút đó, cô chỉ muốn biết trong khoảng thời gian hai người ở bên nhau, anh ta đã có từng rung động với cô hay không? Rung động hay không rung động thì sao? Cũng có thể thay đổi được cái gì nữa chứ? Cô cười tự giễu một mình. Cô ngửa đầu lên, lưng thẳng tắp. Giang Mạc Hằng đứng tại chỗ, ánh mắt chuyển qua tấm áp phích phim, tim đập thình thịch. Bộ phim nói về tình yêu thời thơ ấu của đôi thanh mai trúc mã, cho nên trên áp phích lấy hình tượng bé trai và bé gái làm chủ đề chính. Anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Nhị Huy, lại không hiểu sao lại bóng dáng của cô lại trông giống bóng dáng của một người phụ nữ khác. Rõ ràng cô không phải là người đó, tại sao anh ta lại liên tưởng hai người với nhau? Anh ta cũng không thích loại cảm giác này. Cô chính là cô, không thể bị thay thế bởi người khác. Anh ta lên xe cũng không nổ máy ngay lập tức, mà lại quay đầu nhìn về phía tấm áp phích kia. Thời điểm lần đầu tiên gặp cô vẫn còn rất nhỏ. Khi cười lên đem lại cảm giác ấm áp giống như ánh nắng cho người khác.
ánh mắt của anh ta thâm thúy thêm mấy phần, mang theo loại tình cảm đến chính bản thân anh ta cũng không phát hiện ra. Không biết từ lúc nào, nụ cười của cô ở trong lòng của anh ta đã mọc rễ nảy mầm, bằng không tại sao anh ta luôn cố gắng quên đi lại không có cách nào quên được. Mỗi lần nhớ tới, trái tim đều cảm thấy buồn bã và đau đớn. Thật lâu sau, anh ta mới ổn định được cảm xúc rồi nổ máy rời đi. Ngày thứ hai, Tông Ngôn Hy còn đang trong giấc mộng, bị tiếng chuông điện thoại di động gấp rút đánh thức. Cô tiếp điện thoại, bên kia truyền đến một giọng nói nghi ngờ. Mau xem tin tức đi. Tin tức gì? Cô tỉnh táo hơn một chút. Chuyện xấu của chồng cũ em. Giọng nói bên kia có mấy phần trêu tức. Cô ngồi dậy, dụi dụi con mắt. Đến cùng là chuyện xấu gì chứ? Cố Hiềm bên kia cúp điện thoại, gửi tin tức hôm nay đến điện thoại di động của cô. Cô ấn mở kết nối, tiêu đề nổi bật viết: Tổng giám đốc của Hằng Khang ở hộp đêm và mỹ nữ phiên bản giới hạn. Phía dưới kèm theo ảnh chụp gian mặt hàng đạp một người phụ nữ. Cố Hiềm gửi một tin nhắn tới trêu chọc: Chồng cũ của em còn đánh cả phụ nữ cơ à? Tính tình táo bạo như thế, có từng đánh đập em chưa? Tông Ngôn Hy không để ý, tiếp tục xem tin tức này. Những loại tin tức này đều sẽ thêm mắm thêm muối để chiếm được sự quan tâm của đại chúng. Nội dung đại khái là sau khi ngủ cùng người đẹp, không thương lượng được giá cả liền ra tay đánh nhau. Trên mặt Tông Ngôn Hy không biểu lộ cái gì, chỉ cảm thấy buồn cười. Hiện tại gian mặt hàng thiếu tiền sao? Sẽ vì tiền mà ra tay trước mặt mọi người? Em không buồn cười đấy chứ? Cố Hiềm thấy cô không hồi âm, lại gửi một tin nhắn nữa tới. Tông Ngôn Hy trả lời anh ta một câu: Tại sao em phải buồn chứ? Chồng cũ của em luân lạc tới mức phải đến hộp đêm tìm phụ nữ. Em không cảm thấy khó chịu sao? Không phải anh cũng nói là chồng cũ à? Nếu đã là chồng cũ thì chẳng có quan hệ gì với em. Tốt thôi, chúc em hôm nay thật vui vẻ. Tôn Ngôn Hề để điện thoại di động xuống, rời khỏi giường. Hôm nay cô còn có chuyện phải làm. Cô rửa mặt thay quần áo, đi ra ngoài. Ban đầu là Lăng Vi hại cô, muốn để cô ta phải chịu trừng phạt đáng phải nhận, phải tìm được chứng cứ cô ta hại cô. Thế nhưng cô lại không có manh mối, cũng không dám liên lạc với những người kia, sợ bố mẹ của cô sẽ biết. Cô chỉ muốn báo thù cho chính mình, hiện tại cũng chỉ có thể dùng phương pháp ngu xuẩn nhất. Nơi ở trước kia mà cô và Giang Mạc Hàn ở, hệ thống phòng trộm ở đó rất tốt. Việc ra vào của mọi người đều sẽ được ghi lại, mặc dù đã lâu như vậy rồi nhưng cô vẫn muốn nhìn một chút, biết đâu lại có thì sao. Thế là ăn sáng xong cô liền đi đến nơi ở trước kia của mình và Giang Mạc Hàn. Mới chỉ có một năm mà thôi, nơi này đã điều hiu không còn một bóng người. Cây lá trong viện rơi đầy sân, bãi cỏ mọc rất dài và không có ai tắc tỉa. Lá cây mỏng và nhọn giống như gai của con nhím. Cô thử dùng mật mã ban đầu để mở khóa, nhưng có vẻ sau khi cô và Giang Mạc Hàn ly hôn, Giang Mạc Hàn cũng đã rời khỏi nơi này, không có ý thay đổi mật mã. Một lát sau cửa liền mở ra, cô đẩy cửa bước vào. Đứng ở trong sân, cô có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời, cô đã từng cho mình là sẽ sống hạnh phúc ở nơi này cùng anh ta đến già. Nhưng mà hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Cô thu lại cảm xúc, đi đến trước cửa biệt thự mở cửa, mật mã giống như không hề thay đổi, vẫn giống ban đầu. Cánh cửa rộng lớn được đẩy ra, căn phòng lạnh lẽo, một lớp bụi dày đặc phủ lên khắp nhà. Lúc hai người kết hôn, ngôi nhà mà cô mơ ước bây giờ lại trở thành bộ dáng này. Bỗng nhiên hai con mắt có chút chua xót, không tự chủ được muốn khóc. Khóc mình ngốc, khóc mình ngu xuẩn. Cô khịt mũi rồi đi về phía phòng làm việc, nơi nghiên cứu kiểm soát tất cả hệ thống giám sát và chống trộm của biệt thự. Cô đã ở đây 3 năm, tất cả bố trí cô đều rõ ràng. Cô mở cửa phòng làm việc bước vào, đi đến máy tính trên bàn, bật máy tính lên. Giang Mạc Hàn không sống ở đây, điện nước ở đây đều thông nhau, ngoại trừ khói bụi, mọi thứ vẫn như cũ. Rất nhanh màn hình của máy tính liền sáng lên, cô nhấp vào hệ thống giám sát và điền thời gian muốn xem trong khoảng thời gian tìm kiếm. Tuy nhiên, việc theo dõi ngày hôm đó chỉ có thời điểm cô bị bắt đi mới bị xóa. Bây giờ nghĩ lại cũng đúng, Lăng Vi làm chuyện xấu làm sao có thể lau sạch sẽ cái mông chứ. Chỉ cần cô ta làm chuyện xấu, nhất định có thể tìm ra manh mối. Manh mối này không có, còn có người lúc Lăng Vi mua chuộc để bắt cóc cô, luôn có thể tìm được dấu vết để lại. Cô tắt máy tính, lúc chuẩn bị rời đi thì vô tình chạm phải một cuốn sách trên bàn, bột một tiếng rơi trên mặt đất, khuấy động lên từng hạt tro bụi. Cô khom người nhặt lên, bên trong lại rơi ra một tấm hình. Lúc nhìn thấy ảnh chụp, con người của cô toát lên vẻ kinh ngạc.
Cô cầm lên, bên trong hình ảnh một người phụ nữ đang ôm một bé trai, khiến cô kinh ngạc chính là người phụ nữ kia là dì Vương, mà trong ngực bà ấy chính là Giang Mạc Hàn khi còn bé. Cô ngã ngồi trên ghế, cô giống như hiểu được hận thù của Giang Mạc Hàn đối với cô là từ đâu mà đến. Anh ta cho rằng là gia đình của cô hại chết mẹ của anh ta sao? Anh ta cho là như vậy. Vậy để cưới cô, anh ta đã lên kế hoạch ngay từ đầu. Tất cả đều là kế hoạch báo thù của anh ta, mà cô trong kế hoạch này chỉ là một quân cờ. Cái cô gọi là tình yêu chỉ là do anh ta cố ý chế tạo ra, khiến cô mắc lừa để trở thành mồi nhử. Ha ha, Giang Mạc Hàn ơi Giang Mạc Hàn, anh thật giỏi lừa gạt tôi. Đến cùng tôi có bao nhiêu ngu xuẩn mới có thể tin tưởng anh như vậy, lại có thể muốn sinh một đứa con cho anh. Cô ngửa đầu, cố kìm nước mắt. Thế nhưng làm sao cũng không khống chế nổi. Anh sống cùng tôi 3 năm, anh có một chút hiểu biết gì về tôi hay không? Anh có biết tôi suýt chút nữa thì chết trong vụ tai nạn xe ca hay không? Bác Thẩm cũng là trở về từ cõi chết. Làm sao anh có thể cho rằng là chúng tôi hại chết mẹ của anh chứ? Cô ôm ngực, làm sao cũng không ổn định được cảm xúc khi biết chân tướng sự việc. Cô đau khổ vì anh không hiểu rõ mình, đau khổ vì anh lại nghĩ về mình như vậy. Tôi lại đối với một người đàn ông trước giờ chưa từng tin tưởng mình yêu thương sâu đậm, suy tâm vọng tưởng muốn sống cùng anh ta cả đời. Cô ngồi trong căn phòng đầy bụi một lúc lâu, cho đến khi nước mắt trên khuôn mặt cô khô lại. Cô kẹp tấm ảnh vào cuốn sách, đặt lại về chỗ cũ, đứng dậy rồi nhìn căn phòng lần cuối, nhẹ nhàng nhếch môi. Kết thúc, tất cả đều đã kết thúc rồi. Từ nay về sau, tôi và anh sẽ là kẻ thù. Thân thể thẳng tắp của cô bước ra ngoài. Thời điểm cô đóng cửa thì điện thoại di động vang lên, là Cố Hiềm gọi tới. Cô nhận điện thoại. Có chuyện gì sao? Tìm em cùng nhau ăn cơm. Anh rảnh rỗi như vậy sao? Tàu Ngôn Hy vừa đi vừa nói. Ê, anh là sợ em vừa về nước không kịp thích ứng, muốn ở bên cạnh em. Kết quả em lại không hiểu ý tốt của anh. Được, coi như anh chưa từng gọi cú điện thoại này vậy. Là lỗi của em. Tàu Ngôn Hy lập tức xin lỗi. Anh đến đón em đi. Cô nói địa chỉ, nơi này có trên là chút ít, biệt thự hướng về biển Thanh, thanh tịnh, hoàn cảnh tốt, view đẹp, nhược điểm duy nhất chính là xa thành phố. Cố Hiềm nói một câu chờ chút, anh sẽ đến nhanh thôi, sau đó cúp điện thoại. Cô đi dọc theo ven đường, trên con đường này có rất ít người, vô cùng quạnh quẽ. Thời điểm đi qua ngã ba, cô nhìn thấy xe của Lăng Vi vẫn là chiếc xe Porsche màu đỏ một năm trước. Cô ta xuất hiện ở đây làm gì? Thấy thế, Tông Ngôn Hy từ từ chậm rãi, đang chờ đợi xem chiếc xe này đi tới đâu. Cô đi qua, thuận tiện chuyển điện thoại di động sang chế độ yên lặng để phòng lỡ như Cố Hiềm gọi điện thoại tới. Đi trên đường thì quá lộ liễu, cô nấp trong đám cỏ dưới chân núi tiến lại gần chiếc xe màu đỏ. Lúc này cô mới chú ý tới bên cạnh chiếc xe màu đỏ phía trước còn có một chiếc xe Việt giả màu đen. Cô hẹn tôi tới nơi quái quỷ gì đây? Người đàn ông đeo kính râm màu đen cực lớn, trong giọng nói có mấy phần không kiên nhẫn. Lăng Vi nói, tôi đang cần một ít người, cho tôi mượn mấy người. Anh yên tâm, tiền bạc không thành vấn đề. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, tôi cũng chẳng dám cho cô mượn người nữa đâu. Một năm trước tôi cho cô mượn hai người, mất tích đến bây giờ cũng không tìm được. Làm sao tôi còn dám cho cô mượn người hả? Người của anh mất tích thì liên quan gì đến tôi chứ? Lại nói, không phải tôi cũng đưa tiền cho anh rồi ư? Làm sao? Có sinh ý hại không muốn làm à? Hai tay của Lăng Vi vòng quanh ngực. Lần này tôi sẽ trả nhiều tiền hơn. Người đàn ông tháo kính râm xuống, nhìn về phía Lăng Vi. Lần này cô lại là vì cái gì nữa đây? Đây là chuyện của tôi, anh không cần phải đi ý đến. Anh chỉ cần cho tôi mượn người là được rồi. Cô ta mười phần tự tin nói, đến tôi mà anh còn phải lo lắng sao? Người đàn ông không đồng ý ngay lập tức, còn đang châm trước. Chuyện một năm trước, trong lòng của anh ta vẫn luôn cảm thấy bất an. Đưa hai người kia cho cô ta, sống không thấy người, chết không thấy xác, làm sao anh ta không thể tìm được dấu vết để lại. Lần này tôi trả 1 triệu tệ, Lăng Vi thêm tiền. Một năm trước cũng chỉ có 500.000 tệ. Bỗng nhiên, điện thoại của Tông Ngôn Hy đang trốn trong bụi cỏ sáng lên. Cố Hiềm đi đến địa chỉ mà cô nói, kết quả lại không nhìn thấy ai. Tông Ngôn Hy nhìn thấy màn hình điện thoại di động lóe lên, bưng kín ngực, quá dọa người. May mắn là cô đã chuyển sang chế độ im lặng, không thì cô hít một hơi thật sâu, cúp điện thoại tiếp tục quan sát bọn họ. Người đàn ông giống như có chút xoắn xuýt. Lăng Vi đưa ra điều kiện rất mê người, nhưng lại sợ xảy ra chuyện. Suy tư một lát, có thể nhưng người của tôi nhất định phải quay trở về đó. Lăng Vi đồng ý, được. Ngày mai tôi sẽ phái hai người đến cho cô sắp xếp.
Nói xong anh ta mở cửa xe điên đi. Lăng Vi nhìn thoáng qua trước sau, xác định không có ai đi tới. Rất nhanh Tông Ngôn Hy liền nghe được âm thanh của động cơ xe hơi. Đợi đến khi bọn họ rời đi, cô mới từ trong bụi cỏ đi ra. Cuộc nói chuyện của bọn họ cô đều nghe thấy được. Đại khái một năm trước, người giả mạo do Giang Mặc Hàn phái tới là Lăng Vi thông qua người đàn ông này tìm được. Lần này, cô ta lại tìm người muốn hại ai? Nghĩ đến đây trong lòng cô liền trở nên lạnh lẽo. Trước kia tại sao cô lại không phát hiện ra Lăng Vi lại là người lòng dạ ác độc như vậy? Lúc này màn hình điện thoại di động của cô lại sáng lên. Cô vội vàng tiếp nhận. Bên kia truyền đến âm thanh lo lắng của Cố Hiềm. Em ở đâu rồi? Em đến ngay. Cô nhanh chóng đi về hướng ngã tư. Cố Hiềm đứng ở bên cạnh xe gấp gáp đi tới đi lui. Em đã đi đâu vậy hả? Em bị một chút chuyện làm chậm trễ. Tông Ngôn Hy hết sức xin lỗi nói. Em làm anh sợ muốn chết có biết không hả? Cố Hiềm nhìn cô. Em không sao chứ? Cô lắc đầu. Không sao. Anh còn tưởng em gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn cơ. Em không sao thì tốt rồi. Nhanh lên xe. Cố Hiềm mở cửa xe cho cô. Tông Ngôn Hy đi đến trước mặt anh ta. Chân thành nói. Cố Hiềm, cảm ơn anh. Bớt đi, lên xe. Nơi này thật vắng vẻ đó. Cố Hiềm tức giận nói. Tông Ngôn Hy biết anh ta thật sự không tức giận. Khom người lên xe. Cố Hiềm mở cửa xe hỏi. Em một mình chạy đến nơi vắng vẻ làm như vậy? Đi xử lý một số chuyện mà. Cô nhàn nhạt nói. Thế đã xử lý xong chưa? Cố Hiềm hỏi. Tông Ngôn Hy gật đầu. Thu hoạch tương đối khá. Cô không tìm thấy thứ mình muốn, nhưng lại tìm thấy rất nhiều thứ một cách tình cờ. Cố Hiềm nhìn cô trong gương chiếu hậu. Em thật sự không sao đấy chứ? Tông Ngôn Hy rất kỳ quái. Em thật sự rất ổn mà. Vậy thì tốt rồi. Cố Hiềm cười nói. Tông Ngôn Hy. À, Cố Hiềm, anh có nói gì sao? Không phải anh sợ em thương tâm sao? Chồng cũ của em lại đến hộp đêm tìm phụ nữ. Anh ta tìm phụ nữ thì liên quan gì đến em? Tông Ngôn Hy im lặng muốn chết. Làm sao anh ta vẫn còn xoắn xuýt vấn đề này vậy? Cố Hiềm nhìn cô từ kính chiếu hậu. Thật sự em không quan tâm. Tông Ngôn Hy đã mặc kệ anh ta. Cố Hiềm cười cười. Được rồi, là anh không nên hỏi. Còn nữa, nói với em một việc. Hôm nay bên ngoài tập đoàn Hằng Khang có rất nhiều phóng viên đều muốn phỏng vấn Giang Mặc Hàn. Em không muốn biết chuyện của anh ta. Anh có muốn cho em ăn cơm không đấy hả? Ít nói mấy chuyện làm giảm khẩu vị của em đi. Tông Ngôn Hy thật không thể nào hiểu được anh ta. Tại sao cứ một mực níu lấy vấn đề này? Được, được, anh không nói nữa. Cố Hiềm cũng cảm thấy rất chán nản. Anh ta cảm thấy lúc trước cô gả cho Giang Mặc Hàn nhất định là rất thích. Không xác định được suy nghĩ trong lòng cô bây giờ. Tô Nghi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh nhanh qua xẹt qua. Bỗng nhiên cô nghĩ đến cái gì đó. Lấy điện thoại ra, gửi ảnh chụp người đàn ông vừa rồi cho Cố Hiềm. Người này anh điều tra giúp em một chút nhé. Cố Hiềm nghe thấy điện thoại vang lên âm thanh, ấn mở rồi nhìn thoáng qua. Lại thả điện thoại xuống hỏi, điều tra người này làm gì? Có quan hệ vì lúc trước hãm hại em? Biết rồi. Cố Hiềm kiên lắm lái xe. Chẳng mấy chốc xe đã tiến vào thành phố. Lúc đầu nói sẽ cùng nhau ăn trưa, nhưng Cố Hiềm lại nhận được điện thoại của thư ký công ty. Anh ta cần quay lại có việc gấp. Anh cho em xuống chỗ này đi. Tông Ngôn Hy nghe thấy anh ta vừa mới nghe điện thoại. Ai, lúc đầu anh còn muốn ăn cơm trưa với em mà. Về sau vẫn còn rất nhiều cơ hội. Tông Ngôn Hy nói. Cố Hiềm ngẫm lại cũng đúng. Vậy anh thả em xuống đây nhé. Ừ, công việc quan trọng hơn mà. Cố Hiềm dừng xe lại. Tông Ngôn Hy đẩy cửa xe đi xuống. Anh lái xe chậm một chút đó. Anh ta trả lời một tiếng rồi lái xe rời đi. Tông Ngôn Hy đối với nơi này vẫn rất quen thuộc. Phía trước hắn ta có một trạm xe buýt mà tuyến đường này sẽ đi qua khách sạn của cô. Cô đi theo dọc con đường, bỗng nhiên một chiếc màu đen xe dừng lại bên cạnh cô, cửa sổ hạ xuống. Cô Lâm, Tông Ngôn Hy quay đầu, liền nhìn thấy một gương mặt có góc cạnh rõ ràng. Giờ phút này con người tĩnh mịch kia đang nhìn cô. Biết anh ta cười mình, nói yêu mình để chỉ là âm mưu. Gặp lại anh ta, cô chỉ cảm thấy tim càng thêm đau. Thời điểm ở trước mặt anh ta cô từng nũng nịu nói yêu anh ta. Có phải trong lòng anh ta nghĩ người phụ nữ này thật sự ngu xuẩn không?